Cô gái này rất có năng khiếu, từ nhỏ đã yêu thích ca múa. Nhưng có một việc quan trọng hơn mà cô luôn hướng đến, gia nhập quân ngũ, đây mới chính là lý tưởng lớn nhất đời cô. Nhưng những ngày tháng đẹp đẽ không kéo dài được lâu, chiến tranh nổ ra và kết thúc nhanh chóng, Nam Bắc bước vào giai đoạn hòa bình. Cô đi đến Seoul, thành phố mà cô luôn mơ ước, chuẩn bị đón chào cuộc sống mới. Nhưng lý tưởng và hiện thực chung quy lại vẫn luôn có sự khác biệt. Để có thể sinh sống ở đây, cô đến bưng bê cho một tiệm ăn. Nhìn thấy đồng nghiệp đang ngồi ăn những thức ăn thừa của khách bỏ lại, trên mặt cô lộ ra một cảm xúc khó hiểu. Cuối cùng thì công việc bưng bê không phải là điểm dừng chân của cô. Cô lại tiếp tục kiếm tiền bằng việc ca hát trong các hộp đêm. Cuộc sống nhàm chán khiến cô dần mất đi hy vọng. Một ngày, cô đến tìm ông chủ cho vay nặng lãi để trả nợ. Trong két sắt của ông ta có rất nhiều thứ hay ho. Nhìn thấy cô sinh trông cũng xinh đẹp quyến rũ, ông ta nảy sinh tâm địa xấu, muốn dùng thuốc phiện khống chế cô. Một mặt dụ dỗ cô rằng thứ này sẽ làm cô vui vẻ, mặt khác bắt đầu động tay động chân với cô. Tưởng chừng mọi chuyện sắp thành, đột nhiên một tên thuộc hạ bắt về một cô gái. Cô gái mặt dính đầy máu, thân thể bị đánh một cách dã man. Nhìn kỹ lại, đây không phải là người đồng nghiệp cô nhìn thấy trong quán ăn sao? Lỗ kim ở trên cánh tay khiến cô hiểu ra mọi chuyện, đây chính là kết cục khi bị thuốc phiện khống chế. Cô liền thay đổi sắc mặt, chỉ trích thẳng mặt ông chủ với những lời lẽ khó nghe. Hắn liền tát mạnh cô một cái khiến cô ngã lăn xuống sàn. Cô cũng không ngồi yên chịu chết, dùng chân đá văng tên chủ sang một bên. Sau đó nhanh tay với lấy một khẩu súng chĩa thẳng về ông ta. Tên chủ kia cho rằng một cô gái như cô sẽ không thể biết dùng súng nên không hề tỏ ra sợ hãi. Nhân lúc cô sơ suất, tên chủ nhanh tay cầm lấy một cái ấm nước ném mạnh về phía cô rồi lao về phía cô khiến trễ nhưng trong tay cô vẫn còn khẩu súng. Đến lúc này rồi còn gì để do dự nữa. Cô bóp cò bắn thẳng vào đầu ông ta. Cũng trong thời khắc này cô giác ngộ ra, người ăn người, ma ăn mà. Hai tên thuộc hạ đang khống chế cô gái đồng nghiệp kia, cô lại một lần nữa bắn chết một người. Nhìn thấy tên còn lại sợ hãi đến sắp tiểu ra quần, cô buông súng xuống, bảo đồng nghiệp lấy tiền trong két sắt. Cứ như vậy, hai người họ sống một cuộc sống tối tăm qua ngày. Cô nhắm đến những người cho vay nặng lãi, thành công có, thất bại cũng có. Sau nhiều lần gây án, đồng nghiệp của cô đã bị chết. Cô bị cảnh sát phát lệnh truy nã, đến một nơi ở cũng không có. Cô rút một khẩu súng từ trong túi áo ra, vẫn còn một viên đạn. Cô chuẩn bị kết thúc cuộc đời bế tắc này thì một người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Khi nhận ra cô là nghi phạm đang bị truy nã, vốn tưởng rằng là một con dã thú, hóa là cũng chỉ là một người bình thường. Cô lập tức đưa khẩu súng nhắm vào đầu người đàn ông. Anh ta không chớp mắt lấy một cái, chỉ hỏi cô rằng cảm giác khi giết những tên cặn bã như thế nào. Thấy cô không trả lời, người đàn ông nói ra mục đích của bản thân, muốn mời cô gia nhập băng đảng, cược một ván lớn. Kết cục của những tên trộm vặt không phải ngồi tù thì cũng là chết. Đã làm thì phải làm thật lớn, không những có thể thay đổi thế giới, còn có thể trở thành anh hùng. Cô chậm rãi buông khẩu súng xuống, hỏi người đàn ông kế hoạch dự tính bao nhiêu. Người đàn ông giơ bốn ngón tay lên nói rằng 4.000 tỷ. Dù sao giờ cô cũng chỉ còn một con đường chết, không bằng liều một phen. Người đàn ông tự xưng mình là giáo sư, cô hỏi anh ta dạy về cái gì. Giáo sư giới thiệu với cô một nhóm học sinh, họ cũng giống như cô là những người được chiêu mộ về. Tiết học đầu tiên là đặt tên, cân nhắc đến vấn đề an toàn. Giữa mỗi cần phải có biệt hiệu riêng để xưng hô thay vì dùng tên thật của mình. Cách thức rất đơn giản, chính là dùng tên của thành phố mà bản thân muốn đến sau này đặt làm biệt hiệu. Cái tên đầu tiên được chọn là Rio, tuy tuổi còn trẻ nhưng là một hacker có kỹ năng rất tốt. Thứ hai là Denver, tư duy đơn giản, sở trường là chiến đấu. Thứ ba là Moscow, bố của Denver, xuất thân là thợ mỏ, rất giỏi đào lỗ. Thứ tư là Nairobi, nói dối và hóa trang là sở trường của cô. Tiếp theo là một cặp người béo. Người đội mũ là Helsinki, người không đội mũ là Oslo, đều xuất thân từ một nhóm xã hội đen, với sức của hai người họ đã tiêu diệt cả băng nhóm. Người thứ sáu ra sân là Berlin, là một bậc thầy kiểm soát hiện trường, rất giỏi trong việc tạo dựng không khí, cũng là tội phạm bị truy nã gắt gao nhất. Cô gái cuối cùng ra sân với sự lựa chọn là Tokyo. Kể từ đó, mỗi người đều có một biệt hiệu riêng. Giáo sư nhấn mạnh lại một lần nữa mục đích của hành động chung lần này, đó là cướp được 4.000 tỷ, sau đó biến mất không dấu vết. Việc cướp bóc không được có thương vong. Người dân cả nước sẽ được xem vở kịch thú vị này và họ sẽ trở thành anh hùng của nhân dân. Vậy vấn đề ở đây là, ngân hàng nào dự trữ số tiền mặt lớn đến như vậy? Giáo sư mở tấm vải đỏ ra, nơi cần cướp không phải là ngân hàng, mà là cục in tiền. Thời gian trôi đến 5 tháng sau, cục in tiền vẫn yên bình như thường lệ, chỉ khác là hôm nay sẽ có học sinh đến tham quan. Giám đốc cho là một tên háo sắc, một nữ nhân viên tên Bison vừa bước vào, hắn liền vồ ập ảo tới. Bison nói vài câu để khiến hắn bình tĩnh lại, bây giờ không phải lúc để làm bừa, muốn tuyên bố một chuyện quan trọng. Cùng lúc đó, nhóm học sinh đã đến trước khuôn viên tiến vào tham quan. Mọi người theo sự hướng dẫn của cô giáo tiến vào xưởng đúc tiền. Lúc này, Tokyo và Nairobi đã hóa trang thành hai nữ sinh đang đứng ở trước cổng. Berlin cùng với những người khác cũng đang trên đường đến đó. Tất cả kiểm tra súng và đeo mặt nạ. Mục tiêu nhắm đến chiếc xe của cục in tiền. Xe chuẩn bị chạy về phía cây cầu,
hai thành viên cũng bắt đầu leo lên cây cầu đó. Rio nhấn công tắc, khởi động những cột nâng trên cây cầu. Đoàn xe buộc phải dừng lại, anh lại nhấn công tắc lần nữa, một âm thanh vô cùng chói tai vang lên, hệ thống liên lạc bị phá hủy. Phía trước khói sương mù mịt, không thể nhìn thấy gì. Một chiếc xe chậm chậm tiến đến. Một người mang bộ đồ đỏ, đeo mặt nạ, tay cầm súng ống bắn ra một loạt đạn, cảnh vệ trên đoàn xe hoảng loạn, những thành viên còn lại cũng lần lượt bước đến, trong nháy mắt đã kiểm soát được thế trận. Một bộ phận cảnh vệ và tài xế bị bắt nhốt trong thùng xe. Tất cả thành viên đồng loạt thay một bộ đồ khác. Bọn họ không bắt hết toàn bộ mà giữ lại một người quen mặt để tránh sự nghi ngờ. Nhưng tính toán đến như vậy cũng không thể khiến họ thuận lợi tiến vào trong. Bảo vệ canh cửa muốn xác minh danh tính của Berlin. May là Rio ngồi trong thùng xe phía sau đã dễ dàng làm giả được thân phận của họ. Bên trong cục in tiền, giám đốc cho và Mission đang xảy ra tranh cãi. Nhưng ông ta nhất quyết không nhận, cho rằng cô dùng đứa con hoang này để vơ vét tài sản của mình. Cùng lúc này, Berlin lấy ra thẻ thông tin của mình, bảo vệ xác minh một lát rồi mới cho qua. Rio ở phía trong nhanh chóng tắt còi báo động, để Tokyo và Nairobi cũng dễ dàng tiến vào trong. Cô gái này đang đứng trong phòng vệ sinh gọi điện thoại cho bạn trai. Hai người nói chuyện rất tình cảm, cô gái bắt đầu di chuyển điện thoại xuống dưới váy. Giám đốc cho và Mission vẫn đang cãi nhau, cuối cùng Mission muốn chia tay. Giám đốc cho vội vàng giữ cô lại. Bên phía này, Nairobi bị phát hiện mang theo súng, may mà Tokyo kịp thời ra tay, khiến cho hệ thống không phát ra báo động. Đạn đã lên nòng, không thể không nổ, hai người lấy vũ khí ra bắn liên hồi trên trần nhà. Berlin ở bên này cũng đồng thời hành động, tuy súng bắn liên tục nhưng không có ai bị thương vong. Các thành viên phân công hành động, dồn hết con tin tập trung lại một chỗ. Nữ sinh này nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn, vừa đi ra xem thử đã bị dọa đến ngây người. Cả cục in tiền đã bị làm náo loạn đến rối tung rối mù, giáo sư sốt ruột chờ đợi ở phía ngoài. Tất cả con tin bị tập trung lại ở sảnh lớn, Tokyo qua xem một lượt, không tìm thấy mục tiêu chủ chốt. Giáo sư cố gắng bình tĩnh lại, đây là bước quan trọng nhất trong kế hoạch. Hóa ra mục tiêu cần tìm ở đây chính là nữ sinh đang trốn trong phòng vệ sinh. Tokyo rất nhanh đã tìm thấy cô. Rio khởi động hệ thống phòng thủ, cửa lớn của cục in tiền từ từ đóng lại. Nữ sinh bị đưa đến sảnh lớn, tất cả đều bị bịt mắt lại. Berlin cùng các thành viên khác cởi mặt nạ ra. Anh là người phụ trách chính trong chuyến cướp bóc lần này. Việc đầu tiên cần làm là xoa dịu mọi người. Anh nói tất cả không cần căng thẳng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không làm ai bị thương. Tuy bây giờ đang là con tin, nhưng sau khi ra ngoài sẽ trở thành nhân chứng lịch sử. Đã là con tin, tất cả thiết bị điện tử và bảng tên đều phải giao nộp lại. Đột nhiên điện thoại bàn ở sảnh reo lên. Giám đốc cho nói đây là điện thoại từ trụ sở chính gọi tới, nếu không nghe máy sẽ lập tức bị nghi ngờ. Mission chạm nhẹ vào tay hắn, ra hiệu bảo hắn đừng lắm mồm. Berlin liền lôi Mission đến nghe điện thoại. Mission rất căng thẳng, Berlin xoa dịu cô, chỉ cần không làm hỏng chuyện, cô sẽ không gặp nguy hiểm. Mission bắt máy, tổng bộ hỏi tại sao cửa chính bên này lại đóng. Cô nói hệ thống mạng xảy ra chút vấn đề. Dường như Mission đang bị tổng bộ khiển trách, tâm trạng cô vốn đã không tốt, nói vài câu liền dập máy. Berlin rất hài lòng với biểu hiện của Mission, đưa cô trở về lại chỗ cũ. Một vài thành viên không có mặt sảnh lớn, Rio, Denver, Moscow đang ở kho tiền bên dưới. Cánh cửa kho mở ra, bọn họ liền nở nụ cười mừng rỡ, nhất là khi thấy được tiền ở phía trong, liền phấn khích không nói nên lời. Berlin nhận được thông báo, nói với giáo sư chuẩn bị ra ngoài, giáo sư bắt đầu đếm ngược thời gian. Giám đốc cho cũng nhẹ nhõm hơn một chút, rốt cuộc băng nhóm này cũng sắp rời đi. Cánh cửa lớn từ từ mở ra, giám đốc cho lén mở bịt mắt nhìn thử, cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn thấy Berlin bước đến, hắn lập tức bịt mắt lại. Berlin giật miếng vải che mắt của hắn xuống. Hắn nhắm chặt mắt lại, đã biết rằng quy tắc là chỉ cần nhìn thấy mặt sẽ phải chết, nhưng vừa nãy hắn đã nhìn thấy rồi. Berlin làm sao có thể tha cho hắn được? Nhưng giáo sư đã từng nhấn mạnh, không được xảy ra thương vong. Nói là ra ngoài nhưng không thật sự là ra ngoài, chỉ là giả vờ trốn chạy, bị cảnh vệ ở cửa ép quay trở lại, khiến cho người ta có cảm giác tiến không được, lùi cũng không xong. Và thành viên đi ra ngoài, đúng lúc bắt gặp xe cảnh sát đi tuần tra. Họ theo kế hoạch nổ súng lên trời. Vốn dĩ bắn xong một loạt đạn là có thể quay về, nhưng không ngờ rằng bên phía cảnh sát lại phản công. Rio bị dọa đứng yên không dám nhúc nhích. Cảnh sát bắn trúng anh một phát, Nairobi kích động nhắm về phía cảnh sát nổ súng. Tokyo kéo Nairobi lại. Nairobi mất đi bình tĩnh nhưng Tokyo thì không. Nếu như xảy ra thương vong thì kế hoạch sẽ bị phá hỏng. Tokyo lập tức ném ra vài quả bom khói. Một bên thoát khỏi sự khống chế, một bên đưa Rio lùi vào bên trong. Dường như Rio chỉ bị thủng áo chống đạn, không nguy hiểm đến tính mạng. Cục in tiền bị băng cướp chiếm đóng, tin tức lộ ra ngoài, chính phủ ngay lập tức thảo luận phương án. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, nếu xử lý không thỏa đáng sẽ trở thành trò cười cho thế giới. Trưởng cục đàm phán Uvin sẽ là người phụ trách trong chuyện này. Cô nhận được thông báo vào ngày nghỉ phép của mình, cũng bị dọa cho kinh ngạc. Những khủng hoảng lớn nhỏ cô đều đã từng được cô xử lý, nhưng chuyện ở cục in tiền lần này cô cũng lần đầu tiên gặp. Mặt khác bên này, Berlin bảo tất cả con tin tháo khăn bịt mặt xuống, đưa cho mỗi người một bộ đồ màu đỏ. Từ giây phút này trở đi là người cùng một thuyền,
mọi người cùng đồng tâm hiệp lực vượt qua khó khăn. Để có thể liên lạc được với giáo sư ở bên ngoài, bọn họ đã tốn rất nhiều sức lực, đến dây cáp cũng phải nối từ phòng vệ sinh. Không chỉ kết nối được điện thoại, mà còn có thể giám sát được tình hình trong cục in tiền. 3 tiếng đồng hồ sau khi vụ cướp xảy ra, Ujin đi đến hiện trường, cảnh sát đã dựng cơ sở tập trung tạm thời, đại úy đội lực lượng lính đặc chủng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ chỉ cần 5 phút là có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng Ujin không đồng ý, ước tính có đến khoảng 50 con tin, nếu như xảy ra giao tranh, làm sao đảm bảo được an toàn cho con tin. Thay vào đó, Ujin muốn lựa chọn con đường đàm phán, giải quyết vấn đề với ít rủi ro nhất. Đại úy không phục, liền nhắc đến người chồng cũ của Ujin để kích động cô. Chồng cũ Ujin là một nhà chính trị. Đại úy khiêu khích, nếu không phải dựa vào mối quan hệ này, thì cô cũng không ngồi vào được vị trí như bây giờ. Những lời như vậy cô đã nghe quá nhiều, từ lâu đã chẳng còn ảnh hưởng đến cô. Nhưng có một chuyện Ujin muốn nhấn mạnh, cô đang trong giai đoạn tranh giành quyền nuôi con với chồng cũ, còn những người cười chê cô ấy dựa vào mối quan hệ với chồng cũ, cuối cùng đều chết rất thê thảm. Sắc mặt đại úy tối sầm lại. Hệ thống liên lạc được khởi động, Ujin gọi điện thoại đến cục in tiền. Berlin không phụ trách việc đàm phán, điện thoại được chuyển đến cho giáo sư. Giáo sư dùng công cụ thay đổi giọng nói, cảnh sát không thể thông qua giọng nói xác minh được danh tính. Ujin trong lĩnh vực đàm phán cũng được coi là một cao thủ. Chỉ bằng một câu hỏi có cần máy bay trực thăng hay không, có mấy người ngồi để có thể xác định được số lượng tên cướp. Đáng tiếc giáo sư không những không mắc lừa, còn đổ trách nhiệm lên đầu cảnh sát. Vốn chỉ định cướp một ít tiền rồi trốn đi, kết quả bị cảnh sát chặn đường, bị kẹt lại trong cục in tiền, rơi vào tình trạng khó xử, còn làm liên lụy đến con tin. Ujin nhân lúc này đưa ra yêu cầu, thả nhóm học sinh ra trước, bông hoa của đất nước dù thế nào cũng không thể tàn lụi. Giáo sư không đồng ý, ngược lại bảo Ujin gửi một chiếc trực thăng đến trước. Ujin cũng không đồng ý, muốn trực thăng cũng được nhưng phải thả học sinh ra trước, con tin quá nhiều cũng không dễ kiểm soát, thả một vài học sinh cũng không ảnh hưởng gì. Đây chính là một cái bẫy, để cảnh sát tin rằng bọn họ chỉ có 4 người. Nhưng Ujin rất thông minh. Nhìn có vẻ như cô đang nắm chắc cục diện, khiến địch sơ suất nói ra lực lượng, nhưng nếu đây là cố tình thì sao? Không đợi đến khi cô nghĩ ra điều này, bộ đội đặc chủng đã hành động rồi. Lãnh đạo nghĩ rằng đối phương chỉ có 4 người, đánh nhanh thắng nhanh là được, không cần phải lằng nhằng thêm nữa. Ujin cảnh báo họ, đây có thể là một cái bẫy, nhưng lãnh đạo không thèm nghe cô nói. Đánh nhanh thắng nhanh mới là sự lựa chọn tốt nhất, cô có thể về nhà rồi. Tuy Ujin tâm trạng không tốt, nhưng có một người bạn nhắn tin an ủi cô, hai người hẹn gặp nhau ở một quán cà phê gần đó. Nhưng thật không ngờ, người bạn đó chính là giáo sư. Giáo sư đã dự đoán được tình hình, nên đã chuẩn bị trước tất cả. Ujin cũng là một phần trong kế hoạch của giáo sư, không chỉ Ujin, bộ đội đặc chủng cũng nằm trong dữ liệu của anh. Ujin có thể đến gặp anh, chứng tỏ bộ đội đặc chủng đã nắm được thế chủ động, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào. Berlin đã sẵn sàng mọi thứ chuẩn bị dạy cho bộ đội đặc chủng một bài học. Cục in tiền có 5 lối vào, cửa chính, mái nhà, bãi đậu xe ngầm, lối thoát hiểm, khu dỡ hàng. Cửa chính và mái nhà rất dễ bị phát hiện, có lẽ sẽ từ 3 lối còn lại đi vào. 4 phương 8 hướng đều là quân địch, nên làm thế nào bây giờ? Những bộ đồ lúc trước được phát đi đã đến lúc phát huy tác dụng. Tất cả con tin mặc cùng một bộ đồ, đeo cùng một loại mặt nạ. Sau đó khởi động vũ khí hạng nặng, bộ đội đặc chủng đương nhiên không dám nhúc nhích. Để đảm bảo rằng không có sai sót, họ đã tung lên mạng một đoạn video. Giám đốc cho và nữ sinh, một người nói tiếng Hàn, một người nói tiếng Anh. Băng cướp và con tin mặc cùng một bộ đồ, trên tay con tin thì cầm súng đồ chơi, nhưng rất khó phân biệt thật giả. Để giảm thiểu những thương vong không cần thiết, xin cảnh sát hãy nương tay. Cô gái là nhân vật chủ chốt trong đoạn video, cô là con gái của đại sứ nước Mỹ. Lãnh đạo nhận được chỉ thị của cấp trên, chấp nhận đàm phán, bảo đảm an toàn cho con gái đại sứ. Bộ đội đặc chủng lập tức rút lui. Berlin thông báo tin tốt này đến mọi người, nhưng đối với con tin đây không phải là tin gì tốt cả. Bộ đội đặc chủng đến là để giải cứu bọn họ, bây giờ rút lui thì họ cũng không được cứu nữa, tuy nhiên họ buộc phải cúi phục, miễn cưỡng vỗ tay hoan hô cùng với Berlin. Cùng lúc đó, Ujin nhận được tin báo, trở về tiếp tục đàm phán với băng cướp. Tất cả đều nằm trong tính toán của giáo sư. Sau khi tiễn Ujin về, giáo sư đóng cửa tiệm, đi thẳng đến phòng điều khiển. Giai đoạn đầu tiên coi như thành công. Tiếp theo đến giai đoạn thứ hai, họ cần phải cướp được 4.000 tỷ tiền mặt. Ngân hàng không dự trữ tiền mặt nhiều như thế, cục in tiền cũng không có. Vậy làm sao để cướp được đây? Cục in tiền là nơi in ra tiền mặt, tất nhiên cách duy nhất là tự tin ra rồi. Bạn từng thấy qua tên cướp nào ngang tàng như vậy chưa? Nơi bọn họ muốn cướp không phải ngân hàng, mà là cha của ngân hàng, cục in tiền. Mục tiêu của họ không phải là cướp tiền, mà là in tiền, dùng máy tin tiền thật in ra 4.000 tỷ không thể truy ra dấu vết, sau đó biến mất một cách hoàn hảo. Nhìn những loạt tờ tiền in hoa văn trắng ở trước mặt, họ không giấu được sự phấn khích. Họ đã khống chế cục in tiền trong 15 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn kiểm soát rất ổn định. Hơn 50 con tin bị bắt được chia thành hai nhóm, nhóm nấu nướng và nhóm làm việc. Nhóm làm việc phụ trách in tiền, nhóm nấu nướng lo việc bếp núc.
nhóm làm việc lại được chia thành mấy nhóm nhỏ, ngày đêm in tiền không ngừng nghỉ. Bên này cảnh sát đang đau đầu nhức óc, không những bọn cướp, họ còn phải đối phó với dư luận xã hội. Bởi vì trong số các con tin bị bắt có cả con gái của đại sứ nước Mỹ, Annie. Tối hôm qua đã thực hiện cuộc trấn áp bằng vũ lực, nhưng cũng đã kết thúc trong thất bại. Chuyên gia đàm phán Ugin xuất hiện, nói vài ba câu đã chặn được miệng của phóng viên. Gì mà trấn áp bằng vũ lực, tất cả đều là bịa đặt. Cảnh sát sẽ đặt sự an toàn của con tin lên hàng đầu. Còn về Annie, chỉ là một con tin mà họ muốn cứu trong số đó. Ugin biết băng cướp do giáo sư cầm đầu rất đoàn kết. Muốn đối phó với bọn họ, cảnh sát cần phải đồng tâm hiệp lực. Cho nên Ugin hy vọng từ giờ trở đi, tất cả mọi quyết định quan trọng đều nghe theo sự phán đoán của cô. Từ việc điều binh, bố trí, thậm chí cả những tin tức được tiết lộ cho truyền thông, cô đều phải nắm rõ từng cái một. Thượng úy Cha đem tư liệu có được từ chuyến hành động lần trước giao cho Ugin. Ugin tổng kết lại, tuy trấn áp bằng vũ lực thất bại, nhưng ít nhiều cũng đã nắm được chiến lược của bọn cướp. Đầu tiên, không thể coi thường trang bị vũ khí của bọn cướp. Thứ hai, bọn cướp có thể đoán trước được hành động của cảnh sát. Chắc hẳn họ đã từng được huấn luyện qua một dạng huấn luyện quân sự. Từ đó thấy được, mục đích của bọn cướp chắc chắn không phải đơn giản chỉ là cướp tiền. Sau đó Ugin bắt đầu đàm phán với giáo sư. Giáo sư vô cùng tò mò về chuyện lần cuối cùng mà Ugin ngủ cùng đàn ông là khi nào. Anh cảm thấy, càng bước vào thời điểm gấp rút như thế này, thì càng nên tâm sự chuyện riêng với nhau, từ đó tạo ra được một sợi dây liên kết giữa đôi bên. Ugin không muốn trả lời. Giáo sư đổi sang câu hỏi khác, có từng giả vờ đặt cược khoái lần nào chưa? Lần này Ugin không hề né tránh, cô trả lời đã từng, nhưng không phải lần nào cũng như vậy. Giáo sư cho rằng như thế là lừa gạt đối phương, cũng giống như ba đội đặc binh đã đột nhập vào đêm hôm qua vậy. Ugin phản bác rằng họ mới chính là người bị lừa. Rõ ràng giáo sư đã cố ý để lộ ra chỉ có 4 tên cướp, còn bày ra trò giả vờ bắt cóc. Giáo sư nói rằng điều đó không quan trọng, quan trọng là bọn họ đã không trung thực với nhau. Cảnh cáo cảnh sát đừng cố gắng lừa gạt anh nữa, nếu không tất cả sẽ rơi vào nguy hiểm. Ugin hứa rằng từ bây giờ trở đi đều do cô chỉ huy, sẽ không có chuyện làm càn như vậy nữa. Nhưng giáo sư lại không tin cô, muốn cô trả lời câu hỏi khi nãy. Lần cuối cùng cô trải qua cực khoái là lúc nào? Đến khi nào Ugin trả lời được câu hỏi này hẳn liên lạc lại với anh. Thượng úy cảm thấy giáo sư là một tên điên, nhưng Ugin nào có nghĩ vậy, còn cho rằng giáo sư chính là một cao thủ đàm phán. Hắn không để lộ ra suy nghĩ của bản thân, loại đối thủ này mới là khó đối phó nhất. Nhưng cô tin rằng giáo sư sẽ sớm liên lạc lại thôi, bởi vì thức ăn dự trữ trong cục in tiền nhiều nhất cũng chỉ đủ cầm cự được 4 ngày. Hơn nữa khống chế hơn 50 con tin không phải điều dễ dàng. Bọn cướp rất có khả năng đang tính kế bỏ trốn, nhưng cũng đâu thể chạy ra nước ngoài được, cho nên sẽ dần dần rơi vào trạng thái lo lắng sốt ruột. Với tình hình này xem ra đứa nào không nhẫn nại được đứa đó thua. Bọn cướp trông có vẻ ung dung như vậy, nhưng để xem được bao lâu. Ugin đoán không sai, đối với bọn cướp mà nói, thời gian hiện tại là vàng là bạc, cho nên họ lại chia nhóm làm việc thành hai nhóm. Một nhóm in tiền, một nhóm đào đường hầm. Hai bố con Enver phụ trách giám sát nhóm đào đường hầm. Trong quá trình đó hai người tranh thủ tâm sự mỏng với nhau, ai ngờ để cho con tin có cơ hội bàn kế cùng nhau tẩu thoát. Giám đốc cho đề xuất cần phải liên lạc với cảnh sát, nhưng làm sao để liên lạc được trong khi tất cả điện thoại đều đã bị tịch thu lại. Không cần lo lắng, giám đốc cho đã có cách. Đột nhiên có tiếng la lên thất thanh, tay của phó cục đã bị thương. Hai bố con Denver vội chạy đến kiểm tra, người bố bảo Denver đi lấy hộp sơ cứu. Giám đốc cho thấy vậy liền âm thầm theo sau, không ngờ nửa đường nhìn thấy Tokyo đi ngang, liền tìm chỗ ẩn nấp, xui thay hắn vẫn bị Tokyo bắt được. Sau đó bị đưa đến trước mặt Berlin. Trong lúc Berlin thẩm vấn giám đốc cho thì Denver đưa phó cục đến, giám đốc cho liền chạy lại nắm lấy tay phó cục giải thích, bởi vì tay đồng nghiệp bị thương nên mới chạy đi tìm thuốc. Còn về việc trốn Tokyo là do hắn sợ bị xử phạt. Berlin thấy vậy, thông báo tập hợp tất cả con tin lại. Bắc Triều Tiên đứng bên phải, Nam Triều Tiên đứng bên trái. Sau khi phân bổ xong, Annie không biết nên đứng về phía nào. Cô không thuộc về cả Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Thế là Berlin hạ lệnh cho Rio đưa cô vào phòng nghỉ ngơi và canh gác nghiêm ngặt. Berlin hứa với con tin sẽ luôn đối đãi nhẹ nhàng lịch sự. Nhưng nếu có ai dám làm trái mệnh lệnh hoặc gây nguy hiểm cho người khác thì sẽ được lãnh nhận sự trừng phạt tương ứng. Người của Nam Triều Tiên phạm lỗi thì sẽ phạt người của Bắc Triều Tiên và ngược lại. Cho nên hai bên cần phải giám sát lẫn nhau. Giám đốc cho tò mò hỏi về phương thức xử phạt. Berlin không nói, không lâu nữa hắn sẽ tự nhiên biết thôi. Tokyo không đồng ý với cách làm của Berlin, giáo sư đã dặn rồi, phải đối xử nhân đạo với con tin. Phương án này của Berlin có thể khiến cho hai bên trở mặt xung đột, nhưng thử nghĩ ngược lại, cách này biết đâu cũng có thể khiến họ trở nên đoàn kết. Lấy ví dụ, Bắc Triều Tiên vì không muốn phải chịu phạt, có khả năng họ sẽ giúp Nam Triều Tiên che đậy lỗi sai của mình. Berlin làm như vậy vì cảm thấy tạo ra một chút không khí áp lực sẽ tốt hơn cho bọn họ. Tokyo lại cho rằng nên giết gà dọa khỉ, trừng phạt một mình giám đốc cho là được rồi.
Berlin lại giải thích, cách làm của anh chỉ là đánh thức nội tâm của con tin, còn lập trường đối đãi với con tin căn bản không thay đổi. Tokyo cãi không lại Berlin chỉ có thể tức giận bỏ đi. Mặt khác, cảnh sát bố trí lính bắn tỉa ở một số nơi quan trọng, số còn lại ở phía sau chờ lệnh. Bây giờ cảnh sát giống như những con gấu bị mù vậy, không thể biết bất kỳ điều gì đang diễn ra trong cục in tiền, không những không phát hiện được thiết bị liên lạc, mà tất cả hệ thống mạng cũng bị ngắt. Từ đó đoán được rằng, trong số những tên cướp có một chuyên gia về công nghệ thông tin. Eugene đột nhiên nghĩ ra, gần đây có một công ty viễn thông. Từ nơi đó có thể phát hiện tất cả các tín hiệu liên lạc xung quanh. Nghĩ xong, cô ra lệnh cho tất cả cảnh sát viên tắt điện thoại di động và các thiết bị thông minh, dùng bộ đàm để liên lạc với nhau. Di tán những toàn bộ những phóng viên xung quanh ra khỏi bán kính của trụ sở. Cho dù vị giáo sư kia đã chuẩn bị những gì, kế hoạch hoàn hảo như thế nào, thời gian qua dần, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Nếu không phải là giữa các con tin có xung đột, thì cũng là nội bộ băng cướp xảy ra mâu thuẫn. Mà việc họ cần làm chính là nắm chắc cơ hội có 102 này. Cùng lúc này, giám đốc cho lén lút nói với người tình Michonne, hắn có cách liên lạc được với cảnh sát. Chiếc đồng hồ thông minh mà lúc trước họ dùng để lén lút qua lại, đang nằm trong ngăn kéo trong văn phòng của hắn. Nếu có thể chôm được nó, thì họ sẽ được cứu. Kế hoạch của giám đốc cho là để cho Michonne đi lấy chiếc đồng hồ, đem chuyện nguy hiểm như vậy đổ lên đầu một cô gái, dạy mà hắn không một chút xấu hổ. Michonne cũng biết rằng rất nguy hiểm, nhưng vẫn cưỡng không lại lời nói ngon ngọt của giám đốc cho. Giám đốc cho hứa với cô, nếu có thể an toàn thoát được, thì sẽ ly hôn với vợ và cưới cô. Lúc này, Denver phát hiện hai người đang thầm thì với nhau, vội đi đến hỏi thử. Giám đốc cho nói dối rằng Michonne đang mang thai nên đến hỏi thăm một lát, sẵn xin cho Michonne được nghỉ ngơi nếu không có thể cô sẽ bị sinh non. Denver tuân theo nguyên tắc không để con tin bị thương, đưa Michonne nhốt vào chung phòng với Annie. Michonne vừa bước vào liền đảo mắt quan sát xung quanh. Annie nhắc nhở cô căn phòng này cũng có camera giám sát. Annie nhìn phát biết ngay Michonne đang có bí mật gì đó, liền hỏi đó là chuyện gì, biết đâu có thể giúp một tay. Thông qua camera, Rio nhìn thấy hai cô gái đang đứng vẫy tay, lập tức chạy đến xem tình hình. Annie nói cô đến ngày đèn đỏ, muốn vào nhà vệ sinh một lát. Sau vài giây suy nghĩ, Rio đưa Annie đến nhà vệ sinh. Để giúp Michonne kéo dài thời gian, Annie dùng mỹ nhân kế tiếp cận quyến rũ Rio. Michonne nhân cơ hội chạy đến văn phòng của giám đốc cho, thuận lợi chôm được chiếc đồng hồ. Rio lúc này đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Annie. Đột nhiên Annie đặt lấy khẩu súng chĩa thẳng vào mặt Rio, ép anh giơ hai tay lên. Anh bất lực hét lên bảo Annie nổ súng, thậm chí cầm lấy đầu súng đặt vào ngực của mình. Annie hoảng loạn nhắm chặt mắt và bóp cò. Nhưng khẩu súng không có bất kỳ phản ứng nào. Rio nhanh chóng đoạt lại vũ khí, mở chốt súng, sau đó ép Annie nằm yên trên mặt đất. Lúc này, cảnh sát bất ngờ phát hiện tín hiệu, Eugene đoán rằng đó là tín hiệu của con tin. Thế là cô ra lệnh cho cấp dưới mở kênh. Ngay lúc Michonne chuẩn bị báo cảnh sát, Denver đột nhiên xuất hiện. Michonne giải thích rằng do cô quá đói bụng nên qua đây tìm thức ăn. Denver nghe vậy, đem toàn bộ thức ăn ở trong áo bỏ ra ngoài, hỏi Michonne muốn ăn cái nào. Michonne chọn lấy sữa bò. Denver tốt bụng thấy sữa bò hơi lạnh không tốt cho phụ nữ mang thai, nên quyết định đi lấy sữa bò ấm hơn. Denver vừa quay người đi, Michonne lập tức mở chiếc đồng hồ ra. Cô chưa kịp gọi cho cảnh sát thì Denver đã quay trở lại. Michonne chỉ có thể đóng chiếc đồng hồ lại giấu đi, nhưng hành động của cô đã khiến cho Denver nghi ngờ. Denver trực tiếp nắm lấy cổ tay của Michonne. Bạn tưởng rằng Denver sẽ phát hiện ra chiếc đồng hồ thông minh sao? Rất tiếc, không hề. Anh ta lại nghĩ rằng giám đốc cho đã đánh Michonne. Michonne vội phủ nhận. Nói ra sự thật là giám đốc cho đã kết hôn và hai người họ đang ngoại tình. Nghe xong những lời này, Denver kinh ngạc đến không ngậm được mồm, nhưng anh vẫn có thể thông cảm. Sau đó lại hỏi có phải giám đốc cho ép Michonne phá thai không? Michonne không còn cách nào khác liền nói đúng là như vậy. Ý thức về công lý bùng lên trong lòng Denver, cho rằng giám đốc cho là một kẻ cặn bã. Nói xong lôi Michonne đi tìm giám đốc cho tính sổ. Bên phía này cảnh sát tra ra được cuộc gọi lúc nãy đến từ một chiếc đồng hồ thông minh mang tên giám đốc cho, nhưng lý do đột nhiên lại tắt máy thì họ không biết. Nhưng Eugene có cách để tìm ra nguyên nhân. Sau đó cô gọi cho giáo sư, trả lời câu hỏi của anh lần gần nhất đạt cực khoái là vào 2 tháng trước, hai người là tình một đêm. Hơn nữa phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, có qua có lại, giáo sư cũng phải trả lời một câu hỏi của cô, anh đã làm gì với điện thoại của con tin. Giáo sư cũng không ngại nói toẹt ra, toàn bộ đều đã bị tắt hết rồi. Lúc này Eugene đã hiểu ra, cô bảo giáo sư cứ nói ra bất kỳ yêu cầu nào của mình. Tuy không cần thiết, nhưng giáo sư vẫn cảm ơn ý tốt của cô. Xem ra giáo sư không hề biết có người đã liên lạc với cảnh sát. Đây là tình huống đầu tiên có lợi cho cảnh sát từ khi vụ cướp xảy ra. Nhưng vấn đề bây giờ là, nếu con tin lại mở máy lần nữa, làm sao để có thể tránh được sự giám sát và liên lạc với cảnh sát? Bộ phận kỹ thuật đề xuất dùng văn bản để thông báo đến con tin, đồng thời gửi kèm theo một liên kết.
Chỉ cần con tin nhấn vào liên kết, họ sẽ có cách nghe được âm thanh bên trong cục in tiền, thậm chí thấy được cả hình ảnh. Bên trong cục in tiền lúc này, lại thêm một đợt thay ca, Denver dẫn Mission đến tìm giám đốc cho, dự định giúp giám đốc cho tôi thêm chút màu sắc. Mission vội chạy lại can ngăn, sau đó lén lút nhét chiếc đồng hồ vào trong túi quần của giám đốc cho. Câu hỏi của Eugene nghe thì có vẻ không có vấn đề gì, nhưng giáo sư vẫn lờ mờ cảm nhận được điều gì đó khác biệt. Thế là anh liên lạc với các thành viên bên trong cục in tiền, hỏi xem có chuyện gì lớn xảy ra không. Rio bắt máy bảo rằng quả thật có chuyện lớn, chuyện là bọn họ ở đó cảm thấy quá nhàm chán. Giáo sư vẫn cảm thấy bất an trong lòng, sau đó gửi tin nhắn cho Eugene. Đối với Denver, giám đốc cho chính là một tên cặn bã. Giám đốc cho mượn cớ đau bụng chạy vào nhà vệ sinh, sau đó chuẩn bị mở chiếc đồng hồ. Bên phía cảnh sát lại nhận được tín hiệu, thế là toàn bộ nhân viên đều trở nên căng thẳng. Ai dè là điện thoại của bộ phận giao hàng nội bộ, khiến bọn họ uổng công hồi hộp một phen. Lúc này, giám đốc cho còn chưa kịp mở đồng hồ, đã bị Denver vào khám xét. Đối với Denver, mọi hành động bây giờ của giám đốc cho đều đáng nghi nên đã bảo hắn cứ mở cửa mà đi vệ sinh. Thế là một cơ hội tốt bị tuột khỏi tầm tay. Giáo sư thuận lợi hẹn gặp được Eugene, muốn thông qua cô nghe ngóng tiến triển bên phía cảnh sát. Eugene không tiện tiết lộ nội dung công việc nên không nói với anh. Nhưng trùng hợp thay, đồng nghiệp của Eugene lại ngay vào lúc này gọi điện đến. Cô còn nói với đồng nghiệp đợi đối phương mở máy. Những lời này đều bị giáo sư nghe thấy. Nhưng Eugene cũng kịp thời phát hiện điều bất ổn. Ngay lúc cô xoay người lại đã từ trong gương nhìn thấy bóng dáng giáo sư đang đứng nghe lén cô nói chuyện. Cô vội tắt máy, đợi giáo sư đi ra, lập tức liền đặt lên bàn một chiếc còng số 8. Hỏi giáo sư tại sao lại nghe lén cô nói chuyện. Giáo sư bắt đầu dâng trào cảm xúc bày tỏ với cô. Anh biết Eugene có lẽ không thích mình, nhưng bản thân lại ngày càng thích Eugene. Sự xa lánh của Eugene khiến anh cảm thấy cô đang có một người đàn ông khác. Cứ như thế Eugene bị giáo sư làm cho cảm động. Thật ra không phải cô không có chút cảm giác nào với giáo sư, mà với tình hình hiện tại, cô thấy không thích hợp để yêu đương. Quay về căn cứ, giáo sư lập tức liên lạc với Becklin, trong số những con tin có người đã mang theo đồng hồ thông minh. Becklin lại tập hợp tất cả con tin lại, giám đốc cho nhân cơ hội mở đồng hồ nhấn vào liên kết. Cuối cùng, cảnh sát cũng nghe được âm thanh bên trong cục in tiền. Ngay lúc này, Becklin gọi giám đốc cho bước đến. Giám đốc cho nhanh chóng nhét chiếc đồng hồ vào tay Mission. Becklin giao cho giám đốc cho một cái máy quét. Trong số những con tin ở đây có người đang cố gắng liên lạc với bên ngoài nên muốn giám đốc cho phụ trách tìm ra người đó. Mission thấy vậy liền nhanh chóng cất chiếc đồng hồ vào trong áo. Giám đốc cho quét qua từng người, đến lượt Mission, quả nhiên phát ra âm thanh. Becklin kéo áo Mission, không ngờ là một sợi dây chuyền bằng kim loại. Trong lúc Becklin vừa quay người rời đi thì chiếc đồng hồ từ trong túi quần của Mission rơi ra ngoài. Becklin quay trở lại, nhặt chiếc đồng hồ lên và ném xuống đất lần nữa. Sau đó giẫm nát chiếc đồng hồ trong cơn tức giận. Cơ hội duy nhất này của cảnh sát cứ thế biến mất. Trong lúc họ đang lúng túng không biết làm gì thì giáo sư gọi đến. Eugene giả vờ bình tĩnh. Giáo sư không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Đã chốt kèo là tin tưởng lẫn nhau, cảnh sát lại chơi một vố như vậy, đàm phán không thể nào tiếp tục được nữa. Eugene cố gắng giải thích, việc dò thám tín hiệu là một bước trong quy trình được thực hiện theo quy định. Vì sợ hãi nên con tin có những hành động đột ngột như vậy là điều bình thường. Điều này thì giáo sư hiểu nên lần này anh không thèm tính toán. Nhưng nếu có chuyện tương tự lặp lại, anh sẽ lập tức chấm dứt đàm phán. Becklin nổi giận đùng đùng, hạ lệnh xử lý Mission. Rio và Denver đều không đồng ý, nhưng quyền chỉ huy đang nằm trong tay Becklin, cho dù bọn họ có phản đối cũng vô ích. Becklin giao nhiệm vụ khó khăn này cho Denver. Denver khuyên nhủ Becklin thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ. Denver bất đắc dĩ cầm lấy khẩu súng, lôi Mission đi trước mặt tất cả mọi người. Vào ngay lúc này, điện thoại reo lên, là giáo sư gọi tới. Nhưng Becklin không thèm để ý đến. Anh ta cho rằng có người đã sai khiến Mission. Phó cục giơ tay phát biểu là giám đốc cho sai khiến, không liên quan đến Mission. Giám đốc cho vội vàng biện minh, nói rằng không phải lỗi của ông ta, hơn nữa trước giờ Mission không hề mang thai. Nói xong quỳ xuống đất xin Becklin tha mạng. Cùng lúc này, Denver đang đứng cùng Mission, anh muốn biết rằng rốt cuộc thì cô có mang thai hay không. Tuy Mission không nói lời nào, nhưng biểu hiện trên gương mặt cô đã cho Denver biết rằng anh đã bị lừa. Anh ta vô cùng tức giận, chĩa súng thẳng vào Mission và bóp cò. Tiếng súng nổ vang khắp tòa nhà. Tất cả con tin bị dọa cho hoảng sợ, nhất là giám đốc cho. Becklin đột nhiên ôm chầm lấy giám đốc cho một cách chiều mến. Anh biết tất cả những chuyện này đều do chủ ý của hắn, nhưng anh sẽ không trừng phạt giám đốc cho, mà sẽ trừng phạt những người bên cạnh hắn. Lúc này, giáo sư không liên lạc được với thành viên bên trong cục in tiền, trong lòng có cảm giác không lành. Cô gái này nhét công cụ liên lạc vào trong áo, cố gắng né tránh sự tra xét. Máy quét phát ra âm thanh. Cô nghĩ mình xong đời rồi. Tên cướp kéo áo của cô ra, hóa ra là một sợi dây chuyền. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó công cụ liên lạc rơi từ trong túi quần ra. Sự lo sợ biểu hiện trên gương mặt, lần này,
cô chết chắc rồi. Tên cướp giẫm nát chiếc đồng hồ thông minh trong cơn thịnh nộ, ra lệnh cho đồng bọn xử lý cô gái, giết gà dọa khỉ. Nhưng Denver lại mềm lòng, không xuống tay được, chỉ bắn một phát súng vào không khí. Sau đó, anh bình tĩnh suy nghĩ lại, nếu cô ta không chết, mình sẽ phải đền mạng. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Phát súng thứ hai được bắn ra, Michonne ngã xuống trong vũng máu. Tokyo nghe thấy tiếng súng liền chạy đến. Berlin cũng đến hiện trường kiểm tra tình hình, các con tin còn lại đợi ở sảnh lớn. Tình cảnh mà Michonne gặp phải khiến tất cả cảm thấy sợ hãi. Phó cục trực tiếp khiển trách giám đốc cho, nếu không phải do hắn xúi giục Michonne làm chuyện nguy hiểm như vậy, Michonne cũng không phải rơi vào bước đường này. Một người đàn ông để một cô gái đi làm chuyện nguy hiểm, sau đó còn phủi sạch mọi trách nhiệm. Đừng nói là đàn ông, đến làm người cũng không xứng đáng. Mọi người nghe xong liền bàn tán sôi nổi, có người đứng về phía giám đốc cho, có người bênh vực cho Michonne. Thậm chí dẫn đến sự tranh cãi giữa hai phía Bắc Nam. Lòng người phức tạp là điều bình thường. Nếu không có bọn cướp kiểm soát trật tự, hai bên ắt hẳn đã nổi dậy rồi. Berlin đi đến nhà vệ sinh, trực tiếp nhấc chân dẫm lên tay Michonne, xem thử rốt cuộc cô đã chết hay chưa. Phải nói rằng con người Berlin thật sự quá đa nghi. Sau khi xác nhận Michonne đã chết, Berlin bảo Denver xử lý thi thể của cô. Qua chuyện này, Tokyo không thể chịu đựng Berlin thêm được nữa, liền muốn đem tất cả mọi chuyện nói với giáo sư, nhưng bị Rio ngăn cản. Tokyo tuân theo chỉ thị của giáo sư, không để xảy ra thương vong, nhưng Berlin bất chấp mệnh lệnh. Giáo sư là tổng chỉ huy, cần phải được biết mọi chuyện. Hai người đang tranh luận thì điện thoại reo, là giáo sư gọi đến. Berlin có ý đe dọa Tokyo, nhìn thấy bộ dạng gươm súng sẵn sàng, nếu như Tokyo dám phản kháng, rất có thể sẽ bỏ mạng tại chỗ. May là Rio đến hòa giải, Tokyo mới an toàn rời đi. Berlin nhấc điện thoại, nói dối rằng lúc nãy xảy ra một bất đồng nhỏ, đã giải quyết xong rồi. Người phụ nữ bị lôi đi ở sảnh lớn, chỉ là được đưa vào phòng để nghỉ ngơi, dù sao có nhiều con tin như vậy, tạo ra một chút không khí đáng sợ mới khiến bọn họ yên phận một chút. Giáo sư miễn cưỡng tin, nhưng cũng nhắc nhở Berlin, bây giờ đang là thời điểm hành động quan trọng, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nói xong chuyện này, Berlin đặt máy xuống bàn, giáo sư muốn nói chuyện với Rio, bảo anh ấy phân tích hồ sơ sử dụng của chiếc đồng hồ, xem thử cảnh sát có phải đã tra ra điều gì không. Sau khi cãi nhau với Berlin, Tokyo chạy đến tìm Denver. Đây là nơi giấu Michonne, hóa ra cô chưa chết, chỉ là bị bắn vào chân. Cách này là do Michonne nghĩ ra để qua mắt Berlin. May mà người đầu tiên bước vào khi đó là Tokyo, nếu không mọi chuyện đã phiền phức hơn. Tokyo nhìn thấy Michonne máu chảy không dứt, đã giúp Michonne mặc quần áo đơn giản và tiêm kháng sinh cho cô. Tokyo cảm thấy không thể để mặc cho Berlin làm sằng làm bậy thêm nữa, cần phải tìm một người khác thay thế Berlin. Tuy nhiên nếu muốn ép cung, trước tiên phải xử lý hai hộ vệ Helsinki và Oslo. Nhưng hai người họ thật sự phối hợp với nhau rất tốt. Những lời này Michonne đều nghe thấy cả. Mặt khác, Uzin tìm người khôi phục lại đoạn video từ chiếc đồng hồ bị phá hủy. Trong đó chụp được rõ ràng khuôn mặt của Rio. Xác minh được thông tin của anh, 22 tuổi, đã thôi học đại học y, thành thạo kỹ năng hack. Bọn cướp đã chuẩn bị kế hoạch phạm tội kỹ lưỡng đến như vậy, chắc chắn đã thăm dò địa hình trước đó. Điều tra giám sát ở gần cục in tiền, không chừng có thể phát hiện ra gì đó. Khi lập ra kế hoạch này, giáo sư nói với các thành viên, anh chỉ có thể thông qua phần mềm giám sát và điện thoại để nắm được tình hình, bên trong xảy ra chuyện gì, không ai có thể lường trước được. Cho nên, giáo sư cần một người thay thế mình chỉ huy hiện trường. Berlin tự đề cử mình. Tokyo tuy có vài ý kiến, nhưng thiểu số vẫn phải nghe theo đa số. Cuối cùng, Berlin được chọn làm đội trưởng. Còn Denver và bố Moscow chịu trách nhiệm mở ra một lối thoát hiểm. Đây là con đường ra ngoài duy nhất của họ. Đường hầm mà. Con tin đào chỉ là một cú lừa bày ra để che mắt cảnh sát. Denver đang giám sát con tin, đứng lên đi vào phòng vệ sinh. Phó cục dẫn theo người đến tìm giám đốc cho, cảnh báo hắn đừng làm sằng bậy nữa, nếu không sẽ liên lụy đến những người vô tội khác. Bọn cướp đã nói, chỉ cần con tin không làm hỏng chuyện, họ sẽ để tất cả an toàn rời khỏi. Trong giai đoạn này, cục phó hy vọng giám đốc cho biết an phận, nếu không sẽ phải tự gánh chịu hậu quả. R ăn cơm, Moscow cảm thấy bầu không khí giữa các con tin có chút kỳ lạ, nghi ngờ đã xảy ra chuyện gì. Berlin không giải thích, bảo ông trực tiếp hỏi Denver. Denver không muốn gặp rắc rối, chỉ có thể nương theo ý muốn của Berlin. Tokyo ăn cơm xong, một mình rời khỏi sảnh lớn. Berlin không yên tâm, cử Oslo giám sát Tokyo. Tất cả những chuyện này Denver đều nhìn thấy. Tokyo biết mình đang bị theo dõi, cố ý dẫn dụ Oslo đến vùng che khuất giám sát. Sau đó khóa cửa cầu thang lại, Denver nhân cơ hội hạ gục Oslo. Nhưng hai người thể chất khác nhau, nói về sức mạnh, Denver không phải là đối thủ của Oslo, chỉ có thể chiến thắng bằng đầu óc. Với sự nhanh nhẹn của mình, Denver nhảy qua lan can cầu thang và siết chặt cổ đối phương. Oslo cố hết sức để thoát khỏi vòng siết. Trong lúc cả hai đều kiệt sức, Denver đá trúng vào chỗ hiểm, dùng băng ghế dài đánh Oslo ngất xỉu. Cùng lúc đó, Michonne lấy cơ thể đầy thương tích của mình muốn bỏ trốn, nhưng cửa đã bị khóa. Tiếng động phát ra khiến Helsinki chú ý, hắn từ từ tiến về phía bên đó.
Mission tìm được giấy và bút ở trong phòng, muốn đưa tin tức mình còn sống chuyển đến cho giám đốc. Lúc này, Helsinki bước vào phòng, nghe thấy bên trong có động tĩnh, lập tức chuyển sang tư thế phòng bị. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, Mission sắp sửa bị bại lộ. Vào giây phút then chốt, Tokyo xuất hiện, ép Helsinki hạ vũ khí xuống. Mặt khác, Rio bằng kỹ thuật hack của mình, tra ra được bản ghi đã được gửi đi của chiếc đồng hồ. Dựa vào dung lượng, đó chắc hẳn là hình ảnh hoặc video. Nếu lúc đó có người bị chụp ảnh lại, thì mọi việc sẽ trở nên khó giải quyết. Giáo sư bảo Rio tiếp tục điều tra, xem bên phía cảnh sát rốt cuộc đã lấy được thứ gì. Unvin thông qua video giám sát, phát hiện một tuần trước có hai nhân viên đáng nghi xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi đối diện cục in tiền. Một người trong đó là Rio, người còn lại là Nairobi. Họ đã biết được Rio là ai, còn thân phận của Nairobi vẫn đang điều tra. Unvin đặc biệt nhấn mạnh, cần phải tập trung kiểm tra video trước và sau thời điểm này, không được để sót bất kỳ nhân vật đáng nghi nào. Unvin đang bận rộn với vụ cướp, không để ý đến con gái và mẹ của mình, điện thoại lúc nào cũng ở trạng thái bận. Cô con gái sau khi tan học về nhà đã leo lên một chiếc ô tô màu đen. Người mẹ nhìn thấy liền gọi cho Unvin, nhưng điện thoại tắt không liên lạc được. Người mẹ lớn tuổi trí nhớ không ổn định, đã quên mất rất nhiều chuyện. Những thứ quan trọng đều được ghi vào cuốn sổ. Bà không gọi được cho Unvin, chỉ có thể tìm cách khác. Bà liên lạc với giáo sư bạn trai tương lai của Unvin. Bên phía cục in tiền, Becklin sợ địa vị của mình bị lung lay, đã tìm cách tẩy não Rio để anh ủng hộ cho mình. Tokyo đến làm gián đoạn hai người. Cô và Denver đã bắt được hai hộ vệ đắc lực nhất. Becklin bây giờ đang ở trong tình cảnh bấp bênh. Tokyo bảo Rio gọi cho giáo sư, báo cáo sự thật tình hình ở đây. Tiếc thay giáo sư không có ở đó, sau khi nghe điện thoại mẹ Unvin gọi đến đã đi ra ngoài rồi. Tuy nhiên, anh không đến nhà Unvin, thay vào đó lại đến trụ sở cảnh sát. Nơi này đã bị phong tỏa, nghiêm cấm những người không liên quan vào. Giáo sư đã giở một số thủ đoạn, nhân lúc theo đám đông hỗn loạn lẻn vào trong. Lúc này, cảnh sát đã điều tra ra thân phận của Nairobi, 38 tuổi, có tiền án về tội lừa đảo. Trước mắt tiến triển đang khá tốt, đã xác minh được danh tính của hai tên cướp. Unvin quyết định giữ bí mật với bên ngoài. Cô muốn suy nghĩ xem tấm thẻ bài này nên sử dụng như thế nào. Lúc này, các điều tra viên phát hiện gần đó có tín hiệu điện thoại di động. Sau khi lắng nghe thì phát hiện, giáo sư và cảnh sát đang tranh cãi. Giáo sư đã đột nhập vào trụ sở cảnh sát để truyền đạt tin tức đến cho Unvin. Mẹ của Unvin có chuyện gấp cần tìm cô ấy. Cô vội vàng gọi điện thoại về nhà, lúc này mới biết con gái đã bị chồng cũ đưa đi. Unvin rất tức giận, cảnh cáo chồng cũ lập tức đưa con gái trở về nhà. Sau đó cảm ơn giáo sư đã kịp thời báo tin cho mình. Nhưng cảm ơn thì cảm ơn, đây là khu quân cấm, dù sao cũng không nên tự ý xông vào. Tuy giáo sư bị đuổi về, nhưng không sao cả, anh đã nắm được tin tức cần thiết. Thân phận của Rio và Nairobi bị bại lộ, Berlin làm trái với chỉ thị của giáo sư, khiến cho giữa các con tin hình thành sự chia rẽ, thậm chí phá vỡ nguyên tắc không có thương vong. Nếu tiếp tục để anh ta lãnh đạo, kế hoạch của giáo sư sẽ uổng công vô ích, cho nên anh ta buộc phải rời khỏi vị trí. Nhưng chỉ một mình Tokyo nói thì không có tác dụng, chỉ có thể dùng phương thức bỏ phiếu. Đứng về phía Berlin, có bản thân anh ta và hai hộ vệ, tổng cộng có 3 phiếu. Những người còn lại đều đứng về phía Tokyo. Kết quả đã có, Berlin buộc phải giao ra quyền lãnh đạo. Giáo sư trở về thấy có tranh chấp nội bộ, lập tức gọi điện đến. Berlin không thể che giấu được nữa, thừa nhận chuyện mình đã trừ khử một con tin. Giáo sư nghe xong vô cùng tức giận, nhưng Berlin cho rằng đó chính cách giải quyết hoàn hảo nhất. Nhưng sự thật không hề hoàn hảo như vậy, người thì không chết, còn gây ra chiến tranh nội bộ. Hơn nữa, thân phận của Rio và Nairobi cũng đã bị bại lộ. Berlin trách móc giáo sư, nếu ngay từ đầu nghe theo anh ta thì đã không xảy ra nhiều rắc rối như vậy. Sau khi Berlin nói, Nairobi và Rio thay đổi suy nghĩ, quyết định ủng hộ Berlin. Moscow nghe được toàn bộ cuộc tranh luận, biết được con trai mình đã giết người, kích động đến mức suýt thì ngất xỉu. Giáo sư lúc này cũng vô cùng khó chịu, lập ra vô số kế hoạch, dự liệu nhiều khả năng như vậy. Vốn nghĩ rằng tất cả đều được kiểm soát trong lòng bàn tay. Ai ngờ rằng kế hoạch không bao giờ có thể theo kịp sự thay đổi. Thật ra cũng không thể trách anh ấy, sự phức tạp của bản chất con người, ai có thể đoán trước được chứ. Sau khi Moscow biết được Denver đã giết người, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ông mở toang cánh cửa lớn của cục in tiền, muốn kết thúc tất cả những chuyện điên rồ này. Dù sao nếu đi đầu thú thì có thể nhận được sự khoan hồng. Cảnh sát phát hiện có người ra khỏi cửa, ra lệnh lính đặc cảnh hành động, tiếp cận mục tiêu. Denver vì muốn ngăn cản Moscow, đeo mặt nạ xông ra cửa lớn, cố gắng che chắn cho Moscow sợ ông bại lộ thân phận. Moscow khuyên Denver cùng ông đi đầu thú. Anh sẽ bị buộc tội giết người. Denver cố gắng giải thích mình không hề giết người. Tokyo có thể làm chứng. Unvin nhìn thấy bộ dạng của hai người, đoán rằng họ chính là hai tên cướp, hơn nữa nội bộ đang xảy ra tranh chấp. Thượng úy cha lập tức bảo lính bắn vào vị trí chờ lệnh.
Những người bên trong tòa nhà nhìn thấy tình huống này, thực sự không biết phải làm thế nào. Becklin lúc này lại nghĩ ra một ý hay, chỉ cần giáo sư đồng ý, kế hoạch có thể thực hiện ngay. Tình hình đang rất khẩn cấp, giáo sư chỉ đành buông tay, đồng ý kế hoạch của Becklin. Becklin chọn ra một nhóm con tin, cho bọn họ đeo đầy đủ trang bị, cùng với băng cướp đi ra cửa lớn, làm nhiễu loạn tầm mắt của cảnh sát, cứu thành viên đang gặp nạn. Vì bên trong có xe lẫn con tin, cảnh sát cũng không dám hành động tùy tiện. Becklin từng nói rằng cần phải dùng nỗi sợ hãi điều khiển con tin, nhưng giáo sư cho rằng lập luận này của anh không chỉ để áp dụng với con tin. Sau khi đoạn video của chiếc đồng hồ bị tiết lộ, các thành viên đều dần thay đổi theo hướng mà anh ta dự tính. Giáo sư cảm thấy đây không phải trùng hợp, mà là anh đã tính toán kỹ từ trước đó rồi. Becklin nhìn lên camera giám sát luôn miệng phủ nhận, nhưng trong lòng lại lén mỉm cười thầm. Có Tokyo làm chứng, Moscow bây giờ mới tin Denver không giết người. Rio nghe thấy hai người họ nói chuyện, cổ trách Denver lại dám lừa gạt Becklin. Hai người cái tôi đều lớn ngang nhau, trong lúc này xảy ra tranh chấp. Rio ngã nhào xuống mặt đất, giám đốc cho nhân lúc hỗn loạn lén đoạt lấy vũ khí. Nhìn thấy tình huống đột ngột này, thượng úy cha bảo đội lính bắn chuẩn bị sẵn sàng. Giám đốc dùng súng uy hiếp mọi người. Bọn cướp và con tin đều không dám manh động, chỉ có thể ngoan ngoãn hạ vũ khí đầu hàng. Nhưng hắn không tháo mặt nạ xuống. Trong mắt của cảnh sát, bọn cướp đang khống chế con tin. Cô lập tức hạ lệnh nổ súng. Tay bắn tỉa đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, viên đạn bay xuyên qua lồng ngực, giám đốc liền ngã xuống mặt đất. Đây là vụ cướp trước nay chưa từng có. Kẻ khác thì cướp tiền ở ngân hàng, còn bọn họ trực tiếp đến cục in tiền tự mình in ra tiền. Kế hoạch của giáo sư vô cùng hoàn hảo. Ngay cả cách lấy đạn khi ai đó bị bắn cũng được tập dượt từ trước. Nhưng luyện tập thì luyện tập, thực chiến là thực chiến, ít nhiều vẫn có sự khác biệt. Họ nhân lúc mọi thứ hỗn loạn rút lui lại vào trong. Sự cố ngoài ý muốn này khiến cả hai bên đều vô cùng căng thẳng. Cảnh sát bắn nhầm con tin, chưa nói đến cấp trên sẽ trách tội xuống, chỉ riêng dư luận cũng có thể nuốt chửng bọn họ. Bây giờ chỉ có thể cầu trời khấn Phật cho con tin không đăng xuất khỏi trái đất. Bên phe giáo sư tuân theo nguyên tắc không có thương vong, tuy không phải dòng bọn của mình, nhưng cũng không thể thấy chết không cứu. Vào giây phút tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, trong lòng giám đốc cho chỉ nghĩ đến vợ, muốn nói vài lời chăn trối với vợ của mình. Ujin lần nữa liên lạc với giáo sư. Chưa nói đến bên nào sai với bên nào, cứu người quan trọng. Ujin đề nghị đưa đến bệnh viện, nhưng giáo sư không đồng ý, nhất định không thể giao người ra được. Ujin đổi một cách khác, hay là đưa đội ngũ y tế đến cấp cứu. Chuyện này không nằm trong kế hoạch của giáo sư nên anh cần suy xét kỹ lưỡng. Tâm trạng của Ujin thật sự rất tệ, dù sao cũng là do cô hạ lệnh nổ súng. Đại úy cha nói rằng bản thân anh cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ không phải lúc để nói những lời này. Đại úy cha nảy ra một chủ ý có thể giải quyết vấn đề này, anh sẽ theo đội y tế vào trong cục in tiền. Lúc này, giáo sư và Becklin bàn bạc với nhau. Becklin thì không muốn để cho người ngoài vào, giáo sư lại không muốn để con tin chết. Becklin cho rằng người là do cảnh sát bắn, có thể lợi dụng cơ hội này để nắm được quyền kiểm soát cục diện. Hơn nữa giám đốc cho bị thương cũng không nghiêm trọng, còn liên tục la hét đòi gọi điện thoại cho vợ, có giống như người sắp chết đâu chứ. Giáo sư nhắc nhở Becklin là do anh ta hành quyết con tin mới dẫn đến hàng loạt các vấn đề rắc rối như vậy. Chuyện đó còn chưa tính sổ, vậy mà sau đó Becklin còn nói không việc gì phải tuân theo lệnh của chỉ huy đứng ở bên ngoài. Sau khi dập máy, giáo sư nói với Ujin, giám đốc cho muốn nói chuyện với vợ, một tiếng sau hẳn đưa đội ngũ y tế đến. Ujin vui mừng khôn xiết. Bọn cướp vẫn luôn đi trước một bước, dường như tất cả đều đã được lên kế hoạch từ trước. Mà tình huống đột ngột này đã giúp họ có cơ hội xoay chuyển tình thế. Đại úy cha chuẩn bị đồ giống bọn cướp, sau khi vào bên trong sẽ tùy cơ ứng biến. Giám đốc cho lúc này toàn thân co giật. Becklin cho người đưa hắn tới phòng triển lãm, đợi bác sĩ đến cứu chữa. Các con tin nhìn thấy cảnh này có chút sợ hãi, nhưng nghĩ kỹ lại, cảnh sát mới là người nổ súng, hình như không liên quan gì đến băng cướp. Ở dưới tầng hầm, Denver giúp Mission tiêm thuốc, nhưng Mission bị thương quá nặng, nếu không phẫu thuật kịp thời thì chân sẽ có nguy cơ bị liệt. Đợi một lát bác sĩ đến, Denver sẽ lén trộm một ít dụng cụ y tế để cho Rio phụ trách việc phẫu thuật. Nhưng Rio không muốn bản thân gặp phiền phức, nếu bị Becklin phát hiện thì toang. Giữ bí mật giúp cho là may lắm rồi, không thể nhượng bộ thêm nữa. Denver quyết định đích thân ra tay, người nổ súng là anh ta, vậy để anh ta tự mình lấy viên đạn ra. Mission không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cô nghi ngờ về việc đội ngũ y tế đến đây. Tokyo nói có người đã bị thương, tuy không tiết lộ là ai, nhưng Mission cũng đoán được người đó là giám đốc cho. Cô đưa mảnh ghi chú cho Denver, nhờ anh đưa giúp cho giám đốc cho. Bên ngoài, đội y tế đã đến. Đại úy cha nắm rõ kiến thức chuyên ngành, có thể giả làm trợ lý đi theo. Bác sĩ tính toán thận trọng, thời gian phẫu thuật ít nhất là 30 phút. Ujin bảo họ cố gắng kéo dài thời gian. Cùng lúc này, Denver cảm thấy bất công dùng cho Mission, chính giám đốc cho đã hại cô thành ra như thế này, mà trong lòng cô còn nhớ đến hắn. Tokyo thấy vậy nghi ngờ Denver có tình cảm với Mission. Denver vội vàng giải thích, anh chỉ là không hiểu được Mission đang nghĩ cái gì trong đầu thôi.
Hai người đi đến phòng triển lãm, chuẩn bị đợi cơ hội hành động. Berlin mang điện thoại của giám đốc cho đến, hỏi mật khẩu là gì. Giám đốc cho run rẩy nói 1234. Berlin cười vào mặt hắn, trình độ như thế cũng bày đặt đi ngoại tình. Khi chú của vợ là người tôi yêu nhất. Người hắn yêu nhất là vợ, vậy còn mission là gì đây? Berlin quay số, bảo hắn chú ý lời nói của mình. Người vợ đang ở bộ chỉ huy, cuộc gọi bị cảnh sát nghe lén. Giám đốc cho bày tỏ sự yêu thương với vợ con. Denver càng nghe càng thấy tức giận. Cuộc gọi kết thúc, đại úy tra lên phương án tác chiến. Cuộc phẫu thuật sẽ làm bọn cướp phân tâm, nhân cơ hội đó phái một vài lính tinh nhuệ lẻn vào trong hành động. Một khi đột nhập thành công, bên ngoài cũng sẽ gây áp lực, sau đó trong ngoài phối hợp, hạ gục bọn cướp. Vậy làm cách nào để trao đổi thông tin đây? Đại úy tra đeo một cặp kính, có thể truyền phát được hình ảnh và thông tin một cách trực tiếp. Đội y tế tiến vào cục in tiền. Cảnh sát tính toán đủ đường, cũng không ngờ được giáo sư chính là một tên cướp. Giáo sư quan sát camera giám sát, lập tức nhìn rõ được sự ngụy trang của đại úy cha. Lúc đi đến tìm Ujin, giáo sư đã nhìn thấy anh ta. Berlin không nghĩ nhiều như vậy, cứ hạ gục đội y tế rồi tính tiếp. Giáo sư bảo anh cứ từ từ. Dám mạo hiểm đột nhập vào, nhất định không phải chỉ để tìm hiểu tình hình ở đây mà còn có âm mưu khác. Đội y tế đang được tra xét kỹ càng, còn đội lính đặc nhiệm đã bắt đầu đột nhập vào trong. Tất cả đều tiến triển thuận lợi, nhưng đột nhiên một tên cướp nhảy ra, thì thầm vài câu với đồng bọn, muốn kiểm tra đội y tế lại lần nữa. Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Máy quét đưa lên tới khuôn mặt thì chuông báo động vang lên. Đại úy cha tháo chiếc kính ra, tưởng chừng như sắp bị lộ tẩy, cuối cùng chiếc kính được trả về lại. Ujin thở phào nhẹ nhõm, đem tình hình bên trong nói với đội lính đặc nhiệm đang chuẩn bị đột nhập. Người ở sảnh lớn khá đông, tất cả đều đeo mặt nạ, không thể phân biệt được đâu là con tin đâu là kẻ cướp. Đội đặc nhiệm thông qua ống thông gió đột nhập vào trong. Cuộc phẫu thuật bắt đầu tiến hành. Đại úy cha không hành động liều lĩnh, Berlin tiến đến hỏi thời gian phẫu thuật. Bác sĩ nói cần 2 tiếng đồng hồ, Berlin trực tiếp giảm xuống một nửa, yêu cầu bác sĩ trong vòng 1 canh giờ xong việc. Đại úy cha đúng là không hề nói dối, anh ta nói mình biết một chút kiến thức chuyên ngành, quả đúng là biết một chút thật, tuyệt đối không phải là 2 chút. Bác sĩ bảo anh lấy giúp chiếc dao mổ, anh lúng túng không biết lấy cái nào, bác sĩ bất lực bảo anh ta lấy đại một cái. Berlin thấy vậy liền tấn công, bác sĩ sợ đến mức tay run rẩy. Berlin yêu cầu đại úy cha vào thay thế. Đại úy cha nói rằng mình chỉ là người trợ giúp thôi, không thể lên mổ được. Tuy Berlin biết thân phận của hắn, nhưng vẫn phải tìm một cái cớ. Bị súng chĩa thẳng vô mặt như vậy mà không một chút sợ hãi, người bình thường không thể can đảm như thế được. Đại úy cha nói tại ra mình là cảnh sát, đi theo đội y tế vào đây chỉ là để bảo đảm an toàn, không hề có ý gì khác. Mục đích của anh ta rất rõ ràng, tiết lộ thân phận để thu hút sự chú ý, tạo cơ hội cho đội đặc nhiệm tranh thủ thời gian. Anh ta nói đại khái là như vậy, nhưng giáo sư cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế, bảo Berlin đề cao cảnh giác. Denver đang chuẩn bị lén trộm một ít dụng cụ rồi trốn đi, thì Berlin gọi to, bảo anh ở lại đây theo dõi. Rio đã tra xét một vòng xung quanh, không thấy có điều gì bất thường. Nhưng giáo sư vẫn không yên tâm nổi. Đội đặc nhiệm lúc này đã đến được phòng bếp, chuẩn bị từ chỗ này tấn công. Đại úy cha nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi qua cũng được khá lâu rồi. Anh ra hiệu với bác sĩ liền trình bày, chỉ còn khâu vết thương lại nữa là xong rồi. Denver thấy vậy, cố ý làm rơi khay đựng dụng cụ xuống đất. Anh chỉ là muốn lấy trộm dụng cụ, lại vô tình giúp đại úy cha thu hút sự chú ý. Đại úy cha nhân cơ hội tháo kính xuống. Hành động này khiến giáo sư nhìn ra manh mối. Chiếc kính mà anh ta đeo lúc này khác với ban đầu. Rio đoán rằng trong chiếc kính có thể có tích hợp camera và thiết bị nghe lén. Cuối cùng giáo sư cũng nhận ra đây là chiến lược tiến công ghi binh. Dùng đại úy cha thu hút sự chú ý, đem tình hình nội bộ truyền tin ra ngoài, sau đó tấn công từ một nơi khác. Đội đặc nhiệm đã thành công đột nhập vào trong, nhưng giáo sư không hề hoảng loạn. Rio nói rõ tình hình cho Berlin, sau đó hai người đi trước. Đại úy cha đi ra thì sững sờ đứng hình mất 5 giây. Lý do là gì? Đó là băng cướp đã thay đổi công cụ. Điều này quả thật khiến người ta không lường trước được. Ujin vội vàng thông báo cho đội đặc nhiệm rút lui. Đại úy cha cũng gào thét dừng kế hoạch lại. Đội đặc nhiệm trở lại vị trí cũ. Băng cướp truy tìm khắp nơi nhưng vẫn chậm một bước. Tuy nhiên, kẻ thắng lợi vẫn là bọn họ. Giáo sư đã sớm dự liệu được tình huống này, lập ra chiến thuật ngửa tơ doa. Tại sao sau khi phát hiện đại úy cha lại không ngăn cản anh ta đột nhập chứ? Mục đích là muốn hack điện thoại của anh ta, lật ngược ván cờ, biến anh ta thành một gián điệp mà anh ta không hề hay biết. Cảnh sát bây giờ đang trong tình trạng rối bời, sự thần thông quảng đại của giáo sư quả thật vượt qua sức tưởng tượng. Bọn họ không khác gì những con khỉ bị chơi đùa vậy. Nảy sinh ra ý nghĩ như vậy chứng tỏ họ đã trúng kế của giáo sư. Cùng lúc này, Denver lấy dụng cụ ra, bắt đầu tiến hành phẫu thuật cho Mission. Nhưng tay thì run rẩy liên tục, mãi vẫn không làm được. Tokyo nhìn không nổi nữa, bèn đi tìm Rio đến giúp. Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa đã bất ngờ bị úp sọt. Berlin sớm đã nhận thấy hai người bọn họ có bí mật. Berlin cảnh cáo, nếu không chịu nói thì sẽ nộp Tokyo cho cảnh sát. Tokyo nhìn sang Rio một cách khẩn thiết,
lắc đầu ra hiệu Rio đừng nói ra sự thật. Mặt khác bên này, Mission ngày càng yếu đi, trong lòng vẫn nhớ đến giám đốc cho. Cô hỏi Denver có đưa mảnh giấy đến cho giám đốc cho chưa? Denver nói xạo rằng đã đưa rồi. Denver bắt đầu bịa chuyện, sau khi nhìn thấy mảnh giấy, ông ta đã khóc vô cùng thảm thiết, còn nói rằng rất yêu cô. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Cứ tưởng đâu là Tokyo trở về, không ngờ lại là Becklin đến. Becklin dùng súng chỉa thẳng vào Denver. Hóa ra Mission không chết, Denver đã phản bội. Becklin muốn suy nghĩ xem nên trừng phạt như thế nào. Hay là giết Mission trước nhỉ? Denver vội chạy đến đỡ trước mặt Mission để anh ta dừng lại. Nhưng Becklin không muốn dừng lại, giết Mission là để giết gà dọa khỉ. Nếu gà không chết, làm sao khỉ sợ được? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn không loạn hết cả lên sao? Denver cũng không chịu thua, muốn giết Mission thì giết anh trước. Becklin không nhượng bộ, đếm đến 3 mà không tránh ra thì tiễn đi luôn. Vừa đếm xong, Nairobi xuất hiện, còn dẫn theo Tokyo và Rio. Mảnh giấy của Mission đang ở trong tay cô. Denver làm rơi nó trong lúc lấy trộm dụng cụ y tế và đã bị Nairobi nhặt được. Sau khi cô cứu Tokyo và Rio ra, lập tức đuổi đến đây. Vốn dĩ cô đứng về phía Becklin, nhưng Becklin càng ngày càng quá đáng, cho nên cô chỉ có thể tạo phản. Tình trạng của Mission ngày càng tệ hơn, nếu còn không phẫu thuật sẽ không kịp nữa. Rio ra tay dứt khoát, giúp Mission lấy viên đạn ra. Xong việc, Rio nôn mửa một trận dữ dội. Anh từng học đại học y, làm một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi tại sao lại nôn nhỉ? Bởi vì anh sợ máu, vậy sợ máu tại sao lại học đại học y? Bởi vì gia đình anh qua nhiều thế hệ đều là bác sĩ. Cuộc đời của anh ta đã được lên kế hoạch sẵn, không có quyền được lựa chọn. Việc Mision còn sống không còn là bí mật nữa nên không cần tiếp tục che giấu dưới tầng hầm mà được đưa đến một nơi khác thoải mái để nghỉ ngơi. Cuộc phẫu thuật đã khiến Mision mất không ít máu. Mision và Denver đều cùng nhóm máu O nên Denver phụ trách truyền máu cho cô. Hai người nhắc đến chuyện mảnh giấy ghi chú. Cô biết Denver đang nói dối bởi vì giám đốc cho trước giờ chưa từng nói yêu cô. Lúc này, Tokyo liên lạc với giáo sư, nói rằng Mision vẫn còn sống. Giáo sư vui mừng đến kích động vì đã giữ được lời hứa không có thương vong. Becklin bị trói lại, chuẩn bị lãnh nhận sự trừng phạt của giáo sư. Được cái là trừng phạt không nặng, chỉ là bị tịch thu súng và bị giam cầm cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Tokyo thay thế Becklin giữ chức chỉ huy. Nhưng Becklin nào có phải là loại người ngồi yên chờ chết. Mặt khác bên này, Eugene bị hứng chịu vô vàn mũi tên từ dư luận. Là người phụ trách vụ án, lại không phân biệt được đâu là địch đâu là người mình, nổ súng bắn giám đốc của cục in tiền. Hơn nữa, cuộc đối đầu giữa cảnh sát và bọn cướp diễn ra trong thời gian quá lâu, mọi người bắt đầu nghi ngờ năng lực làm việc của Eugene. Tuy cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng chịu áp lực lớn như vậy, suy sụp cũng là điều khó tránh. Chút xả hết cảm xúc có lẽ sẽ khiến cô dễ chịu hơn một chút. Thế là cô đến tìm giáo sư ngay giữa đêm khuya. Giáo sư có thể thấy được sự mệt mỏi trong cô, vừa an ủi vừa quan tâm. Trong phút chốc chiếm được trái tim của người đẹp. Cùng lúc này, ở cục in tiền xuất hiện một người lạ mặt. Anh ta là đội viên Park của đội đặc nhiệm. Vào giây phút cuối cùng đã không rút lui mà lựa chọn bất chấp nguy hiểm ở lại đây. Giáo sư tính toán trăm đường, cũng không tính ra được rủi ro này. Becklin bị trói bên này cả người run rẩy, mồ hôi nhễ nhại. Không biết là do cơn lên nghiện hay phát bệnh gì nữa. Đội viên Park thừa cơ lẻn vào giữa các con tin. Annie nhìn thấy, vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ. Anh ta lấy thiết bị liên lạc từ trong túi áo, phát ra một chuỗi tín hiệu mật mã Morse. Nhưng Eugene bây giờ đang chìm đắm trong tình yêu của giáo sư. Đây là một vụ cướp xưa nay chưa từng có. Kẻ cầm đầu băng cướp lại đang hẹn hò với cảnh sát phụ trách vụ án này. Hai người rơi vào tình yêu, chìm đắm trong cảm xúc mãnh liệt với nhau. Nhưng Eugene không hề hay biết, tất cả đều nằm trong tính toán của giáo sư. Trước đây giáo sư tìm mọi cách tiếp cận qua lại với Eugene là để thông qua cô biết được phương hướng hành động của cảnh sát, hòng kịp thời thông báo cho đồng bọn bên trong cục in tiền. Đại úy Cha bị bộ an ninh gọi đến, bọn họ biết được một chuyện vô cùng kinh khủng. Vài tháng trước khi xảy ra vụ cướp, hacker của bọn cướp đã tấn công hệ thống cảnh sát và tiết lộ các tài liệu mật của cảnh sát cho giới truyền thông. Ngoài ra, việc Eugene tham gia vào vụ án của cục in tiền cũng nằm trong tính toán kỹ lưỡng của bọn cướp. Mặt khác, đội viên Park nhân lúc mọi người ngủ say đã lén liên lạc với đại úy Cha. Thời gian hai người nói chuyện không thể quá lâu, đại úy Cha ra lệnh nhanh chóng trừ khử giáo sư. Chỉ cần giáo sư không còn, những tên cướp còn lại chẳng qua chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Nếu như không thể tránh được sự thương vong của con tin, thì khỏi cần tránh luôn. Trừ khử giáo sư mới là điều quan trọng nhất. Becklin đang bị trói thú thật với Rio, anh bị bệnh nan y, đang giấu thuốc ở văn phòng của giám đốc, hy vọng Rio có thể lấy giúp anh ta và mang qua đây. Rio không tin, cho rằng Becklin lại đang lừa mình. Bây giờ người chỉ huy đã đổi thành Tokyo, mọi người vui mừng không hết, tốt nhất Becklin hãy chấp nhận sự thay đổi này đi. Tokyo và Nairobi tập hợp tất cả con tin, thông báo cho họ một tin tốt và một tin xấu. Tin xấu là Becklin đã tạm thời bị loại, còn tin tốt thì cần phải để cho mọi người chính mắt nhìn thấy. Denver dìu Mission bước ra từ cánh cửa, mọi người nhìn thấy Mission, lập tức cùng vỗ tay hoan hô trong sự vui mừng khôn xiết. Tokyo quản lý con tin khá lỏng lẻo nhẹ nhàng. Họ chỉ kiểm soát lối ra lối vào,
các con tin có thể thoải mái sử dụng nhà vệ sinh. Người bị thương được điều trị riêng biệt, nam nữ cũng được phân tách ra ngủ riêng. Họ thật sự không hề có ý làm hại mọi người, hy vọng mọi người quên đi những ký ức xấu mà Becklin đã để lại, sau đó xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Trước những đề nghị của Nairobi, các con tin không có lời nào oán trách, còn tình nguyện giúp bọn họ làm việc. Mặt khác, Urin sau một đêm nồng nhiệt với giáo sư đã trở lại căn cứ, vô cùng tươi tỉnh cổ vũ mọi người. Đại úy cha đoán rằng đêm qua cô đã ở cùng tên đàn ông kia. Urin không hề né tránh. Cô đã lâu không có được một đêm nồng cháy như vậy rồi. Bọn họ không biết rằng cuộc nói chuyện đã bị giáo sư nghe lén toàn bộ. Urin cả người tràn đầy năng lượng, trực tiếp liên lạc với giáo sư. Cô đoán rằng bên trong cục in tiền đã bắt đầu cạn kiệt lương thực. Giáo sư cũng không thèm che giấu, nhưng anh sẽ cho cắt giảm bớt bữa ăn của con tin, có lẽ sẽ cầm cự thêm được một thời gian. Urin đề xuất cô sẽ cung ứng lương thực vào trong cục in tiền. Tiền đề là không làm con tin bị thương. Sau khi dập máy, cô LAP tức lệnh cho cấp dưới chuẩn bị lương thực. Đồng thời lúc này, đội viên Park đang nghĩ cách để tìm ra giáo sư, không ngờ vô tình gặp giám đốc cho. Giám đốc cho phát hiện hắn không phải là nhân viên, cũng không phải là học sinh. Trong lúc đội viên Park đang chuẩn bị giải thích, Annie xuất hiện, nói rằng đội viên Park là tài xế của đoàn học sinh bọn họ. Sau đó nhanh chóng đưa đội viên Park đi. Đến nơi an toàn, hai người tiết lộ thân phận với nhau. Thật ra Annie đã sớm đoán ra anh chính là cảnh sát, rồi cô hỏi anh có kế hoạch gì. Đội viên Park cần sự trợ giúp, thế là anh ta hỏi Annie, trong số bọn cướp có ai được gọi là giáo sư không? Điều này thì Annie không biết, nhưng người biết điều này thì Annie lại biết là ai. Urin phụ trách tiếp nhận lương thực. Một câu nói của tài xế đã thức tỉnh cô, lương thực đều được chuẩn bị dựa theo món ăn Hàn Quốc, nên sẽ không có kiểu món ăn như sandwich. Lúc này Urin mới chợt nhận ra, giáo sư không ở cục in tiền. Bọn họ đều bị lừa rồi. Bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu tại sao bọn cướp lại luôn có thể đi trước một bước. Trừ phi trong nội bộ cảnh sát có gian tế, nếu không làm sao anh ta biết rõ mồn một từng hành động của cảnh sát. Urin đột nhiên nhớ đến chiếc xe được giám sát đưa đến. Sau khi bọn cướp bước vào, thì cả hai chiếc xe đều biến mất. Hơn nữa bọn cướp luôn ở trong cục in tiền. Suy ra được giáo sư đang ở phía bên ngoài. Sau đó cô ra lệnh cho cấp dưới xác định lộ trình di chuyển của chiếc xe, phòng việc bọn họ phá hủy chiếc xe trước khi gây án. Ngoài ra điều tra cả xưởng xe phế liệu. Người mà Annie nhắc đến chính là Michonne, bởi vì Michonne thường xuyên tiếp xúc với Rio. Annie đến hỏi Michonne, không ngờ Michonne thật sự có nghe nhắc đến giáo sư, nhưng làm gì có cửa để gặp. Cùng lúc đó, giáo sư hỏi Oslo có xử lý xong xuôi chiếc xe chưa. Oslo khẳng định chắc nịch đã xử lý xong rồi, nhưng vẫn chưa xử lý bên trong. Đồng nghĩa với việc, bên trong chiếc xe vẫn còn dấu vân tay. Sau khi biết vị trí của chiếc xe bị phá hủy, giáo sư ngay lập tức chạy thẳng đến xưởng xe phế liệu. Đồng thời lúc này, cảnh sát cũng tra ra vị trí của chiếc xe. Urin cũng liền chạy tới xưởng phế liệu. Bây giờ hãy cùng xem thử tốc độ của ai nhanh hơn. Bên trong cục in tiền, đội viên Park dẫn đầu một vài người, dựa theo phỏng đoán của giám đốc cho đi tìm giáo sư, sau đó lập tức trừ khử giáo sư. Đến khi đó cảnh sát sẽ triển khai cuộc trấn áp bằng vũ lực. Annie lo lắng cho an toàn của con tin, một khi cuộc trấn áp bắt đầu, ở đây sẽ hỗn loạn hết cả lên. Vì vậy cô quyết định sẽ nói cho mọi người biết trước, để mọi người trốn đi. Nhưng nếu làm như thế có thể sẽ khiến bọn cướp chú ý. Giám đốc cho đề nghị bắt Denver đến, ép anh nói ra tung tích của giáo sư. Michonne có chút do dự, dù gì Denver cũng đã cứu mạng cô. Một lát sau, Denver nhận được một mảnh giấy, trên đó có chữ viết của Michonne. Cô hẹn anh sau bữa cơm chưa đến nhà kho. Denver đọc xong trong lòng đầy phấn khởi. Sau đó như lời hẹn đi đến nhà kho. Không ngờ đợi anh ta ở đó không phải là Michonne, mà là một cái búa. Đợi anh tỉnh lại, đã thấy đội viên Park dùng bao ni lông bịt kín đầu anh lại. Giám đốc cho phụ trách việc tra hỏi. Denver lần này vô cùng cứng rắn, sống chết cũng không nói ra giáo sư là ai. Giám đốc cho bắt đầu đoán bừa, hắn biết Denver và Berlin không phải, loại trừ Oslo và Helsinki, Moscow cũng không phải, Rio thì quá trẻ tuổi. Nairobi chỉ là trông giống như thủ lĩnh. Vậy chỉ còn một người, Tokyo. Mặt khác bên này, giáo sư và Urin đều đang trên đường đi đến xưởng xe phế liệu. Bên phía đại úy cha lại nhận được tin đã tìm được giáo sư rồi. Thế là anh ta ra lệnh lập tức thủ tiêu giáo sư, triển khai trấn áp vũ lực. Nếu như lần này không hành động, bọn họ sẽ bỏ lỡ cơ hội duy nhất kết thúc bọn cướp. Giáo sư đã đến xưởng phế liệu, nhưng cảnh sát cũng sắp đến nơi. Anh chỉ có thể mạo hiểm chạy tới văn phòng, lục tìm thông tin của chiếc xe. Khi anh vừa lấy được chìa khóa xe thì đúng lúc lại gặp ngay chủ xưởng. Giáo sư vội đưa ra đề nghị muốn mua chiếc xe đó. Chủ xưởng nghi ngờ, đến xưởng phế liệu để mua xe, kiểu này thật hiếm thấy. Nếu đã muốn mua xe, thì cần phải lộ mặt thương lượng giá cả. Giáo sư đương nhiên không chịu, liền nhanh tay lấy cái ấm nước sôi tạt thẳng vào mặt chủ xưởng. Sau đó nhân cơ hội chạy khỏi văn phòng. Lúc này, Urin đem theo người đuổi đến nơi. Tìm kiếm khắp khu xưởng bóng dáng của giáo sư.
giáo sư sử dụng chìa khóa thành công tìm được chiếc xe. Cùng lúc này, phó cục sớm đã nhận thấy giám đốc cho không ổn, kéo Annie ra một góc và tra hỏi. Sau khi biết được mọi chuyện, anh vô cùng lo lắng cho sự an toàn của con tin. Anh chưa kịp nghĩ ra cách để đối phó, đội viên Park đã bắt đầu hành động. Hắn nhấn vào chuông báo cháy của tòa nhà. Băng cướp ngay tức khắc trở nên căng thẳng. Rio quan sát camera giám sát không phát hiện đám cháy nào. Ở bên ngoài cục in tiền, cảnh sát cũng bắt đầu hành động. Thì ra tiếng chuông báo cháy là tín hiệu của đội viên Park, để phía cảnh sát biết rằng đã đến lúc có thể đột nhập. Lúc này, đội viên Park lấy bình chữa cháy phun một loạt khắp tòa nhà. Các con tin chạy loạn hết cả lên. Hắn thừa cơ cầm lấy khẩu súng đi tìm Tokyo. Michonne trong lòng thật sự thấy áy náy nên đã đến cứu Denver. Denver đang bị giám đốc cho đánh cho tơi bời hoa lá. Michonne kịp thời chạy lại can ngăn. Hắn cho rằng Michonne và Denver có gian tình, thế là hắn xách cái cờ lê lên chuẩn bị giải quyết Denver. Michonne thấy vậy liền nhặt khẩu súng chĩa thẳng vào tên giám đốc. Hắn tức giận nắm lấy khẩu súng la lên bảo Michonne có ngon thì bắn đi. Denver bất ngờ đứng dậy đạp cho giám đốc cho ngất xỉu. Michonne vừa cười trói cho Denver, anh liền muốn chạy đi giải cứu Tokyo. Tokyo lúc này đang ở phòng giám sát. Cô bảo Nairobi tạm thời ngừng in tiền trước, sau đó tập hợp tất cả con tin lại, Rio đi xem tình hình của Berlin. Còn cô đi đến phòng triển lãm tuần tra. Cô vừa xuống dưới lầu đã thấy các con tin làm ầm lên. Thế là cô lệnh cho Helsinki đi theo mình, Oslo phân tán tất cả mọi người đến sảnh lớn. Tokyo đi đến căn phòng triển lãm mù mịt khói. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện mấy người, đội viên Park đã nhìn thấy bóng dáng của Tokyo. Lúc này, Denver đuổi tới, la lên có người đột nhập, bảo cô lập tức liên lạc với giáo sư. Một tiếng súng vang lên khiến tất cả mọi người bàng hoàng. Sau đó đại úy cha nhận được tin báo, giáo sư không có ở trong đó. Đến khi anh la to tên đội viên Park lần nữa, đối phương bên kia đã không còn tiếng động gì nữa. Cùng lúc này, Rio thấy Berlin nằm lăn trên mặt đất, liền mở khóa chiếc còng tay ra. Không ngờ ngược lại bị Berlin đánh ngất xỉu. Mặt khác, giáo sư bên này dùng khăn vội vàng lau chùi dấu vân tay trên xe. Anh nhanh chóng hạ thấp người xuống, nhưng cảnh sát đã bao vây ở bốn phương tám hướng. Vào giây phút nguy cấp, anh lái xe xông thẳng ra ngoài xưởng phế liệu. Ujin cũng lập tức lái xe đuổi theo. Cảnh sát đang trên đường đuổi theo tên cướp. Cảm xúc và tốc độ hiện tại có thể nói là tương đương nhau. Tên cướp cũng không phải là một kẻ nhẫn tâm. Đột nhiên trên đường gặp phải một ông cụ, anh thả tự mình lao xe xuống mương, cũng không muốn làm người vô tội bị thương. Cuối cùng, trải qua một phen truy đuổi, tên cướp bị cảnh sát bao vây. Nhưng anh ta đâu có dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Châm một điếu thuốc, giẫm chân ga, lao thẳng xuống dòng sông cách đó 100m. Một tiếng động lớn vang lên, chiếc ô tô phát nổ. Tên cướp đã thuận lợi trốn thoát. Đội viên Park tưởng rằng Tokyo là giáo sư, nhắm thẳng súng vào cô chuẩn bị bóp cò. Vào giây phút khẩn cấp, Denver chạy đến báo tin, ở đây có kẻ đột nhập, phải nhanh chóng liên lạc với giáo sư. Lúc này đội viên Park mới biết rằng bản thân đã tìm nhầm người. Nhưng tất cả đã muộn, Berlin xuất hiện và tiễn hắn đi trước. Nhưng trước khi đột viên Park chết, đã kịp đem tin tức giáo sư không có ở cục in tiền truyền ra ngoài. Các phóng viên ở bên ngoài nghe thấy tiếng súng, náo loạn ầm ĩ đòi cảnh sát đưa ra một lời giải thích. Dư luận ào ạt dậy sóng. Urin biết được đại úy cha tự ý hành động, khiến cho một cảnh sát hy sinh, cô liền vô cùng tức giận. Đại úy cha biết mình đã làm sai, chỉ có thể đứng yên nghe chửi. Nhưng nguyên nhân phía trong đó, đại úy cha cho rằng Urin chắc hẳn là hiểu rõ. Bọn cướp để cô ấy phụ trách đàm phán, rõ ràng là có mục đích. Đại úy cha cũng nghi ngờ cô nên mới tự ý đưa ra quyết định. Nhưng nhìn thấy cô ra sức đuổi theo tên cướp, nên anh tạm thời loại bỏ nghi ngờ. Bây giờ hai người cần phải tin tưởng lẫn nhau, như vậy mới có thể bắt được bọn cướp. Từ khi bọn cướp chiếm đóng ở cục in tiền, chưa có một con tin nào bị tổn hại. Thậm chí còn mạo hiểm để cứu giám đốc cho. Cho nên có lẽ họ không phải một bọn tội phạm hung ác, mà chỉ là những tên cướp thích hành hiệp trượng nghĩa. Nói cách khác, bọn họ đặc biệt quan tâm đến dư luận. Những lời này của Ujin đều bị giáo sư vừa về tới tiệm cà phê nghe được. Lần này nhờ có Berlin ra tay, nếu không Tokyo đã đi gặp ông bà sớm rồi, kế hoạch của bọn họ cũng sẽ thất bại. Tokyo không phủ nhận công lao của Berlin, cũng tình nguyện trả lại vị trí đội trưởng lại cho anh ta. Có lẽ cách quản lý của anh mới là biện pháp khống chế con tin tốt nhất. Berlin đồng ý với suy nghĩ của Tokyo, nhưng vị trí đội trưởng không cần thay đổi. Bọn họ đều có chung một mục tiêu, đó là thành công lấy được tiền rồi sau đó cao chạy xa bay. Nếu đã cùng một mục tiêu, vậy quá trình đâu quá quan trọng nữa. Nói đến đây, cảnh sát gọi điện thoại tới, Rio kết nối trực tiếp với giáo sư. Ujin không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, hỏi rằng chuyện nổ súng là như thế nào. Nếu Ujin đã biết nhưng vẫn cố hỏi, thì giáo sư cũng giờ vờ không biết gì, nói dối rằng bọn họ đang luyện tập bắn súng. Nhưng Ujin vẫn vậy không chịu buông tha, cô nhất định phải xác nhận được con tin có sao hay không. Như vậy mới có thể xoa dịu lòng người.
Đây không phải là kết quả mà giáo sư mong muốn, nên chỉ có thể đồng ý với đề nghị của Ujin. Ujin trong lòng thầm vui mừng, kế hoạch của cô cuối cùng cũng có thể thực hiện. Giáo sư đặc biệt dặn dò các thành viên, các con tin phải được tách ra để xác nhận, tránh phát sinh tình huống bất ngờ. Hơn nữa phải luôn để ý đến con tin, không được để lộ những chuyện xảy ra trong cuộc in tiền, nhất là chuyện in tiền và cái chết của đội viên Park. Sáng sớm ngày hôm sau, băng cướp tập hợp tất cả con tin lại đứng ở sảnh lớn, nói cho họ biết về việc xác nhận thông tin. Đến lúc đó, nên nói gì và không nên nói gì, trong lòng mọi người chắc đã hiểu rõ, Tokyo cũng không cần nhấn mạnh quá nhiều. Ngay lúc này Annie lại ra mặt hỏi, vậy cảnh sát đã chết kia thì sao? Becklin xuất hiện trả lời, không có cảnh sát đã chết nào cả, chỉ là bọn họ đang luyện tập bắn súng mà thôi. Nói xong, Becklin tự giới thiệu về mình, anh ta tên thật là Song Jung Ho, 41 tuổi, sinh ra ở Tichon, Pyongan, bị bắt vào trại tập trung từ năm 9 tuổi và giam giữ suốt 25 năm. Becklin tiết lộ thân phận của mình, chỉ là để các con tin an tâm hơn, để bọn họ không làm điều gì sai trái. Hy vọng các con tin phối hợp lẫn nhau, mọi người đều bình an vô sự. Trong lúc mọi người chuẩn bị, Annie chủ động tìm đến phó cục, hy vọng anh phối hợp với mình, tiết lộ tình hình ở đây cho cảnh sát. Nhưng phó cục không muốn chiêu tức bọn cướp, đã từ chối lời đề nghị của Annie. Ai dè giám đốc cho đột nhiên xuất hiện, xúi bẩy cả hai người cùng truyền tin tức cho cảnh sát. Annie không cần suy nghĩ lập tức đồng ý, nếu có chuyện gì cô ấy sẽ gánh hết. Phó cục cuối cùng cũng bị hai người thuyết phục. Sau đó, anh lén trộm tiền mới in đưa cho Annie. Annie viết hết những chuyện quan trọng lên mặt tiền. Lúc này, băng cướp đã chiếm đóng ở cục in tiền được 98 tiếng đồng hồ. Urin gánh vác sứ mệnh, một mình xông vào hang cọp, chỉ để xác nhận sự an toàn của con tin. Tất cả sự việc được ghi hình và phát sóng trực tiếp, người nhà con tin và truyền thông đều cùng theo dõi. Becklin đã nói rõ thân phận, đơn giản là một người xuất cảnh sang nước ngoài, dù sao cũng không phải sợ nữa. Hai người lịch sự bắt tay nhau, sau đó Becklin đưa Urin đến sảnh lớn để cô tự mình xác nhận sự an toàn của từng con tin. Người đầu tiên xuất hiện là giám đốc Cho, hắn hướng về ống kính bày tỏ nỗi nhớ thương đối với gia đình. Những người còn lại đi ra đều nói mình sống rất tốt, ngậm chặt miệng không nhắc về vụ nổ súng. Đến phiên Annie, nói mới được vài câu đã khóc nức nở. Urin thấy vậy tiến đến an ủi. Annie thấy thời cơ đã tới, liền tính đem tiền giấy đưa cho Urin. Ai ngờ bị Tokyo phát hiện, cô lấy lý do Annie quá xúc động, đưa Annie ra khỏi sảnh. Thủ đoạn cỏn con của Annie bị nhìn thấu, cô ta chủ động thừa nhận do một mình bản thân tự bày ra. Tokyo nhắc nhở cô nên biết điều trung thực một chút, nếu có lần sau, sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Urin cảm thấy cứ xác nhận từng người như vậy quá mất thời gian, thế là nói Becklin tập trung tất cả con tin lại một lần. Như vậy hiệu suất sẽ cao hơn và tiết kiệm được thời gian. Sau khi Tokyo đồng ý, Becklin thả toàn bộ các con tin ra, sắp xếp đứng ngay ngắn trật tự trong sảnh lớn. Urin lấy ra danh sách, tiến lên lần lượt xác nhận từng người một. Tất cả các con tin đều ở đây, chỉ có duy nhất một người là không thấy. Đó là Park Cheon-woo, một nhân viên bảo vệ mới được thuê gần đây. Becklin nghe xong liền khẳng định, trong số các con tin không có người nào như vậy. Nhưng Urin không từ bỏ, cầm lấy bức ảnh đưa cho mọi người nhìn rõ. Tiếng súng nổ hôm qua cho thấy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Đối mặt với câu hỏi của Urin, Annie do dự trong chốc lát, sau đó nói cô đã từng gặp qua người này. Mới nói được một nửa, Annie bị Tokyo nhanh chóng bịt miệng lại, giám đốc cũng đứng ra góp vui. Becklin bị ép đến không còn cách nào khác, đành nói ra chuyện Park Cheon-woo là lính đặc nhiệm mà cảnh sát cử đến, bọn họ ra tay chỉ là phòng vệ chính đáng. Urin nghe được đáp án mà mình muốn, lợi dụng tình huống có lợi này đổ hết tội lỗi lên đầu băng cướp. Nói rằng bọn họ vi phạm lời hứa, giết người vô tội. Có người gửi đến cho biên đạo truyền hình một cái USB, bên trên có viết hai từ báo cáo. Lúc này ở sảnh lớn bất ngờ chào mừng thêm một vị khách quan trọng. Mặt nạ được tháo xuống, đó lại chính là đội viên Park Cheon-woo. Nhưng rõ ràng anh ta đã chết rồi mà, sao lại có thể xuất hiện ở đây? Chuyện là đêm hôm đó, Becklin quả thực đã nổ súng bắn anh ta, thậm chí ngắm đống vào tim mà bắn. Nhưng anh ta mặc áo chống đạn nên không hề bị thương. Cuối cùng Becklin vẫn tuân theo chỉ thị của giáo sư, không nhân có hội đó vội vàng giết người. Nếu không thì viên đạn đã bay thẳng vào đầu chứ không phải là tim. May mà Becklin đã tuân thủ nguyên tắc, bọn họ mới có thể có được cơ hội lật bàn. Lan truyền tin tức về cái chết của Park Cheon-woo là một quả bom khói mà họ tung ra để đánh lừa cảnh sát. Nội dung trong USB vừa được công bố, dân chúng đều đang chỉ trích cảnh sát vì để bắt được bọn cướp mà ép buộc trấn áp bằng vũ lực, xem thường mạng sống của con tin. Trải qua chuyện này, sóng gió dư luận ập về phía cảnh sát. Lần này Becklin đã làm rất tốt. Tokyo cũng không kiềm được mà khen mấy câu. Bầu không khí đang rất vui vẻ, Moscow chạy đến thở hổn hển, trong tay còn bê một nắm đất màu vàng. Sau mấy ngày liền cố gắng, cuối cùng cũng có hy vọng được ra ngoài. Việc in tiền cũng sắp xong. Qua 2-3 ngày nữa,
bọn họ có thể hoàn toàn được tự do rồi. Nghĩ đến đây, họ vui mừng khôn xiết. Nhưng có người vui thì cũng có người buồn. Rời khỏi nơi này, đồng nghĩa với việc Denver phải chia tay với Mission. Denver không phải là một kẻ bạc tình bạc nghĩa, anh muốn trước khi rời đi giúp Mission thay băng gạc một lần nữa. Mission đồng ý đề nghị của anh ta. Chỉ có hai người trong căn phòng. Mission tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Denver lại bảo Mission quên anh đi, quên hết những chuyện đã xảy ra ở đây. Sau khi ra ngoài phải sống thật tốt. Mission quyết định sau khi ra ngoài sẽ tìm một công việc khác, không thèm làm ở cục in tiền nữa. Mission nhìn Denver, không nén nổi tình cảm hôn lên môi anh. Denver cũng không kìm được lòng, lập tức phản ứng ngược lại. Nụ hôn càng lúc thêm mãnh liệt. Chuyện của Denver đã giải quyết xong. Nhưng bên phía Becklin có vẻ khá nghiêm trọng, anh chỉ có thể dựa vào thuốc để làm giảm cơn đau. Qua hành động vừa rồi của cảnh sát, phản ứng của dư luận rất gay gắt. Tuy nhiên, luôn phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm. Anh chàng xui xẻo đó chính là đại úy cha. Uri không đồng ý với quyết định của cấp trên. Nếu như đại úy cha bị thay thế, thì hãy đuổi luôn cả cô. Đại úy cha cảm ơn Uri đã nói giúp cho mình. Nhưng những lời cần nói cũng phải nói. Đại úy cha trước giờ vẫn cảm thấy bạn trai mới của Uri có vấn đề. Những câu này Uri nghe không lọt tai xíu nào. Tuy hai người tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng Uri biết anh ấy không phải người như vậy. Điều quan trọng nhất là cô rất tin tưởng và yêu anh. Giáo sư nghe Uri nói những lời này, không lòng có một cảm giác không diễn tả được. Đây có lẽ chính là tình yêu. Gần đây Uri có quá nhiều chuyện phiền não, cô hẹn giáo sư đi uống vài ly. Sau khi trút hết muộn phiền, tâm trạng có vẻ đã tốt hơn. Ở bên cạnh Uri, giáo sư trút bỏ thân phận một tên cướp, làm một ông chủ tiệm cà phê cùng cô tưởng tượng về tương lai. Dường như tất cả mọi cảm giác tội lỗi trong phút chốc đều tan biến. Hai người uống xong cùng đi bộ về nhà. Giáo sư từ tận đáy lòng nói với Uri, hy vọng cô đừng nhúng tay vào vụ án ở cục in tiền nữa. Anh xót xa khi nhìn cô mệt mỏi. Uri cảm nhận được sự quan tâm, lập tức nhào tới ôm chầm lấy giáo sư. Dường như tất cả phiền muộn đều được tan biến. Một Uri lý trí lại được sống dậy. Khó khăn lắm giáo sư mới được thoải mái một chút, nhưng số phận lại mang đến cho anh một trò đùa. Uri vô tình phát hiện trong túi áo mình có một mảnh tiền giấy. Đây là manh mối có thể giúp cô xoay chuyển tình thế. Thực ra trong lúc hỗn loạn ngày hôm đó, Andy đã lén xé ra một góc nhân cơ hội bỏ vào túi áo của Uri. Sau khi Uri phát hiện manh mối quan trọng, gấp rút tạm biệt giáo sư và rời đi. Giáo sư cảm giác có chuyện không lành, vội vàng quay về tiệm cà phê. Vừa mới vào cửa đằng sau liền vang lên tiếng của đàn ông, là thượng úy muốn tìm anh nói chuyện. Jane một mạch đến trung tâm điều khiển, đưa mảnh tiền cho mọi người. Đây là manh mối quan trọng của câu đố. Băng cướp ở bên trong làm gì in tiền? Vốn định nói chuyện này với thượng úy, nhưng thượng úy lại đang thăm dò giáo sư, không bắt máy. Có người đặt ra nghi vấn in tiền quá vô lý rồi. Những số thứ tự trong đấy giải quyết như thế nào? Rất dễ sẽ bị theo dõi tiền căn bản không thể tiêu được. Nhưng nghĩ kỹ lại băng cướp này có hacker. Có một chuyên gia chuyên về in tiền cũng không lạ. Nếu băng cướp đạt được mục đích, nhất định sẽ đang cận lực in tiền. Vậy chúng ta nên đổi phương án đối phó. Chuyện quan trọng như này phải báo lên cấp trên, thuận tiện hỏi chuyên gia. Tiền in ra có thể lưu thông trên thị trường được hay không? Nhưng trước mắt chỉ có thể suy đoán thôi, không có chứng cứ. Đầu tiên phải xác nhận lượng điện trong nhà máy in tiền, liền sẽ chứng minh được chuyện in tiền. Bên này thượng úy bắt đầu thăm dò giáo sư. Quán cà phê này phải chuẩn bị mất 2 tháng. Tại sao không thể chính thức kinh doanh được? Giáo sư chỉ có thể nói do kiểm tra thị trường không tốt, khẩu vị của đồ ăn không phù hợp với thói quen của người bản địa, phải bắt đầu lại. Thượng úy lau tay đi vệ sinh, đi xem bố trí kiến trúc nơi này. Ông ấy phát hiện một nơi đáng nghi, nhìn thì là một phòng hộp, đang định lật tấm khăn lên xem. Giáo sư đột nhiên đến, ông ấy dừng lại động tác của mình, thuyên giảm không khí căng thẳng, sau đó làm ra dáng vẻ tò mò, nhẹ nhàng lật tấm khăn lên, là một trong những dụng cụ của kiến trúc. Giáo sư nói đây là sở thích của anh ấy, sau đó bày ra ý tiễn khách. Ông ấy chấp thời cơ lấy đi một đồ vật, chuẩn bị đến văn phòng điều tra. Giáo sư phát hiện có đồ vật bị lấy đi, nhận ra thượng úy đã nghi ngờ anh rồi. Trong nhà máy in tiền, mọi người đều đang làm việc, có người tỏ ra bất mãn với lực lượng cảnh sát, chỉ muốn nghĩ đến cứu con gái của đại sứ, căn bản không quan tâm đến sống chết của người khác. Đây cũng là vấn đề nan giải, tình hình bây giờ vô cùng tàn khốc, đại sứ đều chết lặng. Nếu như Annie gặp chuyện không may, sẽ tạm dừng quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Vấn đề này gây khó dễ đối với chính phủ Hàn Quốc, vì để bảo vệ Annie an toàn, chỉ có thể dây dưa với băng cướp. Nếu như càng kéo dài thời gian thì tiền in ra sẽ càng nhiều, chính phủ sẽ bị gắn mắc vô năng, trở thành một trò đùa dường như thế trận bàn cờ đã rơi vào ngõ cụt. Nhưng bất cứ việc gì sẽ không là tuyệt đối, chỉ cần suy nghĩ thêm nữa nhất định sẽ có nước đi. Trung tâm điều khiển, Jen chắn chắn lượng điện vô cùng lớn, liền báo lên cấp trên, nhưng cấp trên vẫn chưa có động tĩnh gì. Chỉ nói sẽ mở cuộc đàm phán, bảo họ đừng manh động mà hành động, thậm chí còn bảo bọn họ hủy bỏ việc theo dõi nhà máy in tiền. Lúc này bên ngoài bắt đầu nhốn nháo lên, chính phủ công khai thái độ, nếu như băng cướp thả con tin, có thể tránh được mọi trách nhiệm về pháp luật. Đây chính là nước đi xoay chuyển tình thế. Băng cướp trong lòng đều biết rõ chuyện mình làm là ngu ngốc, kiếm được nhiều tiền sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống.
bây giờ có thể an toàn không động lòng mới là giả. Giáo sư đột nhiên gọi điện đến, Rio cầm máy của thượng úy, bảo bọn họ phối hợp lại, đánh hơi vài hành động với thượng úy. Qua hồi lâu có người nhân lúc phòng làm việc không người, liền âm thầm lẻn vào. Màn hình điện thoại phản chiếu một chiếc mặt nạ, không biết là do người nào của băng cướp hành động. Nghị sĩ phụ trách vụ việc lần này rất nhanh liền bắt máy, thỏa thuận cùng với đối phương. Không lâu sau Annie trốn trong nhà vệ sinh nhận được một mảnh giấy. Tôi sẽ giúp cô thoát ra ngoài. 1 giờ chiều đến kho bạc, Annie mở cửa ra nhưng người đã đi mất rồi. Chuyện mà nghị sĩ đột nhiên nhúng tay vào, Jane cảm thấy có chút kỳ lạ. Sự việc dường như đã tách khỏi quỹ đạo của nó. Phía bên này nhận được hồi đáp, sản lượng của nhà máy in tiền này đều vô cùng ổn định. Số series in trên đấy dưới tình hình hiện tại, tiền mà bọn cướp in ra không thể tiêu. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là ở điều tiếp theo, vì để phục hồi lại quan hệ kinh tế giữa hai nước, định ra sẵn một điều khoản với nhà máy, số tiền lên đến 4M. Uvin lập tức đi tìm nghị sĩ, người chồng lúc trước sẽ không làm cô nản lòng. Thái độ ngậm mạn cùng với hành động cầu thả làm lộ thông tin, khiến cô hiểu ra một chuyện, băng cướp liên lạc với nghị sĩ hơn nữa đã đàm phán xong. Sau khi cứu Annie xong sẽ thực hiện biện pháp trấn áp bằng vũ lực, vô cùng tàn sát sẽ phải chịu báo ứng, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến con cháu. Cô khuyên nghị sĩ hãy dừng lại mọi hành động, nhưng ông ấy không nghe, kiên quyết thực hiện kế hoạch của bản thân. Cô lập tức gọi cho giáo sư, nhưng hai bên đang ở trong trạng thái đối đầu nhau, nhưng có vài vấn đề đồng thuận với nhau, ví dụ như không thể để có người chết. Cô nhắc nhở giáo sư trong băng cướp có người phản bội, không biết là ai nhưng biết được họ muốn gì. Giết Annie khiến bọn họ mất đi sự ủng hộ từ dư luận, thực hiện việc trấn áp bằng vũ lực. Đây là mối nguy hiểm quan ngại nhất từ trước đến nay. Annie tuyệt đối không thể chết, tuyệt đối không thể chết dưới tay bọn họ. Mọi người lập tức tìm kiếm. Cục trưởng nhìn bầu không khí căng thẳng này, đoán ra có liên quan đến Annie. Còn Annie bây giờ vẫn nghĩ rằng có người đến cứu cô. Rio kiểm tra camera, phát hiện 20 phút trước có người lấy bom đi. Sau đó camera trong kho bạc bị lỗi, Nairobi cầm súng chạy đến. Lúc này Annie mở cửa phòng kho bạc ra, bom đặt ngay trên đầu. Nairobi lập tức chạy đến nhưng Annie không có ở đó. Số đếm ngược trên bom kết thúc, Rio lập tức chạy đến. Bom nổ gây ra động tĩnh khiến các con tin hoảng loạn. Annie lúc này lại chủ động quay về. May thay lần này không có người bị thương, nhưng ảnh hưởng không thể xem nhẹ. Những hạt giống bắt đầu nảy mầm và lan tràn ra. Annie không sao, vì cho rằng có người không được phù hợp. Cô biết thân phận của mình đặc biệt, nếu như cô không ở đây thì cảnh sát sẽ không kiêng nể gì, sẽ cứu được mọi người ra. Điều này khiến cho các con tin đoàn kết trở lại. Bọn họ không đặt niềm tin vào cảnh sát nữa, cũng không gửi gắm niềm hy vọng của mình vào sự nhân từ của băng cướp. Chính mình phải làm chủ vận mệnh của bản thân. Nhưng bọn họ đều tay không như này, làm sao có thể làm chủ được? Annie nghĩ ra cách. Lúc cô chạy trốn đã phát hiện ra cảnh sát, biết được người có sức chiến đấu như này mà lại bị nhốt ở đây. Lúc đó giáo sư nói với Ujin, vấn đề đã được giải quyết rồi, Annie đã không còn nguy hiểm nữa. Lần này may nhờ vào sự nhắc nhở của Ujin. Giáo sư chân thành cảm ơn, nhưng điều cô cần không phải là lời cảm ơn, mà là sự báo đáp có qua có lại với nhau. Ví dụ như tiết lộ một vài thông tin trong nội bộ. Thái độ của giáo sư vô cùng kiên cố, không thể tiết lộ bất cứ điều gì. Ujin lại tiến công thêm nữa, cô biết giáo sư không ở trong đấy, mà đang trốn ở đâu đó lặng lẽ quan sát tình hình và chỉ huy. Cô chỉ nói một câu, kế hoạch của vụ cướp lần này mục đích rốt cuộc là gì? Câu trả lời của giáo sư là tiền. Trong tình huống không làm tổn hại đến người khác, chỉ có thể là kiếm tiền. Cuộc gọi kết thúc, Ujin muốn bắt đầu theo dõi lại, dựa theo phương án của bản thân mà hành động, không làm theo mệnh lệnh của cấp trên nữa. Cấp trên căn bản không quan tâm đến sinh mạng của người dân, xảy ra chuyện gì thì đều do người cấp dưới chịu trách nhiệm. Bây giờ mỗi phút bỏ lỡ, nhà máy sẽ càng in thêm được nhiều tiền hơn. Cô muốn thực hiện hai điều, ngăn cản băng cướp cứu các con tin an toàn ra ngoài. Việc thứ tương đối khó thực hiện nhưng ngừng việc in tiền thì vô cùng đơn giản, trực tiếp cắt đứt nguồn điện. Nhưng nó sẽ không đơn giản như cô nói, nhà máy in tiền là nơi trọng điểm, muốn ngắt điện phải thông qua phê duyệt. Cô nói gì thì làm nấy chứ không nghĩ đến quá trình. Nếu như mà nghị sĩ và giáo sư biết được, sẽ làm mất đi cơ hội này. Lúc này có người kết nối được với máy nghe lén, điện thoại của các con tin đã kết nối với bên ngoài rồi, không phải là lời thoại mà là một mẩu tin nhắn. Thiết bị nghe lén hiển thị nghị sĩ muốn liên lạc với băng cướp để xác nhận. Hồi đáp lại tôi sẽ xác nhận lại phương hướng của lực lượng cảnh sát. Người gửi tin nhắn là thượng úy. Đây là mưu kế của giáo sư hạ thủ trước khi thượng úy phơi trần thân phận của ông ấy, liền biến thượng úy thành kẻ phản bội. Đoạn tin nhắn là do Rio ngụy tạo cuộc đối thoại cũng bị chặn lại. Thượng úy lúc này đang đợi kết quả xét nghiệm, cảnh sát liền đến bắt anh, nói anh đã tiết lộ thông tin cho băng cướp. Anh vào trong phòng xét nghiệm và khóa cửa lại, cầm kết quả xét nghiệm xong lập tức chạy trốn. Lúc này Becklin nghi ngờ Rio là kẻ phản bội. Rio nói mình bị oan, nhưng giải thích như nào thì Becklin cũng không tin. Giáo sư vội vàng tham gia vào, chắc chắn có kẻ phản bội nhưng không thể nghi ngờ nhau được. Sự tin tưởng giữa hai người bị lung lay, cục diện hoàn toàn mất kiểm soát. Chuyện nội bộ của nhà máy sẽ do Nairobi chịu trách nhiệm. Giáo sư phải đi giải quyết phiền phức của thượng úy. Bên này thượng úy biết được thân phận của giáo sư, liền nói chuyện này cho người khác. Sau đó hẹn gặp mặt rồi nói chuyện. Ujin không liên lạc được với thượng úy. Nghe thấy người chạy đến tình thế rơi vào hỗn loạn. Ngày hôm qua vẫn còn nói người đáng nghi là giáo sư, làm sao hôm nay lại trở thành kẻ phản bội được? Cô đột nhiên nhớ đến một chuyện. Lúc thượng úy nhắc đến giáo sư, còn hỏi cô về người bạn trai mới, cô lập tức đi xác nhận chuyện này. Bên khác thượng úy đi đến nhà Ujin, còn chưa vào trong giáo sư liền xuất hiện. Tuy giáo sư không đánh lại được ông ấy, nhưng giáo sư có thuốc gây mê. Lúc đưa người lên xe, bị mẹ của Ujin nhìn thấy, giáo sư bất giác ngơ người.
giết hay không giết. Mẹ Ujin gọi điện cho cô ấy. Giáo sư âm thầm tiếp cận từ sau, lúc thời khắc mấu chốt, bệnh mất trí nhớ tạm thời của bà đột nhiên phát tác, không biết mình gọi điện thoại làm gì. Giáo sư thở hắt ra, cuối cùng quyết định không giết bà. Ông ấy đang cố gắng đổi lấy chiếc xe khác, hóa ra xe đã bị hai người khác lái đi rồi. Lúc này Denver bắt đầu thảo luận về kẻ phản bội. Nairobi bận quản lý, Helsinki và Oslo đều mập mạp, bận bị quan sát các con tin không thể làm kẻ phản bội được, loại trừ cha con hai người họ ra, người còn lại không nhiều. Bên này Annie tham gia vào đội làm cơm, để lại một mảnh giấy ở trong phần ăn của cảnh vệ. Một màn nổi loạn bắt đầu xảy ra, cục trưởng đau bụng, đi vệ sinh dưới sự giám sát của Denver, lấy vật dụng giấu trong người mình ra, mờ thầm để nó trong bồn nước. Tiếp đến là viên cảnh vệ đi vệ sinh, lấy dụng cụ từ trong bồn nước ra, nhận thấy tình hình hỗn loạn của nhà máy in tiền. Giáo sư bị Ujin quanh quẩn bên người không buông, anh nhận thấy thái độ của cô không đúng, còn chưa rõ tình hình. Ujin liền chĩa súng vào anh, không đợi anh trả lời, liền ép giáo sư tiến lên phía trước cơ sở của bí mật. May thay anh đã có sự chuẩn bị từ trước, bỏ đồ ở bên trong đi. Ujin hạ súng xuống chân thành xin lỗi. Thượng úy vì làm lộ thông tin mật đã bị bắt đi rồi, anh ấy người tin cậy nhất, lần nói chuyện cuối cùng có nhắc đến giáo sư, vì thế cô mới đến để xác nhận. Nhưng giáo sư không nhận lời xin lỗi này, còn muốn thẳng thừng kết thúc mối quan hệ này. Đây không phải là một hành động tùy ý, trước khi về đây giáo sư đã có cách rồi. Hóa ra giáo sư chỉ lợi dụng Ujin. Nhưng giáo sư càng ngày càng lún sâu, biến Ujin trở thành điểm yếu của bản thân. Nếu như mối quan hệ này tiếp tục, cái giá phải trả vô cùng đắt, vì thế phải kết thúc ngay. Bên này Rio bắt đầu làm loạn lên, Berlin luôn cho rằng anh là kẻ phản bội, anh giải thích như nào cũng không nghe. Berlin cũng không phải là nghi ngờ vô căn cứ, một là Rio có người nhà, có thể sẽ vì người nhà mà thỏa hiệp, không giống như những người khác đều là những kẻ liều lĩnh và không có chút vướng víu nào. Hai là Rio phụ trách việc theo dõi, như thế rất dễ động thủ. Berlin chĩa súng vào Rio, Tokyo lập tức hành động, để Rio bình tĩnh lại không nên động thủ. Lúc này Oslo đi đưa nước cho viên cảnh vệ đang cầm vũ khí trên tay. Giáo sư vừa mới sắp xếp lại xong, liền phát hiện tình hình không đúng, lập tức gọi điện đến. Nhưng Tokyo bên này đang đối đầu với Berlin, không thể đi nhận cuộc gọi quan trọng này được. Ujin lúc này chớp thời cơ, trong thời khắc ngắt điện, cuộc phản công của các con tin bắt đầu. Việc này nằm ngoài dự đoán của bọn họ, giáo sư mất sự kiểm soát và điều khiển của nhà máy, Oslo thiệt mạng, cục trưởng cũng vô cùng hoảng loạn vì điện bị ngắt không nằm trong kế hoạch. Lúc này mới biết, cục trưởng ở đằng sau làm tất cả chuyện này. Bây giờ không phải là lúc để giải quyết mâu thuẫn nội bộ, Tokyo bảo mọi người nên điều khiển lại cục diện. Người trong đội lúc này đến chỗ con tin, đem theo mọi người chạy trốn. Helsinki đến kiểm tra tình hình, kết quả bị nhân viên đánh ngất đi, những người khác vội chạy đến. Tokyo bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ, Rio đến phòng làm việc, còn cô đi mở nguồn điện lên. Berlin cùng với Nairobi đến quản lý các con tin, Denver cùng với Moscow và hai người nữa tụ họp lại. Lúc này Helsinki dãy giụa bóp cò, tiếng súng thu hút sự chú ý của mọi người. Bốn người nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra tiếng súng, Tokyo mở nguồn điện lên, Helsinki nằm dưới đất dường như chết rồi. Giáo sư vừa nhìn thấy nguồn điện phục hồi lại, liền lập tức gọi điện. Rio trong phòng làm việc nhận điện thoại. Giáo sư cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn hướng chạy thoát của đám con tin, nhận ra bọn họ sẽ chạy từ kho dỡ hàng. Rio nhanh chóng nói tin này với mọi người. Nhân viên có chút nham hiểm, không chạy cùng với người cùng đội mà đơn phương hành động. Lúc này đám con tin dừng lại ở kho dỡ hàng, cửa lắp đầy bom không đi được. Trong lúc mọi người đang không biết làm gì, có người lấy xe đẩy hàng tiến đến cửa. Thời khắc quan trọng Denver liền xuất hiện, bảo mọi người bình tĩnh đã, nếu như còn làm nữa thì sẽ chết. Những người khác nhanh chóng đến, bọn họ dường như đã làm chủ được cục diện. Rio báo cáo với giáo sư. Vừa mới ngắt điện thoại giáo sư nhíu mày lại gọi qua, không đợi đến khi Rio bắt máy nhân viên Lý liền đi vào trong. Chuyên môn của Rio là kỹ thuật chứ không phải đánh nhau. Nhân viên Lý quật anh xuống đất, lập tức kết nối với trung tâm điều khiển. Nó sẽ đưa các con tin ra ngoài, bảo Ujin phái người đến viện trợ. Lực lượng cảnh sát lập tức xuất phát. Nhân viên Lý nhìn camera trước mắt, nhận ra giáo sư đang giám sát nhất cử nhất động nơi đây. Sau đó nổ tràng súng phá hủy tất cả. Những phát súng này nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Berlin cầm thuốc, bên này Berlin mới kiểm soát lại được đám người, cửa liền bị phá ra. Bởi vì tính mạng của các con tin, lực lượng cảnh sát không dám nổ súng lung tung. Berlin điên cuồng phản công, nhưng cái khiên vô cùng chắn chắn căn bản phản công không được. Nhìn thấy đối phương ngày càng lui vào sâu bên trong, Tokyo bắt đầu xả súng điên cuồng, dùng súng trọng liên áp chế tình hình. Sức công phá này quá lớn khiến chắn liền không vững, lực lượng cảnh sát bị ép lùi lại. Berlin cùng Denver nhanh chóng đẩy thùng hàng, Moscow cũng đến giúp. Nhân viên Lý nhân lúc tình thế hỗn loạn hướng dẫn mọi người. Ujin phối hợp ở bên ngoài cho đệm khí ở tầng dưới. Cảnh sát bị ép lùi lại, lỗ trống được lấp lại, nhưng không thấy đám con tin đâu. Rio lập tức đến thông báo, 8 con tin sẽ nhảy xuống từ mái nhà. Bọn họ lập tức lên đuổi theo, những người chạy chậm đều bị cản lại. Cục trưởng ban đầu nắm được cô, nhưng lúc sau thể lực không đủ nên đã lựa chọn từ bỏ. Đã có một đám con tin thành công lên trên tầng thượng, đệm khí ở bên dưới đang bông dần. Denver tóm được Stock lõm nhưng không bắt cô lại, mà bảo cô nhanh chạy đi. Tokyo chạy lên tầng, nhưng cửa tầng thượng đã bị khóa lại. Nhân viên Lý đang chỉ huy hướng dẫn mọi người cho phụ nữ đi trước, nhưng cục trưởng không quan tâm nam nữ già hay trẻ. Chuẩn bị hết mọi thứ rồi nhưng sợi dây lại bị kẹt lại, lơ lửng giữa không trung, những người khác vô cùng hoảng loạn. Nếu ông không xuống được thì người khác cũng thế. Nhìn thấy đệm khí đã bơm xong rồi liền nhảy xuống, nhìn từng người một nhảy xuống. Lúc này Berlin cũng đã lên trên,
một đòn bắn liền phá khóa cửa. Nhìn thấy Annie muốn nhảy xuống, bọn họ tức tốc chạy đến, một tay cầm dây, một tay bắt lấy Annie. Tokyo cũng giúp một tay, Stock lõm đứng bên cạnh cũng đến giúp. Sau 6 ngày cuối cùng, đám con tin cũng thoát được. Cảnh sát ăn mừng trong chiến thắng. Ujin cảnh báo băng cướp, ngoại trừ đầu hàng thì sẽ không còn con đường nào khác. Giáo sư vẫn rất bình tĩnh, chỉ cần Annie không trốn được, bọn họ vẫn còn cơ hội. Lúc này Moscow hàn cửa, Denver đột nhiên kích động chạy đến. Oslo chết rồi, điều này sẽ đả kích rất lớn đến chúng ta. Người đau lòng nhất là Helsinki, bọn họ an táng cho anh. Quyết định lúc đi ra ngoài sẽ mang theo, tìm một nơi tốt để chôn cất. Tokyo không chút giận lên đám con tin, mà chỉ cảnh báo mọi người hãy cẩn thận. Nếu xảy ra lần nữa sẽ không thể bảo đảm được sự an toàn của mọi người. Do lượng người ít dần, công việc phải được phân định lại. Nhưng chỉ có cục trưởng sợ chết nghe, những người còn lại bất động. Berlin tiến lên phía trước đe dọa, nhưng không ngờ điều này càng tăng thêm tính đoàn kết. Với tình hình này không thể có được biện pháp mạnh hơn, sẽ phản lại tác dụng, chỉ có thể để đám con tin sang một bên, quay về thương lượng đàm phán. Giáo sư không dạy bọn họ cách để đối mặt với tình huống này, hơn nữa bây giờ còn không liên lạc được, chỉ có thể dựa vào bản thân. Berlin tức giận làm vỡ bình thuốc, tay không kiềm được run lên không ngừng. Ý kiến của Tokyo, trước tiên hãy phục hồi lại công việc, yên tiền trở lại. Berlin lại đề nghị nên tìm ra kẻ phản bội trước. Nhìn anh ta có vẻ đã mất đi lý trí rồi. Mâu thuẫn nội bộ ngày càng sâu sắc. Nhưng không qua lâu, Nairobi có chút chột dạ. Hóa ra kẻ phản bội chính là cô. Chuyện có thể làm lay động cô chính là máu mủ ruột thịt. Nếu như cô không làm theo lời nghị sĩ sẽ đưa con cô đến nơi tồi tàn nghèo khổ nhất, cô cả đời sẽ không tìm thấy. Bên này giáo sư đến một nơi, thượng úy bị nhốt ở đây. Giáo sư nói tình hình với đồng nghiệp, bảo cô theo dõi Ujin. Ujin có được đột phá, theo lời miêu tả của con tin thoát ra ngoài, phác họa được dáng vẻ của từng tên cướp, thậm chí còn nắm bắt được thông tin quan trọng. Trong băng cướp có người bị bệnh co giật, đây là bệnh nan y không thể chữa được, chỉ có thể dùng thuốc chữa trị. Bên Tokyo bọn họ cũng phát hiện được điều này. Tuy Ujin không biết đấy là ai, nhưng hiểu được một chuyện, dù băng cướp kiếm được nhiều tiền cũng không có mạng mà tiêu. Vậy mục đích rốt cuộc là gì? Giống như điềm báo thứ tư, trước đây Ujin không biết, nói không chừng muốn ngăn cản cuộc đàm phán kinh tế, căn bản không muốn cướp bóc. Lúc này có tin tức đến, năm ấy Berlin chính là đồn trưởng của trạm thu nhận, là đại biểu của cuộc đàm phán kinh tế lần này, dự kiến sẽ diễn ra vào hôm nay. Ujin bắt đầu nghi ngờ, lần cướp bóc này có mục đích liên quan đến chính trị. Cô phái người đi điều tra nguồn gốc của thuốc, xem có thể tìm ra được đột phá mới không. Berlin rất mạnh, không có thuốc có thể chịu đựng được. Nếu như mọi người đã biết bệnh tình của anh ấy, như vậy lần sau không cần che giấu nữa. Tokyo bắt đầu nghi ngờ mục đích anh ấy tham gia kế hoạch, không chịu chữa trị bệnh muốn nhiều tiền để làm gì. Đây là bí mật của anh ấy không thể nói ra, cũng giống như Tokyo vì tiền mà đến đây. Nhưng anh có thể bảo đảm, để hoàn thành kế hoạch có thể đánh đổi mạng sống này. Điều này cô cũng có thể làm được. Tokyo vẫn luôn là người trung thành nhất của giáo sư, mọi thứ đều nghe giáo sư dặn dò. Nhưng lúc xảy ra tình hình này, lại không thể liên lạc được với giáo sư, khiến cô cảm thấy không thể dựa dẫm vào giáo sư được nữa rồi, bây giờ phải dựa vào bản thân. Berlin lấy trộm một con dao, nhân cơ hội cưỡng ép Tokyo. Ông nghi ngờ cô chính là kẻ phản bội. Rio khuyên anh ấy nên bình tĩnh lại. Moscow nghe thấy động tĩnh liền đến, hai bên mỗi người một câu, nhưng anh tin Berlin. Lúc vào đây anh đã nói với giáo sư rồi, chỉ nghe giáo sư, đặc biệt là Berlin. Trong phút chốc Rio bị đánh ngất. Cùng lúc mẹ Ujin nhớ lại việc hôm đấy, lúc mà gọi điện thoại không biết nói gì, nhưng nhớ nó có liên quan đến giáo sư. Ujin không suy đoán nhiều, không nhớ thì thôi, vậy dù sao cũng đã chia tay rồi. Vừa ra khỏi cửa liền nhận được tin, xuất xứ của thuốc tìm ra rồi. Khoảng thời gian trước có người đặt mua một lô hàng lớn. Theo quan sát, chiếc xe biến mất ở gần một ngọn núi. Ở đây chỉ có một làng du lịch bị bỏ hoang. Ujin nghĩ giáo sư nhất định trốn ở đây, chuẩn bị đi xem. Đồng nghiệp lúc này cũng đang theo dõi cô. Theo phương hướng của cô không phải là đến nhà máy, lập tức thông báo cho giáo sư. Trên xe cô có định vị, giáo sư đi theo, thấy cô đem người đến làng du lịch. Cô đến nơi rồi, nơi này có đồ vật mà giáo sư để lại. Bên khác Tokyo cùng với Rio bị trói người lại. Moscow gọi những người khác đến. Berlin chỉ đích danh kẻ phản bội trong hai người. Tokyo điên cuồng lắc đầu với Rio, nhưng Rio muốn bảo vệ cô, hét to bản thân là kẻ phản bội. Berlin mở cửa ra, tổ điều tra giữ người không biết tình huống này là gì. Bây giờ Berlin muốn tiễn Rio đi. Denver cùng với Moscow tiến lên cầu xin. Dựa vào tính cách nhát gan của Rio, làm sao có thể phản bội được chứ? Chỉ có thể cứu Tokyo mà thôi. Berlin lập tức quay người lại chỉ tay, nhân lúc mọi người không đề phòng đẩy Tokyo ra ngoài. Viên cảnh sát đứng bên cạnh lập tức đi lên. Cảnh tượng hỗn loạn này khiến mọi người bất ngờ, còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Cửa lần nữa mở ra, Berlin đẩy Annie ra ngoài, bảo cảnh sát đưa sở trưởng của trạm thu nhận mà hay hành hạ người khác. Nếu như không làm được thì đợi nhận lấy thi thể của Annie đi. Nhà máy hoàn toàn mất kiểm soát, đang phát triển theo một phương hướng khác. Nếu như Berlin tiếp tục phát điên lên, kế hoạch của giáo sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng Berlin thật sự phát điên sao? Thật ra không phải anh với giáo sư là anh em với nhau. Toàn bộ kế hoạch đều do người cha sắp đặt, chính là muốn hoàn thành nguyện vọng của cha mình. Anh dù có đánh đổi bằng mạng sống cũng sẽ hoàn thành kế hoạch này. Lúc này, Ujin phát hiện ra tài liệu ở khu căn cứ bí mật, gần như là để ngăn chặn các cuộc đàm phán kinh tế hay còn gọi là hội nghị thượng đỉnh. Giống như những gì mà cô nghĩ, mục đích của giáo sư không phải vì tiền. Nhưng cô cảm thấy sự việc có chút khúc mắc. Lúc này giáo sư nhấn ngòi nổ trong tay mình. Tiếng đếm ngược vang lên, cảnh sát cũng phát hiện ra bom, lập tức rời khỏi hiện trường.
Đúng lúc bom nổ, cảnh sát đã an toàn thoát ra ngoài. Đồng nghiệp nói tình hình hiện tại của nhà máy cho giáo sư, cho rằng não của Beckley ngập nước rồi, mới yêu cầu gặp mặt sở trưởng. Nếu vậy bọn họ sẽ làm sao? Giáo sư khuyên đồng nghiệp bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, anh chuẩn bị đi gặp đồng nghiệp. Nhưng trước đấy nhờ cô giúp anh một việc. Gujin trở về trung tâm điều khiển. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu được mục đích của băng cướp. Bọn họ cố cướp và uy hiếp con tin in tiền để thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng mục đích thật sự đó chính là ngăn cản hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Gujin cho rằng việc này có khúc mắc gì đó. Nếu như giáo sư muốn hủy manh mối, sớm đã bắt đầu rồi. Cứ phải đợi đến lúc bọn họ phát hiện ra mới hủy chứ. Có lẽ giáo sư cố tình để lại manh mối cho chúng ta thấy. Còn nữa, tên Becklin rất kỳ lạ. Vô duyên vô cớ lại đẩy người cùng bè với mình đi rồi còn muốn gặp sở trưởng. Hơn nữa nó còn trùng với thời gian mà giáo sư mất tích. Điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ về mục đích thật sự của đối phương. Nhưng cấp trên lại nghĩ ngược lại, băng cướp của nhà máy in tiền không liên quan gì đến giáo sư. Lo lắng rồi đây. Vì thế mới xuất hiện lục đục nội bộ. Tất cả đều là suy đoán của hai người. Bây giờ Tokyo đang ở trong tay bọn họ. Tìm cô xác nhận một vài điều là được. Uji lấy tấm ảnh hiện trường ra, nói bản thân đã biết mục đích của giáo sư rồi. Bọn họ ép nhà máy in tiền, sự thật không phải vì tiền, mà còn có mục đích chính trị khác. Tokyo nghe xong liền cười lên. Vấn đề liên quan đến chính trị gì chứ cô không biết. Chỉ biết nếu theo giáo sư sẽ phát tài. Mục đích chỉ là vì tiền mà thôi. Còn về việc tại sao lại đuổi cô? Bởi vì Becklin nghi cô là gián điệp. Vì để xác nhận lời nói của Tokyo có xác thực hay không, Uji mang máy phát hiện nói dối lên. Sau đó hỏi lại cô nguyên nhân bị đuổi. Vừa mới bắt đầu vẫn còn ổn định, nhưng vừa nhắc đến giáo sư máy phát hiện nói dối xảy ra biến động, Jen đoán rằng Tokyo đã đến gặp giáo sư. Tokyo không hề phủ nhận, nói rằng giáo sư cũng chỉ là người phàm thôi, có hai mắt, một mũi, một miệng, không có gì hơn người cả. Nhìn thấy sự miễn cưỡng hợp tác của Tokyo, Jen bỗng nhiên lên tiếng, cô thật sự là bị đuổi đi sao? Lời vừa được thốt ra, máy phát hiện nói dối xuất hiện biến động. Tokyo quẫn trí, bật dậy làm rung bàn, nói rằng cô ta cũng là một nạn nhân. Cảnh sát cạnh bên khống chế Tokyo. Tokyo tiếp tục hét lên. Sếp thấy vậy, trực tiếp áp giải Tokyo đi. Tokyo ngồi trong xe cảnh sát nhớ lại những gì đã xảy ra tại văn phòng in tiền. Khi Becklin chuẩn bị đẩy cô ra ngoài, Nairobi đột nhiên đứng ra ngăn cản, khai nhận rằng cô ấy mới là kẻ phản bội, tất cả đều do cô ấy làm. Khi cô ấy bị tống vào tù, ở ngoài vẫn còn đứa con trai sơ sinh bị bỏ mặc, được gửi đến trại trẻ mồ côi. Đứa trẻ bằng cách nào đó rơi vào tay nghị viện dùng đứa con trai để uy hiếp cô. Cô không còn cách nào khác. Lời vừa được thốt ra, Tokyo bật dậy khỏi chiếc giường. Hóa ra tất cả những điều này đều là kế hoạch của Nairobi và Becklin để vạch trần kẻ phản bội. Trên thực tế, kế hoạch của hai người còn quy mô hơn này nhiều. Họ đã chuẩn bị để đá Tokyo ra khỏi văn phòng in tiền, cố tình tạo ra mâu thuẫn nội bộ để Tokyo bị cảnh sát bắt giữ. Tin rằng sau khi giáo sư nhận được tin nhắn, sẽ bất chấp tất cả mà giải cứu Tokyo. Do đó, Tokyo có thể truyền báo cho giáo sư chuyện đang xảy ra trong phòng in. Từ đó giáo sư có thể đưa ra phương án ứng phó, bao gồm cả vấn đề về đứa con trai của Nairobi. Rio lo lắng cho sự an nguy của Tokyo, không đồng tình với sáng kiến này. Đừng nên làm như vậy, họ sẽ không thể liên lạc được với giáo sư. Nếu không liên lạc được với giáo sư, văn phòng in tiền giả sớm muộn cũng bị công an tóm gọn. Thực ra từ ban đầu, Becklin đã biết Rio không phải kẻ phản bội, nhưng đã giấu không cho những người khác biết, cũng như để phanh trần kẻ phản bội. Anh ta đã phải làm như vậy. Xe hộ tống có thời gian 10 phút để đến nơi. Lúc này, một chiếc xe đi từ đâu xuất hiện trên đường, chắn đường xe cảnh sát, chẳng đợi phía bên kia xuống xe. Đã có thêm hai chiếc xe máy xuất hiện từ đằng sau, xịt sơn đen lên cửa xe đội đặc nhiệm, sau đó đặt một quả bom trên xe. SWAT ngay lập tức kêu gọi hỗ trợ từ trụ sở chính, nhưng mấy tên kia đã chuẩn bị thiết bị gây nhiễu sóng, khiến trụ sở chính không thể nghe rõ họ nói. Thấy quả bom sắp nổ, SWAT không thể ngồi chờ chết, lập tức nhảy ra khỏi xe, nằm xuống mặt đất. Ai ngờ quả bom không hề nổ, đội đặc nhiệm đã tự sa vào bẫy. Đồng thời ngay lúc này, trung tâm chỉ huy nhận được một cuộc gọi từ phía cảnh sát. Xe hộ tống vẫn chưa đến và hiện không liên lạc được. Jen đoán rằng chiếc xe chắc chắn đã bị tấn công, chứng tỏ rằng ở ngoài kia không chỉ có một mình giáo sư, nhất định vẫn có người trợ giúp mới có thể chặn được xe hộ tống. Jen đoán không sai, là đồng bọn của giáo sư đã hành động giải cứu Tokyo. Người kia làm một quả giới thiệu ngắn gọn, mật danh Seoul, thuộc hạ của Becklin. Phía bên kia, các nghị sĩ đã đến trung tâm chỉ huy. Ông miêu tả vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố chống chính phủ. Vì vậy từ giờ trở đi, việc chống lực lượng này nằm dưới sự quản lý của quân đội. Ngoại trừ sếp, các thành viên đều đồng ý với quyết định này. Tất nhiên bao gồm cả Jen và các nghị viên đi cùng nghị sĩ, cũng như là những người mà Becklin muốn gặp mặt. Nghị sĩ dự định dùng nghị viên làm mồi nhử thu hút sự chú ý của Becklin. Sau đó đội phòng chống khủng bố tấn công nhanh chóng. Jen nghe vậy liền không đồng ý. Điều này sẽ khiến con tin gặp nguy hiểm. Con tin có nguy hiểm hay như thế nào đâu có liên quan đến nghị sĩ. Bây giờ nghị sĩ không muốn gặp Jen. Sếp thấy vậy, lập tức kéo Jen đi, bảo cô ấy về nhà nghỉ ngơi, không cần động tay vào vụ án. Cấp dưới đến báo cáo, chiếc xe hộ tống thật sự đã bị tấn công. Jen lúc này mới hiểu, tên kia cố tình xua đuổi đồng bọn. Nhưng có điều cô ấy không hiểu là, mấy tên cướp kia tại sao lại muốn làm điều này? Lẽ nào là để liên lạc với giáo sư?
hay là ở văn phòng in tiền giả đã xảy ra chuyện không thể giải quyết. Điều này dường như cấp dưới biết, mấy tên cướp kia đã bị các nghị sĩ thuyết phục giết An, nên chúng đã đạt được tình tiết giảm án. Làm thế nào để chúng có thể đồng ý giết người, trừ khi nghị sĩ bắt được điểm yếu của chúng. Lần này nghị sĩ đến có lẽ là vì giải quyết việc này. Ở phía bên kia, Tokyo liên lạc với giáo sư. Theo manh mối do Tokyo cung cấp, giáo sư đã tìm thấy có một căn biệt thự được mua dưới tên của nghị sĩ. Bởi vì là ở một nơi kín đáo nên rất thích hợp để làm mật thất. Nếu các nghị sĩ giấu con trai của Nairobi, rất có thể là ở trong này. Cũng ngay lúc này, nghị sĩ và đội phòng chống khủng bố đã sẵn sàng, đợi đến 8 giờ đàm phán cùng Berlin. Chỉ còn cách giờ đàm phán là 30 phút, cấp dưới của Jane điều tra ra. Khi đàm phán tuyên truyền, người ở giữa đám đông được nghị sĩ gọi đến. Ngoại trừ các thành viên của gia đình con tin, còn có gia đình của mấy tên cướp. Trong số đó có con trai của Nairobi, nghị sĩ gọi đứa trẻ lên lúc tuyên truyền, vẫn chưa được gửi lại trại trẻ mồ côi. Nếu đứa trẻ thật sự bị nghị sĩ bắt đi, Jane đã biết nơi đấy ở đâu. Si cho cùng đã chung sống cùng với nghị sĩ nhiều năm, còn 10 phút nữa là đến giờ đàm phán. Tokyo và Seoul đã đến nơi trước, thông qua quan sát, xác nhận rằng đứa trẻ đang ở trong căn biệt thự xong. Ngay lập tức một vài người đã bắt đầu hành động, họ tuân theo nguyên tắc của giáo sư là không sát hại người. Thay toàn bộ đạn trong súng thành đạn cao su, bật máy camera đeo trước ngực, đeo mặt nạ lên, đột nhập vào biệt thự, đánh ngất đám vệ sĩ ở tầng 1. Lúc này đã đến giờ đàm phán, sở trưởng và Berlin đã đến như đã hẹn. Có rất nhiều phóng viên có mặt tại hiện trường. Phát trực tiếp cuộc đàm phán này, Berlin tức giận cáo buộc sở trưởng, bắt anh ta giải thích những việc đã làm ở trạm thu nhận. Sở trưởng nói ra lý do của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng giao phó. Đối với sự tra khảo của Berlin như bỏ đói và giết người, ông thừa nhận những điều mình đã làm, nhưng ông cũng đã phải trả giá cho những việc mình đã làm. Ban đầu con gái ông làm việc ở phòng y tế của trạm thu nhận, Berlin đã hiếp dâm cô gái, rồi sau đó thiêu sống con gái ông. Lời của sở trưởng vừa dứt, mấy tên cướp mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đồng thời lúc này dư luận cũng bắt đầu ủng hộ phía cảnh sát. Nghị sĩ rất hài lòng với cách làm của sở trưởng. Cho dù điều ấy khiến Berlin nổi nóng và nguy hại đến con tin, nghị sĩ cũng không hề bận tâm, thậm chí còn cảm thấy rằng việc hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Ngay khi nghị sĩ đang tự mãn, tình thế bất ngờ đảo ngược, có ai đó đã phát trực tiếp một cuộc ẩu đả, lượng người xem ngày càng tăng. Xem rõ hơn, đó là những tên cướp từ văn phòng in tiền giả. Người xem đang bình luận lý do mà những tên cướp lại muốn một cuộc chiến trực tiếp. Cùng với sự di chuyển của máy quay, một cậu bé xuất hiện trên ống kính. Người xem đồn đoán có thể là cậu bé bị bắt cóc. Đồng thời lúc này, Jane đã đến bên ngoài căn biệt thự, nhìn thấy bảo vệ nằm la liệt trên mặt đất, lập tức gọi cấp dưới đem người đến hỗ trợ. Vừa cúp máy, liền gặp đám người Tokyo đang trốn thoát. Hai bên giương súng đối đầu nhau. Jane biết rằng Tokyo đến đây để giải cứu đứa bé, đem theo đứa trẻ đi thì nó có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tokyo cũng nghĩ như vậy, vậy nên dỗ dành thằng bé rằng Jane là cảnh sát, sẽ bảo vệ cậu bé khỏi mấy tên chú bắt cóc xấu xa kia. Nói rồi bỏ bàn tay đứa bé đang nắm chặt chân cô ra, bảo cậu bé sang phía của Jane. Thấy đứa trẻ đến nơi an toàn, Tokyo lên xe rồi rời đi. Ở phía bên này, sở trưởng vẫn đang khóc lóc kể khổ. Lúc đó điều kiện ở trạm thu nhận vẫn còn hạn chế, phạm nhân chết đói là chuyện bình thường, ông cũng không có cách nào khác, và lại ông cũng đã trả hết những nợ nần bản thân đã gây ra. Mặc dù đứa con gái đã mất là con gái riêng, nhưng đối với ông mà nói, con gái riêng còn quý giá hơn mạng sống của bản thân. Uy hiếp đồng đội giết Annie, cậu bé vừa được giải cứu là đứa con trai duy nhất của đồng đội họ. Ai đó đang sử dụng đứa bé làm con tin, đe dọa đồng đội giết Annie. Hiện tại đứa trẻ đã được họ giải cứu, an toàn giao cho cảnh sát. Tất cả những gì sở trưởng đang nói đều là nói dối. Làm sao cô ấy biết? Bởi vì cô ấy chính là đứa con gái riêng còn quý giá hơn cả mạng sống của ông. Từ khi còn nhỏ, cô đã liên tục bị sở trưởng cưỡng hiếp và để luôn giữ cô ở bên cạnh. Ông đã sắp xếp cho cô làm việc trong bệnh xá tị nạn. Sở trưởng chỉ vì niềm khoái lạc của mình đã tra tấn, giở trò khốn nạn, thậm chí là giết phạm nhân. Ngoại trừ Berlin, không có ai dám đứng lên chống trả. Việc cô đem lòng yêu Berlin bị sở trưởng phát hiện, vậy nên sở trưởng đã lên kế hoạch giết họ. Để cứu cô ấy, Berlin đã phát động bạo loạn. Loại người như này lại đến hội nghị thượng đỉnh với tư cách là một nhà tuyên truyền hòa bình. Thật nực cười khi sở trưởng được mời đến đấy, hay là nghị sĩ, ứng cử viên tổng thống. Sở trưởng dùng con trai uy hiếp Nairobi, rồi sai khiến cô sát hại Annie. Loại người như vậy mà còn có thể ứng cử tổng thống được ư? Nào là hợp tác kinh tế, thống nhất hòa bình, gì là vì cuộc sống hạnh phúc của người dân hai miền Nam Bắc, tất cả đều là giả dối. Hội nghị thượng đỉnh lần này chẳng qua là tấm màn che để họ làm giàu cho túi tiền của mình mà thôi. Tiền rốt cuộc là gì? Cũng là một tờ giấy. Nó là thứ có thể được in tại cục in theo ý muốn. Nếu mà quyết định in bao nhiêu tiền, thì những người lợi dụng những đồng tiền này là các nghị sĩ, băng đảng cướp sẽ dừng lại. Bởi vì ngôi nhà làm giấy này, ban đầu là những thứ thuộc về người dân, chứ không phải là thuộc về một ai đó. Lời vừa được nói xong, dư luận xoay chuyển trong tích tắc. Mọi người bắt đầu nghi ngờ mục đích của hội nghị thượng đỉnh. Trận chiến này, băng cướp đã hoàn toàn chiến thắng. Berlin vừa vào trong cục in tiền, liền ngã gục xuống vì kiệt sức. Đối với Berlin còn lại bao nhiêu thời gian, Seoul cũng không biết. Annie tâm trạng suy sút, Nairobi bảo cô đừng quá sợ hãi. Tất cả điều này đã được Berlin lên kế hoạch. Về lý do tại sao lại liên quan đến Annie, sau này Annie sẽ rõ. Nhưng mà cô bảo đảm, bất luận việc gì xảy ra sẽ không làm tổn thương Annie. Quả bom ấy chính là do cô đặt, nhưng cô cũng đành phải lực bất tòng tâm. Bởi vì nghị sĩ đã dùng con trai để đe dọa cô. Annie căn bản không tin những lời Nairobi nói.
nhưng sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô vẫn lựa chọn tin tưởng Nairobi. Phía bên này, Jen gửi đứa trẻ về trại trẻ mồ côi, rồi cử cảnh sát giám sát xung quanh. Tokyo trốn thoát, giáo sư thì mất tích. Jen chỉ có thể tuân theo sự sắp xếp của cấp trên, đi về nhà ngủ. Đồng thời lúc này, Becklin và Leo đang trải lòng. Đối với những gì mọi người nói về Becklin, Leo không hề quan tâm, cũng không quan tâm mục đích Becklin và cục in tiền. Anh chỉ muốn tiền rồi bảo Becklin đừng để liên lụy tới họ, cũng đừng phá hỏng kế hoạch của giáo sư. Thực ra Becklin thục mạng để vào cục in tiền là để hoàn thành kế hoạch. Nếu họ có thể tạo dựng thành công hình ảnh tù nhân chính trị, sẽ là con đường dẫn họ tới lối thoát. Giả sử cảnh sát tin rằng mục đích của họ là ngăn cản hội nghị thượng đỉnh, thì khi Seoul và lính đánh thuê lộ danh tính, cảnh sát sẽ nghĩ rằng họ có lực lượng vũ trang, có thể sẽ tấn công khủng bố vào địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Các đại biểu quốc hội sẽ làm mọi cách để điều hướng dư luận, cố gắng che giấu sự thật về hội nghị thượng đỉnh. Nhưng sau những tiết lộ của họ, những người đã biết được sự thật sẽ xuống đường đấu tranh biểu tình cho họ, cổ vũ cho họ. Đó là thời điểm hoàn hảo nhất để họ trốn thoát. Về lý do tại sao lại che giấu em trai anh, là để ngăn chặn những kẻ phản bội làm rò rỉ danh tính của giáo sư. Thực ra Becklin và giáo sư mới quen nhau chưa lâu. Khi còn nhỏ, cha mẹ đem hai người con đào tẩu khỏi Triều Tiên, đi về phía Nam để chữa bệnh cho Becklin. Bất ngờ bị công an phía Bắc phát hiện vượt biên trái phép, cảnh sát nổ một loạt đạn, giết chết người mẹ. Becklin lúc ấy cũng bị bắt, cha và giáo sư chạy đi trước, may mắn đã thoát khỏi được phương Bắc. Nhiều năm sau, giáo sư đã tìm thấy Becklin thất lạc năm nào, nói rằng người cha vì tiền mà đã qua đời. Khi người cha phát hiện rằng có thể mang Becklin về từ chỗ trại tị nạn, tuy vậy phải mất rất nhiều tiền, vì vậy cha anh đã lựa chọn đi cướp ngân hàng. Không ngờ rằng đang cướp thì bị cảnh sát bắn chết. Giáo sư tìm đến Becklin, hy vọng Becklin có thể cùng ông hoàn thành kế hoạch của người cha. Vì vậy hai người đã quyết định ra tay tại cục in tiền. Khi này Nairobi đến báo tin, các con tin đã được tập hợp hết rồi. Anh đến hội trường phát biểu, nếu có người muốn rời đi, anh ấy sẽ cho họ đi. Nếu có ai sẵn sàng ở lại để tiếp tục làm con tin, thì sau cùng mỗi người sẽ nhận được 3 tỷ là phần thưởng. Sau khi bê bối của nghị sĩ và sở trưởng bị phát tán ra bên ngoài, liền được đẩy lên hot search. Nhưng mà các nhà tư bản giỏi nhất là thủ đoạn, nhanh chóng họ đã đảo chiều được dư luận, vạch mặt mấy tên cướp vì đã tiết lộ là sai sự thật. Mục đích là để cản trở hợp tác kinh tế hai miền Nam Bắc, bôi nhỏ người khác rồi minh oan cho bản thân. Nước cờ tuy có chút mất mát nhưng không bao giờ sai. Danh tiếng được cứu vớt rồi, giờ ta nên cố gắng bắt mấy tên cướp kia. Nhớ lại có chuyện xảy ra nữa, hội nghị sợ rằng sẽ thất bại. Không đợi họ tìm ra giải pháp, những tên cướp đã bắt đầu nước cờ tiếp theo. Becklin thông qua video live stream truyền đạt tâm nguyện của bản thân đến với mọi người ngoài kia. Những gì họ đã làm là vì đem bán đảo Triều Tiên sắp bị cướp đoạt, đem trả về cho mọi người. Nhưng điều này đã bị mấy tên có động cơ xấu xa tẩy trắng thay đen, che giấu sự thật bằng những lời giả dối để thuyết phục công chúng bên nào đúng nào sai. Họ đã đưa ra một quyết định tạm thời. Một số con tin sẽ được thả vào lúc 3 giờ chiều ngày mai. Trung tâm chỉ huy ngay khi xem được livestream lập tức ngắt sóng trực tiếp, nhưng chậm chân mất rồi. Video livestream đã được nhiều người xem đăng lại. Bọn họ chỉ có thể cố gắng ngăn chặn giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Sếp đang rất đau đầu vì chuyện này. Cuộc gọi định mệnh của nghị sĩ đến rồi, bảo anh ta nghĩ ra giải pháp giải quyết tốt sự việc ngoài kia. Ngăn chặn tin tức về bọn cướp được phát tán thêm, chỉ có thể ngăn cản họ giao tiếp với thế giới bên ngoài, cắt đứt mạng lưới liên lạc của chúng. Nhưng nếu làm như thế, các thiết bị ở trung tâm chỉ huy sẽ bị tê liệt, tình thế sẽ rất bị động cho họ. Cấp trên có não sẽ không chọn cách. Lũ cướp đã trở nên ồn ào như vậy, có vẻ như hội nghị thượng đỉnh sẽ phải hoãn lại. Các nghị sĩ đều ủng hộ điều này, nhưng tên tài phiệt thì lại không đồng tính. Nếu mà hoãn lại hội nghị thì không khác gì đính chính những gì mấy tên ca nói là sự thật. Huống chi là anh ta đã chi tiền để bầu cho một nghị sĩ làm tổng thống. Thế nên sau 3 ngày nữa hội nghị thượng đỉnh sẽ phải được tổ chức như thường lệ. Họ đã tìm ra giải pháp của riêng mình. Becklin đã lựa chọn thả một số con tin đi. Thực ra là có những cân nhắc riêng của bản thân họ. Thứ nhất là để gia tăng niềm tin đối với công chúng và kéo dư luận về phía mình. Thứ hai là kéo Tokyo trở lại đội mình. Việc thả con tin đi chỉ là để yểm trợ cho Tokyo. Vì vậy dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng là cách an toàn nhất. Một bên khác, giáo sư đã phân tích tình hình hiện tại suốt cả đêm, lần nữa lập ra một kế hoạch do Tokyo thay mặt phát biểu. Nếu kế hoạch diễn ra tốt đẹp, mọi người sẽ có thể trốn thoát an toàn. Đồng thời lúc này Jane đã tỉnh lại ở trong bệnh viện. Hôm qua cô đã đến quán cà phê tìm giáo sư. Giáo sư và cô ấy đi ngang qua nhau. Vốn dĩ ban đầu không có ý định gặp mặt, nhưng do Jane ngất đi vì kiệt sức, giáo sư cắn rứt lương tâm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng đã quyết định đi ra xem xét tình hình. Trong lúc ngất đi, Jane lờ mờ nhìn thấy giáo sư, rồi ngất lịm đi ngay sau đó. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện rồi, mẹ và con gái đứng bên cạnh. Việc con tin được thả không chỉ thu hút sự chú ý của cư dân mạng, nội bộ những con tin cũng thảo luận vô cùng sôi nổi. Có người vì 3 tỷ thiện chí ở lại, dẫu sao thì đó cũng không phải một số tiền nhỏ, có thể đưa họ lên đỉnh cao của cuộc sống. Có những người lại không phải vì tiền, mà chỉ muốn thoát khỏi đây thật nhanh. Cục trưởng là một trong số những người đó, nhưng anh ta có suy nghĩ này không phải vì là một người cao thượng. Nhưng anh ta không biết lý do tại sao mấy tên cướp lại làm như vậy, cho họ rất nhiều tiền mà không một lý do. Nếu nói là vì tâm thì có ai tin, chắc chắn là dùng tiền để bình tĩnh họ, lợi dụng họ để làm việc xấu. Do đó, họ sẽ bị sa thải khỏi đơn vị vì hỗ trợ băng cướp. Nghiêm túc mà nói họ còn có thể bị buộc tội. Nói nhiều như vậy không phải là nghi ngờ băng cướp sẽ không giữ lời hứa chứ. Becklin này có thể chứng minh điều đó với họ. Helsinki mang theo hai bịch tiền đổ xuống. Ai muốn lấy tiền?
nhưng sau khi lấy nó thì phải ở lại. Nhưng hiện tại có một vấn đề, lấy tiền cũng là vô ích, chẳng phải cuối cùng vẫn bị cảnh sát lấy đi sao? Vấn đề này đã được Berlin xem xét rồi, thế nên anh đã đưa ra một kế hoạch, nhưng hiện tại không thể nói với họ được. Để ngăn chặn khi con tin được thả tiết lộ kế hoạch, những gì cần được giải thích đã được giải thích rõ ràng. Bangkok còn hứa sẽ thả con tin vô điều kiện, ai ở lại có thể nhận tiền trước, nhưng chúng tôi không khuyến khích đi vì không có nơi nào để trốn, chắc chắn không phải đem theo bên mình. Cục in tiền chắc chắn cũng bị cảnh sát khám xét. Cách tốt nhất bây giờ là đợi đến khi mọi thứ kết thúc, lặng lẽ giao tiền đến nhà trong một hộp chuyển phát nhanh. Quyền chủ động nằm trong tay họ, tự do tài sản hay tự do cá nhân phụ thuộc vào sự lựa chọn của họ. Chọn 3 tỷ thì đứng sang bên phải, chọn tự do thì đứng sang bên trái. Mọi người nghe xong thông báo thì bắt đầu đứng sang bên của mình, rất nhanh đã chia ra thành hai phe, phần lớn đứng sang bên tự do. Sở trưởng và Annie làm cho mọi người có chút ngạc nhiên, cả hai người đều chọn ở lại. Khỏi phải nói, sở trưởng vì tiền nên đã chọn ở lại. Vậy còn Annie thì sao? Bố làm đại sứ ở nước ngoài thì thiếu gì tiền? Có lẽ ngay cả đến bản thân cô ấy cũng không biết là tại sao. Đơn giản chỉ là muốn ở lại mà thôi. Tò mò không biết bằng cướp sẽ làm gì kế tiếp. Rồi vậy mà đưa ra quyết định những người ở lại sẽ tiếp tục làm việc. Denver và Misun đến trễ sau buổi tập luyện vô cùng căng thẳng. Khỏi phải nói, Misun chắc chắn sẽ chọn ở lại. Những hành động mập mờ giữa hai người khiến Moscow chú ý, kéo Denver qua một bên để tra hỏi. Giờ bị phát hiện rồi thì Denver cũng không còn gì phải giấu, thú nhận rằng bản thân thích Misun rồi. Đợi đến khi chuyện này kết thúc sẽ kết hôn cùng cô ấy. Bọn họ một nhà ba người chung sống hạnh phúc. Moscow khuyên anh hãy suy nghĩ sáng suốt. Con tin sẵn lòng chung sống với cướp là chuyện quái gì vậy? Hơn nữa anh thì đẹp trai giàu có vẫn còn tử tế và chính nghĩa. Phản ứng khuyết động của Moscow về việc này chính là vì bản thân đã từng trải qua. Năm ấy khi đi cướp ngân hàng, ông đã phải lòng cô nhân viên thu ngân, cũng chính là mẹ của Denver. Bà ấy cũng đã hứa với ông y hệt như Misun nói, một tình yêu đích thực không cần tiền. Nhưng sau khi hạ sinh Denver, liền bảo Moscow hãy cho bà ấy tự do. Moscow không muốn Denver lại phải trải qua nỗi đau này, khuyên anh nên chấm dứt mối quan hệ này càng sớm càng tốt, điều này là tốt cho cả hai người. Nhưng gia đình có truyền thống này, Denver cũng không thể phá bỏ. Bên khác, Jin vừa xuất viện liền đi thẳng đến quán cà phê. Giáo sư cũng tình cờ ở đây để thu dọn đồ đạc. Jin lần này đến là để xin lỗi ông, trước đây vì một số lý do mà nảy sinh lòng nghi ngờ với ông. Tuy vậy, việc nào ra việc đó, những gì Jin đối với giáo sư là thật lòng. Cho dù muốn kết thúc mối quan hệ này, cô vẫn muốn nói rõ với ông, từ bây giờ nước sông không phạm nước giếng, cầu cho cả hai bình an. Giáo sư vốn dự định từ nay sẽ kết thúc, nhưng ông vẫn không thể buông bỏ Jin, xuống đường đuổi theo cô, ôm cô vào lòng thật chặt. Đến lúc này, giáo sư mới hiểu rằng Jin đã là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của ông. Hai người qua trở lại quán trò chuyện về kế hoạch tương lai. Jin muốn đợi đến kỳ nghỉ của cô ấy, sẽ cùng giáo sư đi du lịch đến thành phố cảng Kherson mà ông luôn mong muốn đến thăm. Giáo sư chọn ở đây bởi vì đó là thành phố mà cha ông vô cùng yêu thích. Cha cũng mắc chứng Alzheimer, năm ấy muốn đi lại không đi được, sau này thì dần quên mất. Vừa nói tới đây thì có người gọi điện thoại cho giáo sư. Ông kiếm cơ bận công việc để tạm biệt Jin, đến căn cứ bí mật tìm Tokyo. Đã đến lúc để cô quay lại cục in tiền. Trước khi rời đi, Seon đưa cho cô một hộp thuốc, đưa cho Berlin dùng để chữa bệnh. Lúc này bên ngoài nhà máy in tiền vô cùng náo nhiệt, ngoài cửa tập hợp rất nhiều người. Hô hoán chính phủ nói ra chân tướng thật sự của hội nghị thượng đỉnh, trả lại cho người dân một đất nước trong sạch, nhưng lại gặp phải sự ngăn cản của lực lượng cảnh sát. Dựa theo yêu cầu của nghị sĩ, bọn họ sẽ cố gắng kiểm soát những người không liên quan, chỉ còn lại vài quan chức, tăng cường quân đội xuất ngũ cho dân để làm yên lòng nhân dân. Đám người ồn ào càng nhiều mới dễ dàng lẻn vào trong. Với tình hình bây giờ, nếu như Tokyo lẻn vào vô cùng bất lợi. Rio lo lắng cô ấy sẽ gặp chuyện, muốn dừng kế hoạch này lại và nghĩ cách khác. Nhưng bây giờ mà muốn giải phóng con tin, chắc chắn sẽ xảy ra khủng hoảng. Hơn nữa dựa vào tính cách của Tokyo, sẽ không từ bỏ lần hành động này. Bởi vì đồng bọn ở đây đều đợi cô cứu, cô dù có chết cũng sẽ đi. Nếu như giải phóng con tin mới bất lợi với Tokyo, vì thế bất luận xảy ra việc gì kế hoạch phải được thực hiện bình thường. Bên này Denver nghe lời khuyên của bố mình, đang định kết thúc mối quan hệ yêu đương với Stockholm để cô cùng với các con tin khác ra ngoài. Nhưng cô không chịu, cô quyết sẽ đến cùng với Denver, nói gì cũng sẽ không chia tay. Anh không còn cách nào khác vì muốn tốt cho hai người. Anh chỉ có thể đè nén lòng mình rồi buông ra những lời sỉ nhục. Cô tức giận tát anh một cái. Nếu như không yêu nữa thì thôi ok. Không nói lời nào liền rời đi. Denver đau lòng nhưng anh thực sự không còn cách nào khác. Lúc này Tokyo đã chuẩn bị xong rồi xuất phát. Giáo sư ở bên một tòa nhà cao tầng bên cạnh chỉ huy hành động. Kế hoạch lần này chỉ có thể thành công không thể thất bại. Bên trong nhà máy in tiền các con tin tập hợp đầy đủ. Stockholm cũng có mặt. Thời gian vừa đến cửa liền mở ra. Lúc này mọi hành động đều được phát sóng trực tiếp. Nhưng vừa mới bắt đầu tín hiệu liền bị ngắt quãng. Người bên ngoài không thể biết được tình hình bên trong. Nhưng thời gian bây giờ không thể trì hoãn. Phải theo kế hoạch ban đầu thả các con tin ra. Sau khi ra ngoài mọi người đi đến khu vực an toàn. Tokyo lúc này đã chuẩn bị xong xuôi. Thời cơ vừa đến, giáo sư ra lệnh. Tokyo phóng xe mô tô. Đi xuyên qua rừng cây gần đấy trực tiếp đến nhà máy. Đằng sau có hàng trăm con chim bay trên trời. Cô cố ý đi xen vào chỗ của các con tin. Tránh sự tấn công của cảnh sát. Lúc này lính bắn tỉa có thể ra tay hành động được. Nhưng đáng tiếc do quá nhiều người nên phát bắn đầu tiên không trúng. Đồng bọn thấy thế liền bắt đầu nã súng tạo nên quang cảnh hoảng loạn. Stockholm chạy được một nửa liền hối hận, nhân lúc hỗn loạn liền quay lại nhà máy. Denver sợ cô gặp chuyện vội vàng chạy lên bảo vệ.
Tokyo cũng tăng tốc đi đến của nhà máy. Lính bắn tỉa bắn trúng lốp xe, Tokyo không vững Úc chuẩn bị ngã xuống. May thay Rio kịp thời cơ ra cứu, cảnh cửa cũng an toàn đóng lại kế hoạch thuận lợi tiến hành. Nhưng trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn mừng, Moscow lê lết bộ dạng thương tích của mình đến nhà vệ sinh. Hóa ra trong lúc anh yểm trợ Denver không may bị bắn trúng một phát, nhưng vẫn chưa nói cho người nào biết. Uzin đang trên đường về, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Lúc nãy giáo sư có nhắc đến người cha quá cố của mình, nói là cũng là chịu sự ngu ngốc thôi, chính là chữ cũng, khiến cô nghi ngờ anh. Giáo sư biết mẹ của Uzin mắc bệnh, vì thế mới nhận ra dùng từ cũng. Uzin vội vàng quay về hỏi mẹ, mỗi khi có chuyện gì quan trọng bà đều viết nó vào sổ tay của mình. Nhưng hôm gặp giáo sư đó tình hình vô cùng cấp bách, cũng không kịp ghi lại, giờ cũng không nhớ hôm đó xảy ra chuyện gì. Manh mối này vô cùng quan trọng, Uzin ra sức bảo mẹ mình cố gắng nhớ lại, người mẹ cẩn thận nhớ lại, dường như từng gặp giáo sư ở đây. Sau đó Uzin gọi điện đến, cụ thể là lúc nào thì bà không nhớ nữa. Uzin nhanh chóng xem lịch sử điện thoại, thời gian có chút quen quen, là sau khi thượng úy gọi điện cho cô. Cô không dám tin, lẽ nào giống như những gì thượng úy nói, thân phận của giáo sư có vấn đề. Uzin với tâm trạng đầy nghi ngờ đến văn phòng cảnh sát. Ngày hôm đó thượng úy đến làm kiểm tra xét nghiệm dấu vân tay, sau đó có in một bản tư liệu về người nào đó. Cô xem xong vô cùng hốt hoảng kinh ngạc, ảnh là giáo sư nhưng lại tên là Park Sun-ho, vì đã tử vong nên xóa khỏi danh sách theo dõi người dân. Từng dòng một vô cùng rõ ràng, bố chết trên đường đến Bắc Triều Tiên, mẹ và người em vẫn trong trạng thái mất tích. Bên này thượng úy bị giam cầm nhân lúc người canh đi vắng, chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát. Anh dùng tay cố gắng tháo chiếc còng trên tay mình ra, lấy chiếc đinh dưới đất mở còng tay. Trước khi rời đi còn kiểm tra bên trong vali đều là thuốc nổ, có một vài cái được đặt ở đây. Đám người giáo sư hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại, phát hiện vali đồ bị chuyển. Lúc này mới nhận ra thượng úy đã bỏ trốn rồi, mấy người chia nhau ra tìm. Cuối cùng lại gặp nhau ở ngã tư không bóng người. Thấy mình không chạy được nữa, anh mạo hiểm dùng chút thủ đoạn để xe tông mình ngã xuống đất. Lúc này, sau khi Tokyo gặp lại đám người, truyền đi kế hoạch của giáo sư, hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức sớm. Nếu như không xảy ra điều gì ngoài dự đoán, chắc chắn là ngày mai. Lúc đó bọn họ phải rời khỏi nơi này. Kế hoạch ban đầu của giáo sư là 9 ngày. Nhiệm vụ chủ yếu của Moscow là đào một cái lỗ, sẽ bò ra từ lỗ đó giáo sư sẽ tìm người đến giúp. Vậy tiền sẽ vận chuyển như nào? 4 triệu tiền mặt không phải là một con số nhỏ. Kế hoạch của giáo sư là dùng thuyền cao su để vận chuyển nó ra ngoài. Dự định trong 2 giờ phải hoàn thành. Bên ngoài căn cứ sẽ có 2 xe tải lớn, ngày đi sẽ vào hôm hội nghị. Quán công gần căn cứ sẽ mời họp báo, tuy mức độ bảo mật rất cao, nhưng giáo sư có biện pháp để nắm chắc thành công. Đến lúc đấy mọi người sẽ biết được, băng cướp thật sự không phải bọn họ, vì thế sẽ tụ họp ở quảng trường Hòa Bình, dẫn đến một cuộc hỗn loạn vô cùng lớn, giúp bọn họ có cơ hội để tẩu thoát. Bây giờ hội nghị được tổ chức sớm hơn, kế hoạch cũng phải được đẩy lên, tiền ít hơn cũng chẳng sao cả, lỗ trốn thoát ra ngoài vẫn chưa đào xong. Nhưng chuyện này không cần phải bàn bạc, một khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc hai bên đại biểu ký kết sẽ không chú ý đến dư luận, trực tiếp đưa người đi. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay là đào hố, vì thế sẽ phải huy động toàn bộ lực lượng. Rio đột nhiên có nghi vấn, tín hiệu bị cắt đứt rồi, Moscow thì mất rồi. Đây là những chuyện mà giáo sư không dự định đến. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức sớm hơn cũng là anh quan ngại sẽ còn xảy ra chuyện ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng Tokyo tin vào phán đoán của giáo sư, anh lại đặt thêm nghi vấn, nếu như giáo sư còn dự tính chuyện gì đó sau lưng họ thì sao? Ví dụ như quan hệ anh em che giấu giữa Berlin và giáo sư, biết Berlin có bệnh mà vẫn bảo anh ta dẫn dắt đội. Berlin đi ra từ trạm thu nhận, giáo sư là người Bắc Triều Tiên. Hai người này rõ ràng còn đang tính toán chuyện gì nữa, chắc chắn không vì tiền, cũng không liên quan đến mạng sống của mọi người. Cô chỉ có thể nói mạo hiểm mạng sống để đi thực hiện một chuyện, chứ không mang nghĩa chết. Hơn nữa chuyện này còn vô cùng có nghĩa, cho dù chết cũng không hối hận khi làm. Đây không phải là một quan niệm. Lúc này Denver tìm thấy Moscow trong nhà vệ sinh, nhìn mặt đất toàn máu vội vàng chạy đến, sau đó cõng lên lưng rồi đi cứu. Anh ấy chính là chủ lực của vụ đào hố lần này. Thượng úy là người biết vị trí của căn cứ, cũng đã thoát khỏi sự khống chế của giáo sư. Sự việc lại phát triển theo một hướng khác, kế hoạch vĩnh viễn không thể thay đổi. Lúc này Berlin dũng cảm đứng ra ngoài, để Stockholm làm con tin, yêu cầu cảnh sát phái bác sĩ tới. Y sĩ không đồng ý, muốn được chữa trị phải để người bị thương ra ngoài. Thương lượng không thành, Berlin cùng với Stockholm lùi về. Người như nghị sĩ vô cùng nham hiểm, cũng không hỏi người bị thương là con tin hay bọn cướp. Nếu như là con tin sao lại ra ngoài để nói cho mọi người làm gì? Bên khác giáo sư phái người đến bệnh viện thăm dò, cảnh sát canh gác đầy bên ngoài phòng của thượng úy, không thể có cách tiếp cận. Seon đưa ra ý lợi dụng Uzin, đây là phương tối ưu của bây giờ. Uzin rất nhanh gọi điện đến, nói xe bị hỏng giữa đường, bảo anh đến giúp một tay, anh liền gật đầu đồng ý. Nhìn dáng vẻ này của cô, chuyến đi này của anh e rằng một đi không về. Lúc này rắc rối ở đây khiến Yêu hoàn toàn sụp đổ. Anh không tin giáo sư nữa, thậm chí còn khuyên những người khác cũng nên như mình. Nhìn thấy số phận của Oslo cùng với số phận của Moscow, nếu không lo nghĩ cho mình thì từng người một sẽ thiệt mạng. Helsinki nghe xong nhất thời kích động, Moscow chết cũng không đầu hàng. Ông ấy sẽ cố gắng gắng gượng, sẽ cùng mọi người thoát ra ngoài, không thì sẽ qua đời tại đây, sẽ không bao giờ có khả năng thứ ba. Có đôi lúc ở đây rất đau khổ, đôi thì cãi nhau, chỉ bằng bây giờ nhanh chóng đảo hố thôi. Denver lập tức đứng dậy, bảo Stockholm chăm sóc Moscow, sau đó kéo theo Helsinki nhanh chóng xuất phát. Tokyo thật ra bây giờ cũng vô cùng hoảng loạn, không biết có nên tin giáo sư không. Đương nhiên phải tin rồi,
Tuy có vài chuyện không dự đoán được, nhưng việc hội nghị thượng đỉnh sẽ tổ chức sớm hơn là có thật. Nghị sĩ vội vàng giải thích việc này. Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày mai. Thỏa thuận sớm đã tính hết rồi. Chỉ cần ký kết thôi. Tất cả mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Sau khi làm ổn chuyện này rồi, ông lập tức mở họp báo. Nhưng tiếc thay, tín hiệu trong nhà máy đều bị ngắt hết rồi. Không còn cách nào để biết chuyện xảy ra. Chỉ có thể tiếp tục kiên cố trong trạng thái hoảng loạn. Bên này, giáo sư tìm đến Ujin. Cô sờ lấy khẩu súng sau lưng mình. Sau đó ngồi lên xe của giáo sư. Nó muốn đến bệnh viện thăm thượng úy. Còn tiết lộ một thông tin, vết thương của thượng úy rất nặng, hiện nay vẫn chưa tỉnh. Cô nhìn có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng đây là bình tĩnh trước cơn mưa bão bùng phía trước. Giáo sư đưa cô đến nơi, bảo sẽ ngồi đợi dưới này. Sau khi cô xuống xe, giáo sư rơi vào trầm tư, không ngờ cô lại mang một khẩu súng. Hỏi giáo sư có muốn đi lên cùng không, lần này anh đồng ý. Nhưng không biết rằng đây chính là một cái bẫy, cảnh sát sớm đã bao vây nơi đây rồi. Hai người vào phòng bệnh, Ujin giới thiệu một chút về tình hình. Lúc trước tổ chức phản bội đã tiết lộ thông tin cho băng cướp, sau đó còn bị băng cướp đuổi giết. Dường như cô nắm được những thông tin mà băng cướp không muốn để lộ. Còn về kẻ đứng đầu là ai, đợi thượng úy tỉnh dậy sẽ biết được ngay. Nói hết rồi, giáo sư không kìm được hỏi khi nào thì tỉnh. Điều này cô cũng không biết. Cô muốn tìm bác sĩ nói chuyện, bảo giáo sư đợi ở đây đã. Ngay sau khi cô ra khỏi phòng bệnh liền gọi điện bảo đội đặc nhiệm cho lệnh. Thật ra trước khi đến đây, giáo sư đã chuẩn bị kế hoạch nếu như ông không về được. Xung quanh bệnh viện đều là cảnh sát, nếu như ông động thủ e rằng sẽ rất khó thoát. Nhưng vì sự an toàn của mọi người cùng với kế hoạch thuận lợi tiến hành, anh nhất định phải mạo hiểm, kể cả cuối cùng bị bắt cũng không sao. Kế hoạch thành công mới là quan trọng nhất, vào lúc phòng bệnh không người chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Kim tiêm đã lấy ra, lúc chuẩn bị hành động thì Ujin quay lại. Anh chỉ có thể nhanh chóng cất kim tiêm đi. Ujin giả dạng khó chịu, cô tìm bác sĩ để hiểu rõ hơn tình hình. Thượng úy bị thương rất nặng ở phần đầu, muốn hồi phục nhận thức phải đợi mất mấy tháng. Nếu như có tỉnh lại cũng không thể nói chuyện. Bọn cướp khiến thượng úy trở thành bộ dạng như này. Cô hận không thể nhanh chóng mà tóm gọn chúng, nhưng tiếc thay đã mất đi tổ đội điều tra. Cảm giác bất lực khiến cô vô cùng đau khổ. Giáo sư vừa nghe xong nhanh tiến lên phía trước an ủi. Thứ mà cô chờ đợi chính là cái ôm này. Nhân cơ hội lắp máy theo dõi, kỹ thuật vô cùng tỉ mỉ cẩn thận đến cả giáo sư cũng không nhìn ra ý đồ. Nếu như thượng úy tạm thời không thể tỉnh được, giáo sư cũng không vội vàng khai trừ anh ta. Đợi sau khi hội nghị kết thúc, bọn họ có thể an toàn trốn thoát. Ujin bảo mình có việc nên để giáo sư về trước. Cô chính là đang thả cá lớn, lợi dụng giáo sư để tóm gọn cả băng cướp, ngăn cản kế hoạch của bọn họ. Ngoài ra lừa dối tình cảm của cô nữa, cũng coi như là trả giá. Giáo sư vừa mới đi, Ujin cùng đồng nghiệp đuổi theo phía sau, hướng đến phòng họp hội nghị thượng đỉnh. Nếu không sẽ tiến hành một cuộc tập kích khủng bố. Điều này phải bắt được người mới biết được. Ujin không có quyền để tham gia vào chuyện này, chỉ có thể nhờ đồng nghiệp ra tay xin viện trợ. Mọi kết cục cuối cùng cô sẽ chịu trách nhiệm. Rất nhanh sau đó, đội viện trợ tập hợp với bọn họ đi theo hướng của giáo sư. Bọn họ theo định vị đi đến một tòa nhà ở tầng hầm để xem, phát hiện xe của giáo sư nhưng không thấy người đâu, dường như đã lẻn vào bên trong tòa nhà rồi. Ujin cùng với đội viện trợ đi lên trên tìm ở vài chỗ nhưng vẫn không thấy người đâu, chỉ thấy một chiếc ghế bên trên là áo khoác của giáo sư. Xem ra bọn họ đã mắc bẫy rồi. Sau khi giáo sư rời khỏi bệnh viện, nói tình hình của thượng úy cho Seon, đồng thời cũng biết một chuyện. Lúc trước đấy anh đã cài thiết bị định vị trên xe Ujin. Thiết bị hiển thị Ujin đang đuổi theo anh. Điều này giáo sư không ngờ đến, hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh bắt đầu lật tung trong xe mình tìm xem có thiết bị định vị không. Cuối cùng tìm thấy ở trên người mình. Vì thế mới có tình huống đầy bất ngờ này. Bởi vì Ujin tự ý hành động khiến giáo sư bỏ trốn, khiến cho cấp trên bất mãn. Hơn nữa giữa cô cùng với giáo sư có quan hệ mập mờ. Điều này càng khiến cấp trên nghi ngờ. Chính cô đã cố ý thả giáo sư đi, vốn dĩ muốn cô rút khỏi tổ đội điều tra. Bây giờ thì gây rồi, mọi chuyện trở nên rắc rối thêm. Không tạm thời cách chức là không được. Bên khác, Denver bận tối mặt mũi bạt mạng để đào hố, chỉ mong kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Sau đó mang Moscow đi trị thương. Terrio không tin giáo sư, nhưng trước tiên phải bảo toàn mạng sống đã, vì thế mới thay ca cho Denver. Còn khuyên anh không phải chuyện gì cũng dựa vào giáo sư, bản thân phải làm chủ được vận mệnh của mình. Anh là người chứ không phải thần, không thể dự đoán được tất cả. Denver thấy ngứa mắt vì tốc độ rùa bỏ của Rio, nên lao lên làm cùng Rio. Lúc này hai người vẫn chưa biết, đồng bọn đang cách rất gần bọn họ. Nghe thấy ở gần có tiếng nói, đồng bọn hét lên, cuối cùng cũng nghe được hồi âm của hai người. Sau khi hai bên gặp lại nhau, tảng đá đè nặng cuối cùng cũng gỡ bỏ, bọn họ được cứu rồi. Lúc này, bên này Ujin dù tạm thời cách chữa nhưng cũng không rảnh rỗi. Cô cẩn thận nhìn bản đồ nghiên cứu, vị trí xe của thượng úy là ở đây. Mà giáo sư sau khi rời khỏi bệnh viện đi theo hướng này, chứng minh rằng căn cứ của băng cướp sẽ ở giữa hai địa điểm này hoặc ở gần nơi vụ án xảy ra. Mẹ Ujin nói, ở gần đấy mới mở một cửa hàng, lập tức thu hút rất nhiều thợ chụp ảnh. Nghĩ đến đây, Ujin lập tức khoác áo ra ngoài. Trong nhà máy, sức chịu đựng của Moscow cũng đạt đến giới hạn rồi, e rằng không ổn. Tokyo thấy thế liền bảo Stockholm đi gọi Denver. Denver vẫn đang cố gắng để đào hố, không dễ dàng gì mới nhìn thấy một tia sáng. Stockholm đến và nói có tin xấu, bảo anh lên trên xem. Denver biết nhất định là Moscow gặp chuyện rồi. Lúc này Moscow đã tỉnh lại, nhưng nhận thức vẫn còn mơ hồ. Nói Tokyo chính là vợ của mình. Anh vô cùng xin lỗi, đã biến Denver thành bộ dạng giống như mình. Phải chạy đông chạy tây để sống. Tokyo cho rằng ông đã dạy dỗ vô cùng tốt Denver rồi, thận trọng và vô cùng có trách nhiệm. Nói đến đấy Denver liền chạy đến, nhìn bộ dáng phờ phạc của Moscow, Denver không kìm được nước mắt không ngừng rơi.
anh nói với ông hố đã đào được rồi, rất nhanh có thể sẽ ra ngoài được. Moscow nghe được tin này thì vô cùng an tâm. Ông dặn dò Denver hãy chăm sóc tốt Stockholm, sau đó cảm ơn tất cả mọi người đã chăm sóc và nuôi dưỡng cha con hai người. Ông mới có thể yên lòng mà nhắm mắt. Ông không bao giờ hối hận khi trở thành thành viên nơi đây. Tuy bây giờ giới thiệu đã muộn rồi, nhưng cũng không quá là muộn. Tên thật của ông là... Nói xong liền tắt thở. Mọi người đều vô cùng nuối tiếc đau lòng. Nhưng bây giờ không phải thời khắc để đau lòng. Bọn họ phải thoát ra khỏi đây, phải làm chủ vận mệnh của mình. Trước khi tham gia vào kế hoạch của giáo sư, bọn họ đều không quen biết nhau, thậm chí còn coi thường nhau. Nhưng bây giờ lại trở thành người một nhà, mối quan hệ đầy vui vẻ hạnh phúc. Tuy lúc bắt đầu lý do cần tiền đều khác nhau, nhưng những thứ này không quan trọng. Bắt đầu từ giây phút này, bọn họ sẽ hợp lực để trốn khỏi đây. Ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh rất nhanh đã đến. Tất cả người dân đều tập trung ở trước cửa, trong đó có một nhóm người ủng hộ chủ trương của băng cướp, yêu cầu hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh, trả lại cho người dân một cuộc sống trong sạch. Giáo sư cũng ở hiện trường nhưng trốn một góc âm thầm quan sát. Cấp trên phơi trần thân phận thật sự của giáo sư cho nghị sĩ. Nghị sĩ chỉ cười không có thêm ý kiến gì, nhưng lại rất quan tâm đến chuyện của nhà máy in tiền. Hội nghị vẫn sẽ tiếp tục, ký kết thôi là sẽ xong. Xem đó sẽ trấn áp băng cướp bằng vũ lực. Ngoài ra còn nhắc nhở, lần hành động này không phải bắt giữ mà chính là tiêu thụ đó đi. Xem ra sẽ không để lại con đường sống cho bọn họ. Giáo sư sau khi đến quan sát tình hình lập tức quay về căn cứ. Không ngờ rằng người chờ đợi anh chính là tình cũ. Tùy cô nói nơi này đã bị bao vây rồi, nhưng trong lòng giáo sư rất rõ, Eugene đến đây một mình, nếu không sẽ trực tiếp sai người bắt anh rồi, chứ không phải ở đây lãng phí thời gian. Không nói nhiều, Eugene chỉ muốn biết mục đích của anh rốt cuộc là gì. Bố của giáo sư là một kỹ sư, nhận được mệnh lệnh của chính phủ nên đi thực hiện nhiệm vụ bí mật, nhưng không may lại bị phát hiện. Người bố làm theo chỉ thị nhưng lại nảy sinh ít tư lợi, bởi vì bố anh biết bệnh của Beckley không có loại thuốc nào chữa được lúc đấy. Nhưng bọn họ vẫn chưa hành động kịp thì bị chính phủ phát hiện, cả nhà đều bật mạng chạy. Kết quả trong lúc băng qua sông mới biết được mẹ bị bắn chết, Beckley bị bắt đến trạm thu nhận. Muốn cứu được nó ra phải cần rất nhiều tiền, ông ấy không thể đợi thêm liền chạy đi ăn cướp. Kết quả không may bị thiệt mạng lúc đó. Giáo sư cho rằng tất cả đều xuất phát từ việc phân tích Nam Bắc, nhưng sự việc không phải như vậy, mà nguyên nhân là do mấy người bán nữ vinh lợi kia. Hội nghị thượng đỉnh mà bọn họ tổ chức không phải để làm tăng thêm tình đoàn kết hay kinh tế, mà là nhờ vào cơ hội này để thu cá về. Mọi hành động đều để thu được hết lợi ích cho bản thân. Nếu như đất nước có thể bảo đảm được quyền lợi, rất nhanh có thể thực hiện mong ước đấy. Hơn nữa nhiều xí nghiệp lớn lợi dụng chính sách không quá khắt khe để làm đòn bẩy cho mình, thu được lợi nhuận lợi ích vô cùng lớn. Điều này đối với bọn họ là thắng lợi vẹn đôi đường. Giáo sư biết được vô cùng rõ, bởi vì người đề ra kế hoạch này chính là anh ấy, còn người thực hiện kế hoạch chính là chủ tịch của tập đoàn 5 sao, và nghị sĩ vẫn luôn ủng hộ ông ta. Bọn họ mới chính là những con chuột bạch, là thủ phạm khiến cho Nam Bắc không thể thống nhất. Vì thế giáo sư mới lên kế hoạch tất cả chuyện này. Cũng số tiền mà bọn họ bí mật sản xuất, anh sẽ phân tán nó ở trong trung tâm thành phố. Chỉ cần điều tra số series của tiền, người dân sẽ biết được những gì anh nói là sự thật. Hành động cũng là chân chính. Anh chết không cần vội nhưng không thể để chân tướng bị che giấu. Nghe được những lời này, Eugene có chút động lòng. Sau khi ổn định lại, giáo sư giật súng, nói xin lỗi cô, sau đó bóp cò. Sau khi giải quyết xong Eugene, giáo sư nhanh chóng xuống địa đạo. Vì để trấn an cảm xúc đau lòng của mình, anh tự đào hố, đã được vài nhát liền gặp được đám người Denver, kích động không nói nên lời. Nhưng bây giờ bọn họ không dám chậm trễ. Giáo sư thông qua đường hầm thành công vào được nhà máy. Sau khi chào hỏi đồng bọn, Tokyo đưa anh đi xem chiến lợi phẩm của bọn họ. Trong lúc bọn họ đang vui vẻ hạnh phúc, bên ngoài xảy ra chuyện mà giáo sư lo lắng nhất. Thượng úy đã tỉnh lại, hội nghị sắp đạt được mục đích của nó. Thật ra giáo sư không bắn chết Eugene, mà bắn vào bụng cô một phát, bởi vì anh biết cô sẽ mặc áo chống đạn bên trong. Vì để Eugene không tham gia vào chuyện này nữa, trói cô ở lại đây. Lúc này cấp trên nhận được chỉ thị, lập tức bảo người đến tiếp viện. Thời gian chuyển đống tiền này đi lâu hơn dự kiến. Tokyo cùng với Rio đẩy ghế chặn cửa. Trên đầu đột nhiên có tiếng trực thăng, một đám người lính đặc nhiệm nhảy xuống, hai bên lập tức đọ súng với nhau. Bây giờ tiền vẫn chưa vận chuyển xong, điều hai người cần làm đó là kéo dài thời gian. Tiếp đó cánh cổng của nhà máy bị mở ra, cảnh sát đợi ở bên ngoài lần lượt đi vào. Lực lượng vô cùng nhiều, chỉ dựa vào hai người bọn họ ê là không được. Nairobi đem người đi tiếp viện, Denver bảo đám con tin trốn dưới đường hầm, sau đó cũng nhanh chóng đi yểm trợ. Dưới sự yểm trợ của Rio, Tokyo lấy ra một khẩu súng hạng nặng, bắt buộc lực lượng cảnh sát phải lùi lại phía sau. Điều khiến hai người không ngờ tới, có đám người phục kích từ sau, một phát nhắm trúng Tokyo, may thay cô có mặc áo chống đạn, nhưng tiếp theo lại một phát nữa, bắn trúng chỗ không có giáp chống đạn, Tokyo bị bắn trúng ngã xuống đất. Vào lúc chuẩn bị bắn phát thứ ba, Denver cuối cùng cũng đến kịp. Nairobi nhìn Tokyo nằm trên mặt sàn, phẫn nộ bắn cửa kính ở phía trên. Berlin cũng nhanh chóng đến cứu viện, dùng khẩu súng hạng nặng không ngừng bắn. Denver vẫn đang vật lộn cùng mấy tên lính. Helsinki xuất hiện, họ súng ngắm vào đầu của tên lính. Denver có chút nhân nhượng, kiên quyết bảo Helsinki không nên giết người. Nhưng anh ấy không hề dao động. Trong lúc hỗn loạn, tên lính tháo mặt nạ ra, hóa ra chính là nhân viên Lý. Thấy anh ta chuẩn bị phản công, Denver nhanh chóng tiến lên ngăn cản. Ở đây giao cho anh là được rồi. Helsinki nhanh chóng đi yểm trợ những người khác. Lúc này Tokyo nằm dưới sàn ngồi dậy, hai người không kiềm được ôm chầm lấy nhau, lập tức tham gia vào cuộc chiến. Bên này Denver không đủ sức chống lại, kết quả bị vật lộn xuống đất.
Vào lúc nhân viên Lý định giết anh, đột nhiên cánh tay trúng một phát đạn, ánh mắt bàng hoàng nhìn hóa ra là Stockholm. Nhưng cô chưa bắn súng lần nào nên mọi phương diện đều không có kinh nghiệm. Và lúc cô nhìn Denver, nhân viên Lý phản công, may Denver nhanh tay hơn, một phát đánh vào đầu ngã lăn xuống đất. Trận chiến ở đại sảnh vẫn rất náo nhiệt, mọi người đều không vì tiền, tạm thời trú lại bên trong nhà máy. Lúc này, phiên họp đã kết thúc, nghị sĩ ngồi lên xe rời đi. Bên ngoài đều là đoàn người phản đối, đám người nháo nhào chạy ra cản đường, thậm chí có người còn lấy trứng chọi xe. Điều này làm nghị sĩ mất thể diện, đều là giúp chuyện của băng cướp. Ông lập tức dặn dò xuống, giết hết tất cả không để sót người nào. Mệnh lệnh này vừa được dặn dò, đội lính đặc nhiệm liền mạnh mẽ đáp trả. Giải bom khói, đám người Tokyo bị mất phương hướng, nhân viên Lý cùng mọi người tập hợp, lập tức dặn dò chỉ bảo. Nơi đây có một các hố vô cùng sâu, nhưng khi đi xuống không phải bọn cướp, mà chính là đám con tin. Vừa nghe được đây là con đường chết, anh ta mới nhận ra mình trúng kế rồi. Con đường thoát thân thật sự ở trong kho bạc, đi thì đã đi rồi. Nhân viên Lý nhìn cánh cửa khóa chặt, chỉ có thể tức giận hét lên, bảo người nhanh chóng nghĩ cách mở ra. Rio, Denver, Tokyo, Stockholm, bốn người tập hợp cùng với giáo sư, Nairobi, Helsinki cùng với Berlin. Mấy người bọn họ ở phía sau, phá cửa ra ngoài sẽ trở lại. Giáo sư quyết định xuất phát trước, Seoul ngơ người có chút lo lắng cho Berlin. Bên này Ujin thoát được ra ngoài, đi nhờ một chiếc xe trên đường, mượn nhờ điện thoại gọi về trung tâm điều khiển, bảo cấp trên nhanh phái người đến. Lúc này thượng úy xuất hiện, anh nhận điện thoại, nói đã phái người đi rồi. Ujin rảnh không có gì làm, bắt đầu đi lục lọi xung quanh, phát hiện một mật đạo, nhanh chóng xuống phía dưới kiểm tra. Lúc này đội thao sau xảy ra chuyện, bom không cài được Helsinki nhanh chóng sửa lại, thấy cửa kho bạc sắp bị phá ra, Berlin bảo hai người đi trước, sau đó bố trí một thế cục, chuẩn bị bắn những phát súng cuối cùng. Dù sao anh sớm muộn gì cũng sẽ chết, có thể cầm cự được một chút là tốt rồi. Nairobi có chút không nỡ, nhưng đây không phải thời khắc để luyến tiếc. Helsinki lập tức đưa cô rời đi. Lúc này đội đặc nhiệm đến nơi, chuẩn bị đi xuống mật đạo mà Ujin bảo. Giáo sư liên lạc người đến tiếp viện, nhưng bên ngoài cảnh sát bao vây kín, không thể vào được. Trong lúc anh hết cách, Berlin gọi điện đến. Tuy biết được rằng cuộc gọi này sẽ bị nghe lén, nhưng anh vẫn gọi. Bây giờ trong nhà máy không còn thứ gì ổn cả, bom xảy ra vấn đề rồi anh sẽ trách nhiệm ở lại, gọi điện đến để tạm biệt. Tình hình bên này của giáo sư cũng không ổn, căn cứ bị cảnh sát bao vây rồi kế hoạch thất bại. Thấy cánh cửa sắp bị phá ra, Berlin chuẩn bị tấn công. Giáo sư bảo anh dừng tay lại, thua thì đã thua rồi, đến cuối cùng thì chỉ có con đường chết thôi. Nhưng anh sẽ không dễ dàng mà từ bỏ được, nếu không Oslo và Moscow chết đi sẽ vô nghĩa. Hai người trước khi chết vẫn tin giáo sư. Giáo sư không thể phụ sự tin tưởng này được, một là chết hai là sống. Chưa đến phút giây cuối cùng chưa từ bỏ. Sau khi nói tiếng Anh cuối cùng, Berlin điên cuồng bắn. Nhân viên Lee cũng không hạ thủ lưu tình, trực tiếp ném một quả bom vào. May thay Berlin mạng lớn không bị nổ chết. Seoul nhanh chóng cứu anh xuống dưới, nhưng Berlin không muốn đi, phải có người ở lại giữ chân. Nếu như anh không đi vậy thì cô cũng vậy. Muốn điên thì điên cùng nhau, muốn chết thì chết cùng nhau. Lính đặc nhiệm chuẩn bị xuống, Seoul ngắm bắn bom, khiến nó nổ tạo ra một cuộc địa chấn. Giáo sư không biết được tình hình cụ thể, chỉ có thể quỳ xuống đất đau khổ khóc. Sau khi bình tĩnh nhận điện thoại của nghị sĩ, anh chậm rãi nhận sai cầu cứu. Tiền có thể không cần mạng có thể giao nộp, nhưng có một yêu cầu, cho những người khác một con đường sống. Lúc này Tokyo tiến lên, một phát vứt điện thoại của anh đi. Thái độ của nghị sĩ vẫn như cũ, giết hết băng cướp một người cũng không sót lại. Giáo sư lúc này vẫn chìm đắm trong cảm giác tự trách, muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an của mọi người. Nhưng Tokyo không chấp nhận cứng rắn để anh đi, kéo được một lúc nhưng kéo không được. Giáo sư cúi đầu nhìn bản đồ dưới nước, đột nhiên có cách mới, nhanh chóng tập hợp mọi người, thực hiện lần vận chuyển cuối cùng. Lúc này Ujin lạc trong mật đạo, bất ngờ bắt gặp đội đặc nhiệm, bọn họ liền báo cáo về cho nghị sĩ. Ông ta bảo đưa người đến trung tâm điều khiển, trong thời gian này nhìn tấm bản đồ quy hoạch cống thoát nước, chuẩn bị xuất phát từ hướng đó, sau đó từ từ áp sát vào bên trong chặn mọi đường lui của giáo sư. Ujin bị áp ra ngoài không bằng lòng, thấy chuẩn bị đi tóm giáo sư liền bị lôi đi mạnh mẽ. Cô biết trong đầu của nghị sĩ đang nghĩ gì, giết người diệt khẩu, tiêu hủy mọi manh mối. Nghị sĩ bảo cô chính là đồng bọn của giáo sư, còn chưa nghĩ sẽ xử lý như nào. Bộ đàm liền truyền đến tin ở nơi này phát hiện rất nhiều bom, dường như đều ở gần quảng trường hòa bình. Nghị sĩ sững người ngơ ngác, đây mới chính là mục đích của giáo sư, đặt bom giữa biển người ở quảng trường hòa bình, tạo dựng nên cảnh tượng hỗn loạn với quy mô lớn, nhân thời cơ đó bỏ chạy. Ujin nhất thời không tin, giáo sư vẫn luôn dựa theo nguyên tắc không giết người, không thể làm ra cuộc đại sát như vậy. Nghị sĩ cười bảo cô quá ngây thơ rồi, không giết người chỉ càng làm kéo dài thời gian hơn thôi. Nếu như không muốn giết tại sao phải cài nhiều bom như vậy làm gì? Thả cô ra làm gì, đây đều là trong kế hoạch hết rồi. Nhưng cô vẫn không tin, nghị sĩ cho rằng cô hồ đồ rồi, nên bảo người áp giải cô đi giam lại. Cấp trên bảo nghị sĩ nên giải tán mọi người đi để giảm thương tích, nhưng ông ta không đồng ý. Lỡ như băng cướp trà trộn vào đám người rồi chạy đi thì làm sao? Không những không thể giải tỏa mà còn phải phong tỏa toàn bộ, đến cả con chuột cũng không tha. Chỉ đơn giản là vài trái bom thôi, phái người đi phá là được. Nếu như không thể tránh được vụ nổ, sẽ biến nơi đây trở thành mồ chôn của băng cướp. Vậy còn người dân cùng với các nhân viên thì sao, cũng sẽ phải thiệt mạng theo sao? Điều này khiến thượng úy không thể chấp nhận được. Anh lập tức lái xe đi tìm Ujin. Tên nghị sĩ là một lão cáo giả căn bản không có tình người. Ujin mong thượng úy có thể hợp tác cùng cô,
chuyển chuyện này đến dãy số mà Stockholm để lại. Lúc này cấp trên cũng nhịn không nổi rồi, hạ lệnh giải tán tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều nghe theo chỉ thị của ông ấy, mặc kệ sự điều khiển của nghị sĩ. Thời gian đếm ngược kết thúc, bom lần lượt nổ, nhưng chỉ gây ra sức cản phá vô cùng nhỏ, chỉ hất bay mấy nắp cống lên thôi. Sau đó bom đầy bong bóng hình con lợn, bay đến độ cao nhất điện rồi đột nhiên phát nổ, bên trong đều là tiền. Một trận mưa tiền rơi xuống quảng trường, mọi người không giấu nổi niềm hạnh phúc vui vẻ, mọi sự tập trung đều vào đống tiền. Việc này đủ để người dân hạnh phúc, nghị sĩ vô cùng tức giận, điều này sẽ khiến băng cướp được chào đón hơn. Đám người đi ra từ trong mật đạo, màn lật ngược tình thế này vô cùng xuất sắc. Lúc này Ujin đoán ra nơi mà giáo sư sẽ đến, cửa khẩu năm ấy mà ba giáo sư để lại. Thượng úy ra tay bảo thả Ujin đi, giáo sư lấy tiền mua chục nhân viên chạm tàu, tiền đều chất đầy một toa tàu. Mọi việc xong xuôi, Berlin gọi điện đến, anh ấy vẫn chưa chết, may nhờ vào cơn mưa tiền đó. Anh cùng với Seoul nhân cơ hội bỏ trốn, giáo sư hét lên. Mọi người nghe thấy tin này đều vô cùng kích động. Đến thời gian xuất phát, tâm trạng giáo sư phức tạp, đưa ánh mắt nhìn nơi xa xăm. Anh tiết lộ cho Ujin nơi này, vừa sợ cô sẽ đến bắt anh, lại vừa sợ không đến kịp để gặp anh. Cuối cùng vẫn không nỡ, xoay người liền nhìn thấy Ujin. Những người khác đều chọn đứng nhìn không động thủ, tàu bắt đầu chạy. Giáo sư biết cô nhất quyết sẽ không từ bỏ, nhưng muốn bắt anh phải có một lý do. Dựa vào tội gì mà bắt chứ? Đống tiền này muốn in bao nhiêu thì in bấy nhiêu. Anh chỉ muốn nói với mọi người, chủ nhân của đống tiền này không phải là tên tài phiệt độc ác hay mấy nhà chính trị gia không tình người, mà đều thuộc về những người dân lương thiện. Nếu như gian dối ở đâu, anh sẽ chịu tội này, phụ thuộc vào cô quyết định như thế nào. Anh nhảy lên tàu đợi Ujin quyết định. Ujin vẫn không đủ dũng khí để bóp cò, anh dần dần biến mất vào bóng tối. Mọi việc mà giáo sư làm sẽ được internet truyền đi khắp thế giới, trở thành hiện tượng của hàng vạn người. Mọi người đều mặc quần áo đỏ, đeo mặt nạ, lần lượt đổ xô xuống đường. Viên nghị sĩ với quyền lực ngất trời cùng vô số thủ đoạn cũng không thể chấn áp được thế lực này. Thời gian trôi qua rất nhanh, liền được một năm rồi. Những chuyện mà Ujin phải đối mặt rất nhiều, nào là ly hôn, nào là bị cách chức điều tra, cuộc thẩm vấn vẫn chưa dừng lại, tài khoản ngân hàng cũng bị đóng băng, cô đến cả cuộc sống của mình cũng không thể quản nổi. Một ngày nọ có vị luật sư đến tìm cô, muốn giúp cô tiền thì không phải quan tâm, đã có người trả rồi. Cô lập tức nghĩ ngay đến giáo sư, vừa nhà liền lục lại bức ảnh mà giáo sư để lại, sau đó chuyển đất nơi đất khách quê người, tìm kiếm quán cà phê ở gần đấy. Vốn dĩ chỉ là mang theo tâm thái thử thôi, không ngờ rằng giáo sư thật sự đứng đây đợi cô, hơn nữa còn có kế hoạch vô cùng điên rồ. Đợi đến khi cô sang đây, bên khác, cục trưởng ly hôn liền chuyển nhà, lúc chuyển đồ vật, phát hiện một vali không thuộc về mình, trực tiếp ném ra ngoài, còn tiện chân đá một cái. Nhưng lại không biết được đây chính là lời hứa mà giáo sư đã thực hiện cho ông ta. Bên trong đều là tiền. Phi vụ triệu đô do Hàn Quốc sản xuất đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem. Nhấn theo dõi tôi để xem nhiều bộ phim hay hơn. Bye bye! Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!